12 giờ tối nếu không quay về thì sẽ khóa cửa. Phía sau kèm theo icon con dao và lựu đạn. Thấy tin nhắn của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương thoáng chốc tỉnh táo lại vài phần. Anh là một người đã có vợ, và lại thật sự cũng không thể dậu đổ bình leo, cũng nên về quay về rồi, không thì vợ anh sẽ không cho anh vào nhà mất. Anh đem Hứa Mỹ Tình đặt xuống, tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô, sau đó rón rén rời đi. Khi Trần Triệu Dương rời đi không lâu sau đó, Hứa Mỹ Tình ngồi dậy, trên mặt lộ ra biểu cảm có vài phần không cam tâm, không lẽ mình già rồi. Không còn sức hấp dẫn nữa. Ôi! Sau khi Trần Triệu Dương rời khỏi tiểu khu nơi Hứa Mỹ Tình sinh sống, anh lập tức gọi một chiếc taxi quay về. Vừa về tới nhà, anh liền thấy Nam Cung Yến đang cho người đóng cửa lại. Đợi đãi, Trần Triệu Dương thấy cảnh này liền hét to. Dầm! Nhưng anh vẫn đến chậm một bước, cửa lớn của biệt thự nặng nề đóng lại, đồng thời người bên trong còn đem cửa khóa trái. Em yêu à, mở cửa đi mà. Trần Triệu Dương đập cửa nói. Anh về muộn 5 giây. Bên trong truyền tới giọng nói của Nam Cung Yến. 5 giây sao lại tính là muộn, mở cửa đi mà. Trần Triệu Dương lại một lần nữa đập cửa. Nhưng dù anh đứng ngoài cửa kêu gào như thế nào, Nam Cung Yến cũng không hề quan tâm. Hừ, đây coi như cho anh một bài học. Giọng nói của Nam Cung Yến mang theo chút đắc ý, ai bảo anh tối ngày ăn chơi trác táng cùng phụ nữ khác. Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, cô tưởng rằng Trần Triệu Dương đã từ bỏ. Cho anh ngồi xổm bên ngoài một tối. Nam Cung Yến vui vẻ ngâm nga một khúc hát cứ thế bước lên lầu. Thế nhưng cô vừa bước đến bên cầu thang, thì lại thấy một bóng người xuất hiện trên tầng 2. Vợ yêu, buổi tối tốt lành. Người trước mặt chào hỏi với gương mặt cười đùa cợt nhả. Người này trừ Trần Triệu Dương, còn có thể là ai? Nam Cung Yến thấy người nào đó, tức khắc thu lại nét cười trên mặt hỏi, làm thế nào mà anh vào được? Ha ha, cái này có khó gì chứ? Trần Triệu Dương cười đáp, đừng nói tới việc vào được biệt thự, mà ngay cả vào phòng của em, cũng không hề khó khăn. Chẳng qua chồng của em là quân tử nên tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nam Cung Yến phun ra hai chữ, tiếp đó cô bước từng bước lớn đi xuống dưới lầu. Khi đến bên cạnh Trần Triệu Dương, cô liền khịt mũi ngửi một lúc. Lại cùng người phụ nữ kia ăn chơi phóng túng. Tối nay anh chơi bời cùng với hơn chục cô gái, vợ à em muốn hỏi người nào. Với dáng vẻ này của anh, có mười mấy cô gái thích anh sao? Vợ yêu, em đừng không tin. Người đẹp của bộ phận quan hệ xã hội, người nào cũng thích anh. Các cô ấy còn khóc lóc nói không phải là anh thì không lấy chồng. Nhưng anh cũng biết rằng, mình là người đã có gia đình nên đành nhẫn tâm từ chối rồi. Em xem anh chung thủy với em như vậy hay là tối nay chúng ta động phòng thôi? Hừ, không biết xấu hổ. Nam Cung Yến âm thầm phỉ nhổ trong lòng, cô bước nhanh về phía phòng của mình. Vợ à, đêm khuya dài đằng đẵng, nếu như em không ngủ được có thể tìm anh tâm sự. Cút, Nam Cung Yến nói xong, nặng nề đóng sập cửa lại. Trần Triệu Dương thấy cô trở về phòng mình, anh liền sờ mũi mỉm cười. Trần Triệu Dương cảm thấy Nam Cung Yến dường như đang ghen, hơn nữa dáng vẻ ghen tuông này của cô cũng rất đáng yêu. Không thể phủ nhận rằng Nam Cung Yến đã khiến anh rung động. Anh trở lại phòng, tắm rửa, thay đi bộ quần áo bẩn trên người mình. Tắm xong anh nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, tỉnh, tinh. Nhưng lúc này anh lại phát hiện tin nhắn WeChat của mình kêu lên không ngừng. Anh cầm điện thoại lên, là Hứa Mỹ Tình, cô gửi tới không ít tin nhắn. Tất cả đều là, có đó không, ngủ rồi à? Trần Triệu Dương bèn trả lời một câu. Chị Mỹ Tình, có chuyện gì vậy? Trần Triệu Dương cứ vậy trả lời lại. Qua một lúc, Hứa Mỹ Tình gửi tới một tấm ảnh. Trần Triệu Dương vừa liếc thấy, trong mắt xém chút thì rơi xuống. Bức ảnh mà cô ấy gửi là một bức chụp lại một đôi chân dài miên man. Đẹp không? Hứa Mỹ Tình hỏi, đẹp. Thích không? Qua một hồi, Hứa Mỹ Tình lại gửi tới một bức ảnh nữa. Trần Triệu Dương nhìn qua, anh phát hiện đây là ảnh vừa mới chụp. Bối cảnh chính là trong nhà cô ấy. Thích, ngón tay Trần Triệu Dương run rẩy gõ tin nhắn trả lời lại, thon dài tuyệt đẹp. Vậy cho cậu cơ hội vì sao lại không sờ thử xem? Nghe Hứa Mỹ Tình nói như vậy, Trần Triệu Dương lập tức cảm thấy nóng ran trong người. Giờ phút này anh mới biết hóa ra cô ấy giả vờ uống say là vì muốn cho bản thân anh một cơ hội. Chị Mỹ Tình, tôi phải ngủ rồi. Chị cũng ngủ sớm đi. Trần Triệu Dương không muốn khiến mình hối hận. Anh trả lời lại một tin nhắn.
anh vừa gửi xong, Hứa Mỹ Tình lại gửi liên tiếp mấy tấm ảnh cho anh. Cuối cùng cô còn đắc ý nói thêm một câu, thích thì chậm rãi thưởng thức. Thưởng thức xong thì ngủ đi. Trần Triệu Dương thấy vậy thì gào thét trong lòng, như vậy bảo anh an tâm ngủ thế nào được cơ chứ? Con heo lười biếng, con heo chết giấm, con heo lười chết giấm, dậy đi. Dậy ngay cho tôi. Buổi sáng, khi Trần Triệu Dương vẫn còn đang trong mộng đẹp thì bị Nam Cung Yến lôi tai dựng dậy. Trần Triệu Dương bị kéo dậy, vẫn còn dáng vẻ phờ phạc hỏi, sao thế? Hôm nay không phải là ngày nghỉ à? Ai nói là được nghỉ? Lập tức vệ sinh cá nhân rồi cùng tôi ra ngoài làm việc. Nam Cung Yến chống nạnh đáp lại với giọng điệu lạnh lùng. Nhưng anh vẫn muốn ngủ tiếp. Trần Triệu Dương ngáp một cái nói, anh còn chưa muốn. Dậy, vừa dứt lời anh lại ngã nằm xuống giường. Em muốn làm gì thì để Đường Võ đi cùng là được. Hiện giờ em đã an toàn rồi. Trần Triệu Dương nói xong liền trở mình ngủ thiếp đi. Dầm. Trần Triệu Dương vừa nhắm mắt lại không lâu. Anh cảm thấy đầu mình ướt đẫm. Trần Triệu Dương từ trên giường nhảy dựng lên. Anh nhìn chằm chằm chiếc chậu rửa mặt trong tay Nam Cung Yến, nói đầy kích động, em làm gì đó. Giúp anh dậy thôi, có kiểu giúp người khác như vậy à? Tôi ở bên ngoài đợi anh 10 phút. Nam Cung Yến vứt chậu đi, miệng vừa ngâm nga một làn điệu vừa xoay người bước ra ngoài. Không hiểu vì sao, thấy được biểu cảm buồn bực của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lại cảm thấy đây mới chính là khởi đầu của một ngày tươi đẹp. Trần Triệu Dương lau đi những giọt nước trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, cô gái, em đợi đó cho tôi, rồi sẽ có một ngày, tôi khiến em bị chinh phục phải quỳ dưới chân tôi. Tối qua Trần Triệu Dương trò chuyện cùng Hứa Mỹ Tình đến nửa đêm, buổi sáng thực sự vẫn rất buồn ngủ. Bây giờ lại, bị xối nước lạnh, cả người anh đều trở nên tỉnh táo. Nếu đã tỉnh táo rồi, Trần Triệu Dương dứt khoát vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Lúc Trần Triệu Dương bước ra, anh thấy Nam Cung Yến đang khoác trên mình một chiếc váy liền thân, dáng vẻ thiếu nữ nhưng lại dương dương tự đắc. Thấy cô đắc ý như vậy, Trần Triệu Dương cảm thấy không thể để cô quá hả hê, kiểu con gái này 3 ngày không đánh thì. Trèo lên mái nhà lật ngói mất. Vợ yêu ơi, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là định hẹn hò với anh à? Trần Triệu Dương sắp tới gần, tạo dáng cun ngầu cười nói. Hẹn hò với anh. Sắc mặt Nam Cung Yến thoáng chốc trầm xuống đáp, anh nằm mơ giữa ban ngày chắc. Vậy chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ là đi nhà nghỉ? Trần Triệu Dương cười đáp, vậy cũng tốt, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà bố vợ giao cho anh. Cút, Nam Cung Yến lạnh lùng phun ra một chữ. Được thôi. Nam Cung Yến nói xong, Trần Triệu Dương liền quay đầu đi về. Tên họ Trần kia, anh đứng lại cho tôi, Nam Cung Yến thấy người nào đó muốn rời đi, giọng lạnh băng, bây giờ anh lên xe cho tôi. Nếu như anh dám trốn, tôi thiến anh cho coi. Nam Cung Yến lúc này cảm thấy một ngày đẹp đẽ đã kết thúc rồi. Cô phát hiện ra rằng người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Em bảo anh cút, anh liền cút, bảo anh quay lại thì anh phải quay lại. Anh là người không có chút thể diện nào chắc. Vậy anh muốn thế nào? Nam Cung Yến cắn răng hỏi. Em phải xin lỗi anh, Trần Triệu Dương trả lời một cách nghiêm túc. Không thể nào. Vậy thì anh đi đây. Tạm biệt. Tên họ Trần kia, Nam Cung Yến gào to. Hửm. Xin lỗi, Nam Cung Yến cuối cùng cũng nặn ra 3 chữ này. Thế còn được, Trần Triệu Dương cười ha hả bước trở về, nghe lời. Trần Triệu Dương nói xong liền lên xe. Nam Cung Yến cực kỳ tức giận theo sau, hôm nay lái xe vẫn là Đường Võ. Đường Võ cũng không làm lạ đối với việc cãi lộn của hai người nữa. Sau khoảng 40 phút chiếc xe dừng lại ở một nơi nào đó giống như một siêu thị ở Nam Hải. Nam Cung Yến dẫn đầu xuống xe rồi đi về phía trước. Trần Triệu Dương và Đường Võ thụt lại phía sau. Anh Dương, hôm nay anh nhất thiết đừng chọc giận cô Nam Cung. Đường Võ tốt bụng nhắc nhở Trần Triệu Dương, tại sao? Bởi vì chưa lần nào cô ấy tới đây mà có tâm tình tốt cả. Ồ, Trần Triệu Dương chăm chú nhìn phía trước hỏi, đây là đâu? Anh cứ đi về phía trước thì sẽ biết, Đường Võ cười đáp. Trần Triệu Dương bước lên trước vài bước, rẽ vào một góc liền nhìn thấy trước mặt là một cái chợ rất lớn. Mà phía trên của chợ treo một vài chữ lớn, chợ Đá Ngọc. Ở bên ngoài chợ lúc này, được vây quanh bởi một đám người đang náo nhiệt hô to, mở rồi, xanh xanh, là xanh sao? Chứng kiến một màn này, Trần Triệu Dương đã biết được nơi mình đến hôm nay là nơi nào. Thị trường cực ngọc. Cực ngọc là một ngành kinh doanh khiến người ta phất lên nhanh chóng nhưng rủi ro cũng rất lớn,
đá thô bên trong chứa ngọc bích được bán với giá rất cao, hở ra là vài chục ngàn, thiệt hại nghiêm trọng có thể lên tới vài triệu. Rất nhiều người đặt cược tới tan ra bại sản, nếu thăng thì giá trị tài sản tăng gấp 10 lần, mà nếu thua thì xếp hàng trên tầng thượng. Một đao nghèo túng, một đao phú quý, một đao mặc vải bố, câu nói này chính là dùng để nói về cược ngọc. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, thị trường cược ngọc tại Hoa Hạ những năm gần đây ngày càng thịnh vượng hơn. Cô ấy cũng có sở thích cược ngọc sao? Trần Triệu Dương hỏi Võ Đường. Trước kia thì có, nhưng hiện giờ phỏng chừng không còn nữa rồi, Đường Võ cười đáp. Vì sao? Vì Nam Cung tiểu thư từ trước tới nay chưa từng mở được thứ gì tốt cả. Nguyên liệu bất luận là đẹp như thế nào, rơi vào tay cô ấy đều sẽ vỡ sập. Sau vài lần nhận phải đả kích nên không còn đặt cược nữa. Đường Võ đè thấp giọng, tiếp tục nói, cũng bởi vì vậy, đây là nơi khiến cô ấy đau lòng, mỗi lần đến đây tâm trạng đều không được tốt. Đầu đã trở thành nơi đau lòng rồi, vì sao còn tới nơi này? Trần Triệu Dương hỏi. Tập đoàn chúng ta chuẩn bị phát triển hoạt động kinh doanh trang sức đá ngọc, Nam Cung tiểu thư tới nơi này vì muốn thu mua một ít ngọc tốt. Đương nhiên điều quan trọng nhất là muốn tìm được một cao thủ cược ngọc giỏi rồi. Đường Võ lắc đầu, nhưng đúng là không dễ dàng, thị trường đá ngọc và cao thủ cược ngọc ở đây, toàn bộ đều đã bị nhà họ Tất kiểm soát rồi. Rất khó khăn để lôi kéo được họ, Nam Cung tiểu thư cũng muốn thoát khỏi sự kiềm chế trên phương diện này của nhà họ Tất. Thì ra là vậy, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh Dương, ngộ nhớ một lúc nữa tâm trạng Nam Cung tiểu thư không được tốt, xúc động muốn cược ngọc, anh nhất định phải giữ cô ấy lại. Đường Võ nói, được, tôi sẽ cố gắng hết sức, Trần Triệu Dương đáp. Khi hai người còn đang nói chuyện ở phía sau, Nam Cung Yến lúc này đã bước vào một cửa tiệm. Ông chủ nhìn thấy Nam Cung Yến xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón, Nam Cung tiểu thư, đã lâu không gặp. Chúng tôi hôm nay vừa hay nhập được một lô hàng trong hầm cũ, cô có muốn xem thử không? Nam Cung Yến gật đầu đồng ý, nó ở đâu? Ở bên này. Ông chủ mập mạp dẫn Nam Cung Yến tới một bên. Nam Cung tiểu thư, những thứ này đều là vật liệu cũ, đều là hàng tốt cả. Cô xem đi, ông chủ kia đẩy mạnh tiêu thụ. Ừm, tôi xem, Nam Cung Yến lúc này bắt đầu quan sát, ông chủ còn đưa cho cô công cụ. Nam Cung Yến cầm lấy kính lúp cùng chiếc đèn pin nhỏ quan sát một cách cẩn thận. Cô vừa nhìn vừa cầm điện thoại xem. Trần Triệu Dương đứng ở một bên thấy vậy không kìm được mà cười thầm trong lòng. Nam Cung Yến quả thực là vừa học vừa tìm ngọc mà. Trần Triệu Dương cảm giác thật sự là không còn gì để nói, cao thủ cược ngọc người ta là có thầy giáo chỉ dạy, trải qua vô số lần lăn lộn lần mò kinh nghiệm để tìm tòi ra. Nam Cung Yến dựa vào một vài tâm đắc tổng kết được liền muốn cược ngọc, Trần Triệu Dương cho rằng điều này tuyệt đối là không thể nào. Cái này không tệ. Nam Cung Yến đã nghiên cứu rất lâu. Cô chỉ vào một tảng đá và nói một cách hào hứng, theo sách thì tảng đá này khả năng cao là có chứa ngọc bên trong. Nghe Nam Cung Yến nói vậy thì Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu của mình nhìn một lượt. Trên bề mặt ngọc này có một lớp màu xanh lục, nhưng bên trong vốn không có gì cả. Cô Nam Cung, đúng là có mắt nhìn, tảng đá này nằm trong số hàng đợt này, là tảng đá tôi thích nhất, ông chủ mập lập tức nói. Bao nhiêu tiền, Nam Cung Yến hỏi. Nếu cô Nam Cung đã thích nó, vậy tôi sẽ để cho cô giá là 88.000 tệ 500 gram. Ông chủ mập cười, đây là giá sau khi đã giảm 20%. Được, tôi mua nó. Nam Cung Yến nói. Không được mua. Trần Triệu Dương lập tức nói chen vào. Anh cảm thấy cần phải ngăn Nam Cung Yến lại. Tảng đá này, ít nhất là cũng 450 ký rồi. Vậy một lần Nam Cung Yến chỉ ra phải đến vài triệu. Một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một tảng đá vô dụng. Trần Triệu Dương cho rằng mình nhất định phải ngăn chặn người đàn bà phá nhà phá của này lại mới được. Tại sao không được mua? Tôi thấy nó không đáng giá, Trần Triệu Dương nói. Anh thì hiểu cái gì? Nam Cung Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương hỏi, nếu anh không hiểu thì đừng phí lời. Anh có hiểu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em không mua tảng đá này là được rồi, Trần Triệu Dương. Khẳng định nói nếu mua nó rồi cắt ra, chắc chắn em chỉ có thiệt mà thôi. Hừm. Anh còn không nói được lý do, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu mới kết luận được. Tảng này chắc chắn là một tảng đá tốt, tôi chắc chắn phải mua nó. Nam Cung Yến nói một cách chắc chắn. Em không thể mua. Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Nam Cung Yến. Anh không thể giải thích với Nam Cung Yến rằng mình có thuật nhìn xuyên thấu. Vào lúc này, hai người không khỏi nảy sinh ra mâu thuẫn. Cô Nam Cung, hãy nghe theo lời anh Dương nói đi.
Đường Võ nhìn thấy vậy, nên hẳn bước đến nói, hơn nữa, cô Nam Cung, cô cũng đã nói với tôi rằng bất kể như thế nào cũng phải ngăn cô lại. Không thể để cô lại mua và cắt thêm tảng đá nào nữa. Em cũng biết vận may của mình đến đâu. Rất nhiều tảng đá quý sau khi em mở ra đều không có tác dụng gì cả. Trần Triệu Dương nhắc nhở Nam Cung Yến. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến có chút buồn bực, nhưng rất nhanh sau đó cô lại từ bỏ ý định mua. Được rồi, không mua nữa, Nam Cung Yến cũng tự hiểu lấy mình. Tiểu Yến, em thích tảng đá nào rồi mà không mua vậy? Em hết tiền sao, có muốn anh cho em mượn một ít không? Ngay khi Nam Cung Yến vừa dứt lời thì một giọng nói có ý châm biếm của Tất Văn Bách vang lên ở cửa. Nam Cung Yến nhìn thấy Tất Văn Bách thì lập tức bĩu môi. Tất Văn Bách đưa một người đàn ông trung niên tới, hẳn vốn có ý đến gần Nam Cung Yến hơn, nhưng Trần Triệu Dương đã xuất hiện trước mặt Nam Cung Yến và ngăn hắn ta lại. Anh cũng ở đây à? Trên mặt Tất Văn Bách lộ vẻ khó chịu nói. Đề phòng một số người có ý định xấu tiếp cận Tổng Giám Đốc Nam Cung của chúng tôi. Trần Triệu Dương cười nói. Tất Văn Bách khó chịu trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương. Một cái, rồi cười nói với Nam Cung Yến. Cung Yến, hôm nay, em đã chọn được tảng đá nào chưa? Có muốn thầy Sơn xem giúp em không? Cậu chủ Tất, tôi nghĩ tốt hơn là nên bỏ đi. Mỗi lần cô ấy chọn đá đều là đồ bỏ đi cả. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Tất Văn Bách có. Chút kiêu ngạo nói, tôi đến chút hứng thú để xem cũng không có. Thầy Sơn, ông tuyệt đối không được nói như vậy, Tất Văn Bách cười, lần nào cô Nam Cung đây cũng có tiến bộ cả. Ha ha, thầy Sơn cười nhạo, vậy thì đã sao, kỹ thuật chuyên môn cực ngọc này chỉ dựa vào mỗi việc đọc sách thôi mà có thể nhìn ra sao. Rốt nát, khi Nam Cung Yến nghe thấy những lời này, vẻ mặt của cô lập tức biến sắc. Khốn kiếp, Trần Triệu Dương nhìn thấy vậy, liền bước tới nói, chúng tôi muốn mua đá như thế nào thì liên quan đếch gì đến mấy. Người. Chúng tôi có ăn cơm hay đào mộ tổ tiên của dòng họ nhà mấy người lên không? Trần Triệu Dương hướng về phía Tất Văn Bách rồi trực tiếp giơ ngón giữa ra trước mặt hẳn. Thầy Sơn nhìn thấy hành vi của Trần Triệu Dương như vậy thì vẻ mặt xa sầm lại nói, tên danh con, muốn ăn đòn sao? Cậu chủ Tất, cho người của cậu tới dạy cậu ta bài học đi. Tất Văn Bách cười khổ nói, chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu là người khác làm điều này, Tất Văn Bách nhất định sẽ cho vệ sĩ của hẳn đến đánh cho một trận rồi. Nhưng đối phương lại là Trần Triệu Dương, có cho hắn thêm 100 lá gan hắn cũng không dám. Hắn biết rằng Trần Triệu Dương sẽ không nói lý, hơn nữa đối phương lại vô cùng dũng mãnh. Quan trọng nhất là ô dù phía sau anh không hề nhỏ. Hiểu lầm à, nói người khác sốt nát mà gọi là hiểu lầm sao? Lập tức xin lỗi. Trần Triệu Dương nói, dựa vào đâu, thầy Sơn khó chịu nói. Dựa vào việc tôi nhìn ông chướng mắt, Trần Triệu Dương giơ nắm đấm rồi kéo tay áo lên. Thầy Sơn, ông hãy xin lỗi đi. Tất Văn Bách nhanh chóng nói với ông ta. Cậu Tất, tôi, ông ta vô cùng bất mãn. Thầy Sơn, ông hãy nghe lời tôi đi, Tất Văn Bách nghiến răng nói. Ông ta liếc mắt nhìn một cái rồi trầm giọng nói. Cô Nam Cung, tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Như vậy còn được, Trần Triệu Dương rút nắm đấm lại rồi nói. Cô Nam Cung. Sau này còn ai bắt nạt cô nữa, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ dạy cho nó một trận nhớ đời, lúc này, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến gật đầu vô cùng hài lòng. Nhìn thấy sắc mặt của đám người Tất Văn Bách, Nam Cung Yến cảm thấy quyết định mang theo Trần Triệu Dương đi cùng quả là rất đúng đản. Dù đôi khi ai đó cứ thích chọc tức mình lên nhưng khi được anh bảo vệ, trong lòng Nam Cung Yến vẫn cảm thấy ấm áp. Nam Cung Yến phớt lờ bọn chúng và tiếp tục nghiên cứu những tảng đá khác. Ông chủ Chu, cô Nam Cung thích tảng đá nào? Tất Văn Bách nói với ông chủ mập bên cạnh, tảng này. Ông chủ mập chỉ vào tảng đá dưới đất. Ồ, lúc ông chủ Chu chỉ vào tảng đó, thầy Sơn nhìn qua thì khẽ kêu một tiếng. Thầy Sơn nhanh chóng bước đến gần, ông ta đưa tay chạm vào tảng đá, rồi lấy dụng cụ của mình ra để xem xét. Thầy Sơn, ông có phát hiện ra gì không? Tất Văn Bách hỏi. Tảng đá này tốt, bên trong còn có ngọc. Thầy Sơn quan sát một hồi liền đưa ra kết luận. Thầy Sơn và cô chủ Nam Cung quả là có mắt nhìn. Vừa rồi cô Nam Cung rất thích, nhưng những người bên cạnh không cho cô ấy mua, nên cô ấy mới không mua. Ông chủ Chu lập tức cười, thầy Sơn, nếu ông có hứng thú với nó, vậy tôi sẽ để cho ông với giá 3 triệu rưỡi. Tất Văn Bách nghe ông chủ Chu nói vậy thì chỉ tay về phía Trần Triệu Dương nói, ông nói là chính anh ta đã không cho mua sao.
Đúng vậy, anh ta nói rằng ở trong đó không có hàng gì đáng giá cả, ông chủ Chu nói. Thầy Sơn, ông nghĩ thế nào? Tất Văn Bách hỏi thầy Sơn. Tôi nghĩ nhất định sẽ cớ, thầy Sơn khẳng định nói. Tiểu Yến, thầy Sơn nói có hàng đáng giá, em muốn mua không? Anh cho em một cơ hội, Tất Văn Bách hào phóng nói. Không mua, chắc chắn là không có gì đáng giá, Trần Triệu Dương khẳng định nói. Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì chỉ có thể gật đầu bất lực. Thật ra cô muốn mua, muốn cắt nó để tìm được miếng ngọc đầu tiên trong đời. Tất Văn Bách cười và nói, vậy thì tôi sẽ mua nó. Hôm nay, tôi sẽ chứng minh cho ai đó thấy là mình đã sai, khiến ai đó bẽ mặt. Để ai đó biết được như thế nào gọi là hiểu biết nông cạn. Cậu chủ Tất, bây giờ cậu quẹt thẻ sao? Ông chủ Chu cười nói. Quẹt thẻ. Tất Văn Bách vô cùng cao hứng rút thẻ ngân hàng ra. Ông chủ Chu lập tức cầm lấy tấm thẻ. Tất Văn Bách bước đến chỗ Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương cười nói, Trần Triệu Dương, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội mua rẻ bán đắt này. Vậy thì tôi chúc anh thành công trước. Trần Triệu Dương cười nhẹ một tiếng. Tiểu Yến, cảm ơn em rất nhiều. Em thực sự là nữ thần may mắn của anh, Tất Văn Bách giả vờ giả vịt nói. Khuôn mặt của Nam Cung Yến tối sầm lại. Trong lòng cô thầm hối hận vì đã nghe lời ai đó. Bây giờ, lại để Tất Văn Bách nhặt được món hời lớn rồi. Đá còn chưa cắt ra, anh đắc ý cái gì chứ? Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Tất Văn Bách thì khó chịu nói. Nam Cung Yến gật đầu tán thành. Thầy Sơn nói có hàng thì chắc chắn là sẽ cớ, Tất Văn Bách đắc ý nói. Nam Cung Yến, bọn anh chọn cả ngày mà chỉ có vài tảng đá, em vừa xuất hiện đã giúp bọn anh chọn được một tảng rồi. Em lại giúp anh kiếm được tiền rồi. Anh cắt ra rồi hãy nói tiếp, Nam Cung Yến bĩu môi nói. Cậu Tất, bây giờ cậu muốn cắt luôn sao? Sau khi quẹt thẻ xong thì ông chủ Chu quay lại hỏi Tất Văn Bách. Đúng vậy, Tất Văn Bách cười nói. Tôi lập tức cho người chuyển qua đó giúp cậu. Ông chủ Chu liền cho người làm chuyển tảng đá lên xe nâng nhỏ rồi kéo đi. Nam Cung Yến, em có hứng thú đi xem anh cắt đá không? Tất Văn Bách mời Nam Cung Yến. Tên họ Trần kia, không phải anh nói nó sẽ không có hàng gì tốt sao? Vậy tới đây xem đi. Tất Văn Bách nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương cười. Được thôi. Trần Triệu Dương đáp. Tôi không có hứng. Nam Cung Yến hừ nhẹ nói. Nam Cung Yến biết thầy Sơn ra tay thì ít khi thất bại. Nếu cắt tảng đá này ra mà có hàng tốt, vậy không phải là tự vả vào mặt mình sao? Chúng ta đi xem thử đi, Trần Triệu Dương tự tin nói, anh vẫn tin tưởng vào tầm nhìn của mình. Cậu cũng biết nhìn đá sao, thầy Sơn hỏi. Trực giác. Trần Triệu Dương đáp. Ngu dốt. Thầy Sơn cười lạnh một tiếng rồi quay người bước đi. Tất Văn Bách cười nói, tôi đợi các người đến. Nói rồi Tất Văn Bách rời đi. Chúng ta đi xem thử đi. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Tôi mới không thèm đi, Nam Cung Yến từ chối. Đi xem cùng nhau đi mà. Trần Triệu Dương nằm lấy tay Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương, anh không sợ mất mặt sao? Nam Cung Yến buồn bực nói. Anh tin vào trực giác của mình, Trần Triệu Dương cười híp mắt nói. Nói xong, anh nắm tay Nam Cung Yến kéo vào bên trong. Trần Triệu Dương muốn Nam Cung Yến tin rằng phán đoán của mình không hề sai. Nam Cung Yến bị Trần Triệu Dương kéo đi thì giãy giụa không ngừng, cô cắn răng nói, tôi cũng phải cho anh biết rằng trực giác của anh nó ngu ngốc và rốt nát đến mức nào. Để xem lần sau anh còn ngăn cản tôi nữa hay không. Thầy Sơn, lại chọn được đá tốt nữa rồi sao? Một khi thầy Sơn ra tay thì liền biết sẽ có hàng tốt xuất hiện. Cậu Tất thật sự rất giỏi, có thể mời được bậc thầy đoán đá như thầy Sơn đây giúp đỡ. Chúng ta xem thử hôm nay có thể cắt ra hàng gì tốt. Khi thầy Sơn xuất hiện cùng Tất Văn Bách, người xung quanh lập tức vây quanh. Đa số bọn họ đều là người kinh doanh về ngọc hoặc là người đã cược ngọc xong rồi nên ở lại đây hóng hớt. Thầy Sơn cùng Tất Văn Bách nghe người xung quanh bàn tán như vậy thì càng lộ ra vẻ đắc ý. Cậu Tất, chúng ta có vài tảng đá, cậu muốn cắt tảng nào? Trước đây, thầy Sơn hỏi Tất Văn Bách, cắt tảng vừa mới chọn được trước đi. Tất Văn Bách nhìn thấy Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cũng ở đây thì liền cười vinh váo nói, tôi đang rất muốn cho ai đó bẽ mặt. Tôi cũng vậy, thầy Sơn cười nheo cả mắt nói. Lúc này, thầy Sơn cho người đem tảng đá ông chủ Chu vừa chuyển đến lúc nãy đặt lên máy cắt đá. Ông ta quan sát một lúc thì vẽ ra một đường, cắt theo đường này, thầy Sơn nói với thợ cắt đá. Thầy Sơn vừa dứt lời thì thợ cắt đá lập tức bắt tay vào làm. Xuất,
Xoẹt. Tia lửa bê án ra liên tục, đường mà thầy Sơn đã vẽ cũng nhanh chóng bị cắt ra. Lúc này, thầy Sơn bước qua cầm lấy mảnh đá lên lau sạch. Da màu xanh rồi. Độ tinh khiết rất cao. Hàng tốt đói. Chúng rồi, chúng giá cao là đằng khác. Đúng là thầy Sơn có khác. Mọi người vừa nhìn thì la lên. Tất Văn Bách nhìn thấy thế thì cười tít mắt. Tâm trạng Nam Cung Yến không tốt nói, đều tại anh, làm tôi mất một miếng ngọc tốt rồi. Chỉ là da một chút xanh mà thôi, còn chưa cắt hết, đừng, gấp gáp, chúng ta xem tiếp đi, Trần Triệu Dương cười. Hừm, Nam Cung Yến không vui hừ nhẹ, tôi đã nói, thứ mà tôi suy luận ra được thì nhất định tốt. Lần đầu tiên của tôi đã bị anh phá hỏng rồi. Anh đã phá hỏng lần đầu tiên của em lúc nào vậy? Trần Triệu Dương cười nhìn Nam Cung Yến, em đang ám chỉ anh điều gì sao? Hừi. Nam Cung Yến âm thầm hừ lạnh một cái. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Yến nói, mau đi thôi. Nếu không lát nữa Tất Văn Bách chắc chắn sẽ vênh mặt lên cho xem, đến lúc sẽ khiến anh bẽ mặt. Đừng có vội, cứ xem tiếp đi đã. Trần Triệu Dương giữ chặt Nam Cung Yến lại. Cậu Tất, cậu có bán nó không? Tôi ra giá nhé. Người xung quanh hỏi. Tất Văn Bách hắng giọng, đắc ý nói, tảng đá này, tôi chắc chắn sẽ cắt hết. Vì đây chính là tảng đá mà nữ thần may mần của tôi đã tặng. Hơn nữa, tôi còn phải cảm ơn một tên ngu nào đớ. Bây giờ đã xuất hiện màu xanh rồi, hơn nữa là màu xanh rất tinh khiết, Tất Văn Bách cảm thấy mình có thể vả thẳng vào mặt ai đó rồi. Cậu Tất, tại sao cậu lại nói như vậy? Tại sao phải cảm ơn một tên ngu chứ? Đám người xung quanh khó hiểu thắc mắc. Tất Văn Bách cười nói, táng đá này vốn dĩ bị cô Nam Cung Yến nhìn chúng, cô ấy đã chuẩn bị mua, nhưng tên ngu xuẩn bên cạnh cô ấy lại nói đó không phải hàng gì tốt nên không cho cô ấy mua. Cuối cùng lại lọt vào tay tôi, mà tên ngu đó còn nói thầy Sơn bị lừa, nói chắc chắn cắt không ra hàng gì tốt. Ha ha! Lúc này, Tất Văn Bách nhìn thẳng vào Trần Triệu Dương. Mọi người nhìn Trần Triệu Dương đứng bên cạnh Nam Cung Yến thì đều cười nhạo. Quả là một tên đần độn. Cô Nam Cung, cô không nên nghe lời cậu ta. Thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy là không phải người hiểu biết gì rồi. Vậy mà không nghe lời thầy Sơn, thật ngu xuẩn. Mặc dù mọi người đang nói Trần Triệu Dương ngu ngốc nhưng Nam Cung Yến đứng bên cạnh Trần Triệu Dương lại cảm thấy bản thân mình cũng giống kẻ ngốc. Ngược lại, Trần Triệu Dương nói một cách khẳng định, chỉ là một ít màu xanh, vẫn chưa cắt hết, làm sao anh biết chắc sẽ có thứ gì tốt hơn chứ? Tôi thấy bên trong đó chắc, chăn không có gì. Trần Triệu Dương không hề áp lực một chút nào, anh biết tảng đá này chỉ có một chút xanh, còn bên trong thì cái gì cũng không có. Anh chắc chắn chứ, Tất Văn Bách hỏi. Chắc chắn. Được thôi, chúng ta cược một ván đi, Tất Văn Bách nói. Cược thế nào, Trần Triệu Dương hỏi. Nếu như bên trong không có hàng tốt thì coi như tôi thua, còn nếu bên trong có thì là anh thua. Ai thua người đó phải sủa tiếng chớ, Tất Văn Bách cười đắc ý, anh dám cược hay không? Tất Văn Bách muốn đòi lại tất cả danh dự mà mình đã mất sạch trước đó. Được thôi, Trần Triệu Dương đồng ý một cách sảng khoái. Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến kéo Trần Triệu Dương, cô không ngờ Trần Trai Hiệu Dương lại dám cược. Cô thật sự không biết ai đã cho Trần Triệu Dương niềm tin lớn như vậy. Đã như vậy rồi mà còn không có hàng tốt gì sao? Thầy Sơn đã nói là có rồi, cậu còn cố cãi. Xem ra cậu ta muốn học theo tiếng chó sủa thật rồi. Mọi người lại khinh thường nói. Tất Văn Bách lại cười nói, ha ha, xem ra tên nào đó vẫn còn cứng miệng, vậy tôi cắt ra cho anh xem. Cậu Tất, cậu cắt ra cho thằng ngu đó xem đi. Để cậu ta biết mình ngu đến mức nào. Tại sao bên cạnh cô Nam Cung lại có tên ngu như vậy chứ? Mọi người cười chế giễu. Thầy Sơn, cắt miếng ngọc này ra để tôi cho anh ta biết thế nào là lễ độ nào. Tất Văn Bách nói với thầy Sơn. Được. Thầy Sơn cười nhạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Triệu Dương, nếu anh học tiếng chó sủa thật thì sau này đừng nói là quen biết tôi không biết phải giấu cái mặt này đi đâu nữa. Nam Cung Yến nghiến răng nói. Trần Triệu Dương vẫn tự tin cười nói, yên tâm, em không có cơ hội ấy đâu. Nam Cung Yến trợn mắt nhìn Trần Triệu Dương, cô thật sự không biết anh lấy đâu ra cái sự tự tin ấy nữa. Thầy Sơn quan sát một lúc lâu rồi mới vẽ ra một đường. Cắt theo đường này. Thầy Sơn nói. Tôi hiểu rồi. Thợ cắt đá lập tức làm ngay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngay sau đó, máy cắt đá bắt đầu lia trên mặt đá.
bởi vì tảng đá kia đã ra ngọc rồi nên tất cả mọi người dướn cổ lên xem, nếu cắt xong mà còn có ngọc nữa thì hời to rồi. Rầm. Không bao lâu sau, tảng đá bị cắt đôi. Máy cắt đá vừa được chuyển ra là mọi người lập tức nhìn vào. Không có hàng à, có gì không? Chắc phải trà rồi mới xuất hiện, ít khi thầy Sơn thất bại lắm. Những người bên cạnh xôn xao. Thầy Sơn tới gần, ông ta cầm giấy giáp rồi bắt đầu trà. Thế nhưng trà một lúc vẫn không thấy ngọc đâu, trên trán ông ta bất giác đổ mồ hôi. Có không? Tất Văn Bách hồi hộp hỏi. Có thể là không cắt đúng vị trí. Thầy Sơn lại vẽ một đường nữa lên, cắt theo đường này đi. Dứt lời, ông ta lùi về sau mấy bước. Thợ ke đá điều khiển máy cắt đá, chẳng bao lâu sau đã cắt hết một tảng đá. Sau khi cắt xong, mọi người lại nhìn sang. Vẫn không có hàng, xem ra chỉ có chút ít ngọc vừa rồi thôi. Cắt hơn một nửa rồi mà vẫn không có hàng, tôi thấy chắc là toang rồi. Đã cắt hơn phân nửa tảng đá rồi, hơn nữa với mặt cắt trên tảng đá ấy thì có vẻ như sẽ không có ngọc nữa. Biểu cảm trên mặt Nam Cung Yến dịu đi đôi chút. Cô nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện ra rằng từ đầu đến cuối anh không hề lo lắng. Chẳng lẽ anh chắc chắn đến thế sao? Thầy Sơn cầm giấy giáp trà một lúc mà vẫn không có gì xuất hiện, mồ hôi trên trán ông ta tuôn ra như suối. Trong lòng ông ta biết rõ, có thể lần này ông ta thất bại. Thầy Sơn, sao rồi? Chúng ta không được thua đâu đấy. Tất Văn Bách nói. Vẫn chưa cắt xong, chưa biết chừng vẫn còn cơ hội. Thầy Sơn nói với Tất Văn Bách. Tiếp đó ông ta lại vẽ thêm hai đường nữa. Tất Văn Bách cản răng nói, tuyệt đối không được thua đấy. Thầy Sơn gật đầu một cách nghiêm túc. Xoẹt ti xoẹt. Lúc này, máy cắt đá lại lia theo đường mà ông ta vẽ. Lần này, ông ta ke luôn cả hai bên. Đường thứ nhất không có ngọc. Đường thứ hai vẫn không có ngọc. Thầy Sơn vẫn chưa chịu từ bỏ, nói, ke từ chính giữa xuống dưới. Thợ cắt đá làm theo. Cắt xong phát đó là gần như đã cắt hết tảng đá này rồi. Toang, toang chứ còn gì nữa. Có mỗi tí ngọc đó thật. Ha ha, xem ra người bên cạnh cô Nam Cung tỉnh mắt đấy. Tiếc quá, nếu vừa rồi mua thì đã lấy lại được ít vốn rồi. Thấy vậy, mọi người đồng loạt lách đầu nói. Bọn họ đều cảm thấy đáng tiếc. Vẻ mặt của thầy Sơn và Tất Văn Bách lúc này đều vô cùng khó coi. Nhất là Tất Văn Bách, vừa rồi hắn ta kiêu căng như thế, bây giờ thì sượng chín cả mặt. Nhìn thấy vẻ mặt của Tất Văn Bách, thầy Sơn cũng run như cầy sấy, dù sao ông ta còn muốn đi theo Tất Văn Bách kiếm miếng cơm cơ mà. Ha ha! Lúc này, Trần Triệu Dương cười ha ha bước tới. Anh vừa đi ra vừa chắp tay nói, anh Tất đã nhường rồi. Ngay cả một thằng ngốc như tôi mà anh cũng thua được. Đúng là chẳng dễ dàng gì, ha ha. Nam Cung Yến cũng hài lòng cười nói, xem ra tôi không mát tay chút nào cả. Nhìn thấy nụ cười của Trần Triệu Dương, Tất Văn Bách tức đến mức suýt thì hộc máu. Hắn ta cảm thấy tên này thật sự rất biết cách đả kích người khác. Trần Triệu Dương, có chuyện gì cứ từ từ thương lượng. Tất Văn Bách cần răng nói, tôi sẽ bồi thường tiền cho vụ cá cược của chúng ta, anh thấy sao? Hắn ta cảm thấy mình thực sự không thể làm ra cái chuyện học tiếng chó sủa được. Nếu sủa thật thì sau này làm sao hắn ta có thể ngẩng đầu sống ở cái đất Nam Hải này được nữa? Anh Tất, anh trông tôi giống người thiếu tiền lắm à? Trần Triệu Dương híp mắt cười nói, anh đây không thiếu tiền. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, những người bên cạnh thầm nghĩ, ra vẻ ta đây cũng giống phết. Diễn đạt vai hết mức. Nói thật. Từ trước tới nay những người xem kịch vui đều thích mọi chuyện lên đến cao trào. Bọn họ cũng muốn xem Tất Văn Bách học tiếng chó sủa. Nam Cung Yến, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu rồi, nể mặt anh một chút đi, chúng ta có thể thương lượng lại. Chuyện này mà, Tất Văn Bách chỉ có thể quay đầu nói nhỏ với Nam Cung Yến. Hắn ta cảm thấy mình thực sự không thể làm được. Nam Cung Yến bất đắc dĩ nói, anh Tất, tôi chịu thôi. Anh cá cược với anh ta cơ mà. Tôi đâu có quyền can thiệp vào. Nói thật thì chính Nam Cung Yến cũng muốn cho Tất Văn Bách một bài học nhớ đời. Ai bảo lúc trước hắn ta vênh váo như thế, còn muốn bọn. Họ mất mặt, bây giờ có giỏi thì giải quyết êm đẹp chuyện này đi. Nam Cung Yến không chịu giúp, Tất Văn Bách chỉ có thể nhìn sang Trần Triệu Dương. Tên họ Trần, mày dám bắt tao làm vậy thì tao sẽ không để yên cho mày. Tất Văn Bách nói bằng giọng uy hiếp. Anh Tất, dám chơi dám chịu. Anh đừng để mọi người xem thường anh chứ, Trần Triệu Dương cất cao giọng nói, anh Tất, anh muốn nuốt lời thì cũng được thôi,
chỉ cần anh hô to lên là tôi nuốt lời thì tôi có thể suy xét tới chuyện bỏ qua cho anh. Anh Tất, chắc anh không nuốt lời đâu nhỉ? Như vậy không hay lắm đâu. Ha ha, tất cả mọi người đang chờ để xem trò cười của Tất Văn Bách. Tất Văn Bách ngẫm nghĩ một lát rồi cản răng nói, tao cứ nuốt lời đấy. Tao nuốt lời. Không ngờ anh lại là người như thế, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Xem ra sau này làm ăn với nhà họ Tất thì phải cẩn thận mới được. Dám nói không dám làm, thằng này khinh. Những người xung quanh đều lên án rẻ bỉu. Bị người ta nói như thế, trong lòng Tất Văn Bách cũng rất khó chịu. Nhất là khi thấy phản ứng của mọi người, hẳn ta. Cảm thấy chẳng thà học tiếng chó sủa còn hơn. Bây giờ được rồi chứ, Tất Văn Bách hầm hè nhìn Trần Triệu Dương và hỏi. Được rồi, Trần Triệu Dương cười nói, không ngờ anh Tất lại là người như thế, nuốt lời một cách trắng trợn, bội phục, bội phục. Sắc mặt của Tất Văn Bách càng thêm khó coi, trong lòng hẳn ta đã đào tổ tông 18 đời nhà Trần Triệu Dương ra rồi. Nam Cung Yến chỉ cười thầm, chiêu này của Trần Triệu Dương ác thật. Bắt Tất Văn Bách thừa nhận là mình nuốt lời thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hẳn ta, hơn nữa còn bị người khác coi thường. Sau này, ai muốn làm ăn với hẳn ta đều sẽ phải suy xét thật kỹ. Chúng ta cắt đá tiếp. Tất Văn Bách cần răng nói, hôm nay nhất định phải cắt ra được một thứ xịn sò. Hạ ẩn ta muốn làm gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, cảm thấy chỉ cần cắt ra được một miếng ngọc xịn thì tất cả mọi người sẽ quên đi chuyện vừa rồi. Ừm, thầy Sơn gật đầu bảo đảm với Tất Văn Bách, cậu Tất, cậu cứ yên tâm, chắc chắn mấy tảng đá đã chọn hôm nay sẽ có ngọc xịn. Nếu không có thì đừng trách tôi không khách khí, Tất Văn Bách khó chịu nói. Lúc này, thầy Sơn bắt tay vào làm việc, sốt sắng muốn lập. Công chuộc tội. Hai, lại không có. Vứt đi ba cái liền rồi. Anh Tất, mất mặt quá à nha. Tôi thấy là tại nhân phẩm không tốt nên mới đen thế đấy. Sau khi cắt lần lượt các tảng đá ra mà chẳng thấy một miếng ngọc nào, mọi người lại nhao nhao lên. Hôm nay thầy Sơn thất bại rồi, bốn tảng đá liền mà không ra được thứ gì. Chuyện này hiếm gặp lắm đấy. Chủ yếu là bởi vì nhân phẩm không tốt ấy mà. Mọi người bàn tán với nhau, cuối cùng tổng quát lại là tại nhân phẩm không tốt. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Tất Văn Bách và thầy Sơn đều âm trầm tột độ. Bọn họ còn muốn mở ra thứ có giá trị để di rời sự chú ý của mọi người, nào ngờ lại xui đến thế, cắt mấy tảng đá liền mà đều không có gì. Đã thế khi bọn họ thất bại, mọi người lại nhắc tới chuyện vừa rồi nữa chứ. Lúc này, tâm trạng của Tất Văn Bách cực kỳ tồi tệ. Khóe miệng Nam Cung Yến hơi cong lên. Cô cảm thấy đây chính là báo ứng, nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của Tất Văn Bách và thầy Sơn là cô vui như mở cờ trong bụng. Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn như thế là dễ nhỏ đi lắm. Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến rồi cười nói. Cái gì nhỏ đi, Nam Cung Yến không hiểu. Trần Triệu Dương chỉ vào nửa người trên. Vớ vẩn. Nam Cung Yến hừ nhẹ nói. Thằng em này biết chút y thuật, có căn cứ đấy chứ. Trần Triệu Dương nói. Dẹp đi. Nam Cung Yến ngầm xì một tiếng. Anh nói xem mấy tảng đá còn lại của Tất Văn Bách có thứ gì đáng giá không? Nam Cung Yến hỏi Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến hỏi như vậy nên Trần Triệu Dương quyết định sẽ dùng mắt nhìn xuyên thấu để xem thế nào. Anh sử dụng mắt nhìn xuyên thấu, lướt qua từng tảng đá một. Hai tảng đầu toàn là hàng dởm, chẳng có gì đáng giá hết. Ồ, lúc nhìn sang tảng cuối cùng, trái tim của anh hơi run lên. Trong tảng đá cuối cùng có một tảng đá nhỏ bằng khoảng nắm đấm. Theo lượng kiến thức hạn hẹp của Trần Triệu Dương về ngọc thì anh có thể đoán ra được rằng đó là ngọc băng cực xịn. Lớn băng chừng 5 đấm, nếu cắt ra thì ít nhất phải lên đến tiền triệu. Trần Triệu Dương cũng không ngờ là thầy Sơn lại có chút bản lĩnh, nếu cắt tảng cuối cùng này ra thì tảng ngọc băng ấy sẽ giúp bọn họ kiếm được không ít tiền. Nhưng nghĩ tới chuyện để Tất Văn Bách kiếm lời là Trần Triệu Dương lại cảm thấy khó chịu. Tất Văn Bách lại cắt thêm 2 tảng nữa, vẫn không có gì cả. Hắn ta buột miệng mắng, mẹ kiếp, hôm nay đen quá. Còn một tảng nữa, cắt nó ra. Thầy Sơn liếc nhìn tảng cuối cùng rồi nói, tảng cuối cùng chỉ là hàng lởm thôi, chưa chắc đã có thứ gì có giá trị. Cậu Tất, cậu chuẩn bị tâm lý đi nhé. Cắt đi. Tất Văn Bách nói. Vốn dĩ thầy Sơn không đánh giá cao tảng đá ấy, nhưng ông chủ ra lệnh thì ông ta chỉ có thể làm theo thôi. Vậy nên ông ta chẳng thèm nhìn, tùy ý vẽ một đường ở chính giữa. Cắt ra. Tiếp đó, ông ta nói với thợ cắt đá. Thợ cắt đá cắt theo đường vẽ. Sau khi cắt ra,
trống trơn. Lại không có gì. Hôm nay cậu tất mất mặt quá. Những người bên cạnh nói. Có cắt nữa không? Thợ cắt đá hỏi. Cắt cái chó gì nữa? Tất Văn Bách mắng, thấy thằng này chưa đủ mất mặt hay sao? Trong lòng hắn ta bùng lên một ngọn lửa không tên. Thầy Sơn cũng chỉ vào thợ cắt đá, nói, tất cả là tại ông hết, ông xui nên mới làm chúng tôi không cắt ra được thứ gì. Thợ cắt đá tỏ vẻ ấm ức, nhưng ông ta chẳng thể đắc tội với hai vị khách sộp này được. Lúc này, Trần Triệu Dương thở phào một hơi, suýt chút nữa Tất Văn Bách cắt ra ngọc mất rồi. Nếu bọn họ còn cắt thêm một đường nữa là sẽ phát hiện ra tảng ngọc đó. May mà bọn họ đã từ bỏ. Trần Triệu Dương lập tức kéo Nam Cung Yến đi về phía trước, anh có một chuyện cần em giúp. Chuyện gì? Vay tiền. Vay bao nhiêu? Lát nữa cần bao nhiêu thì em cứ đưa anh bấy nhiêu. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Anh cảm thấy mình nhất định phải bắt lấy cơ hội tốt này, hốt món hời ấy và làm ai kia sượng mặt. Anh Tất, đừng vội đi. Lúc này Trần Triệu Dương bước tới gọi Tất Văn Bách lại. Còn chuyện gì nữa? Tâm trạng của Tất Văn Bách đang rất tệ, hắn ta quay lại hỏi. Anh Tất, tôi muốn hỏi xem anh có cần đống đá này nữa không? Trần Triệu Dương hỏi Tất Văn Bách. Mày nói cái đống rác rưởi này ấy hả? Tất Văn Bách chỉ vào đống đá trên mặt đất. Đúng thế. Trần Triệu Dương gật đầu. Mày muốn làm gì? Tất Văn Bách cảnh giác hỏi. Là thế này, tôi muốn mua lại của anh. Trần Triệu Dương vào thẳng vấn đề, anh Tất, nếu anh không cần nữa thì ra giá đi. Mày muốn thu mua đống rác rưởi này? Tất Văn Bách hỏi. Đúng thế. Trần Triệu Dương gật đầu. 100.000, tao bán cho mày, Tất Văn Bách cười nói, nếu mày muốn mua thì đưa 100.000 đây rồi mang đi. Vốn dĩ đống đá này đều không có gì, có thể nói là chẳng đáng một đồng, nhưng vì Trần Triệu Dương muốn mua nên. Tất Văn Bách mới đưa ra một cái giá trên trời như vậy. Hẳn ta cảm thấy như vậy mà Trần Triệu Dương còn muốn mua thì anh bị ấm đầu thật rồi. Cô Nam Cung, cho tôi vay tiền đi. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương, anh điên hay sao mà bỏ 100.000 ra mua một đống đá vô dụng, Nam Cung Yến nghiến răng nói. Chưa biết chừng còn thứ gì đáng giá thì sao? Trần Triệu Dương cười nói, cô mau viết tấm séc 100.000 đi, coi như tôi vay cô. Si, đã thế này rồi mà còn có thứ đáng giá ấy hả? Thầy Sơn cười nhạo nói, muốn thử vận may thì cũng đừng thế chứ. Sao tên này đần vậy? Đá bị cắt ra như thế rồi, còn cái gì để mà thử vận may nữa? Nếu mua lại thật thì khác nào cho không người ta 100.000. Những người bên cạnh cũng cười. Bọn họ không cho rằng Trần Triệu Dương có thể kiếm chắc được gì, hơn nữa còn là hàng thừa của thầy Sơn nữa. Có mua không? Tất Văn Bách hỏi, chắc giá 100.000. Cô Nam Cung, mau lên. Trần Triệu Dương thúc giục. Trần Triệu Dương, anh nghĩ cho kỹ vào, Nam Cung Yến khuyên bảo. Mau lên. Trần Triệu Dương nói, coi như tôi nợ cô đi, tôi cảm thấy trong đó có hàng xịn. Lại là trực giác, nếu trực giác có tác dụng thì ai cũng thành tỷ phú rồi, thầy Sơn khinh thường nói. Thấy Trần Triệu Dương như vậy, Nam Cung Yến bèn lấy một tấm séc ra viết lên đó 100.000. Trần Triệu Dương nhận lấy tấm séc rồi đưa cho Tất Văn Bách, anh Tất, tôi gửi tiền anh. Bây giờ đá là của tôi rồi. Ha ha, không ngờ lại có kẻ ngốc như thế thật, ngay cả đống đá vứt đi cũng mua. Tất Văn Bách nhận lấy tấm séc rồi nở nụ cười, mày cho. Tao tiền thì tao đành nhậy. Thấy Trần Triệu Dương làm chuyện ngốc nghếch như vậy, tâm trạng của Tất Văn Bách tốt hơn nhiều. Có kẻ ngốc như thế thật kìa, khác nào quăng tiền qua cửa sổ không cơ chứ. Mọi người lách đầu liên tục. Trần Triệu Dương giẫm lên một tảng đá, nói với thợ cắt đá. Cắt hết những tảng lớn này ra giúp tôi, cứ cắt từ chính giữa ấy. Thợ khe đá cầm đá lên cắt. Tảng đầu tiên không có gì. Tảng thứ hai vẫn không có gì. Những tảng tiếp theo đều thế cả. Thế nhưng có vẻ như Trần Triệu Dương vẫn không chịu từ bỏ, anh bảo thợ cứ cắt tiếp đi. Cho đến khi đá đều đã bị cắt vụn ra hết, anh mới bảo thợ dừng lại. Thấy Trần Triệu Dương làm như thế, mọi người cười lớn tiếng hơn nữa. Tất Văn Bách cũng cười như nhặt được vàng. Hóa ra trên đời này còn có một tên ngốc như vậy. Có ai lại chỉ ra một 100.000 tệ để mua đồ người khác đã bỏ đi không chứ? Ngu xuẩn, những người xung quanh đều cười nhạo. Nam Cung Yến đang đứng bên cạnh anh cũng không khỏi cảm thấy Trần Triệu Dương có chút ngốc. Tên họ Trần kia, xem ra trực giác của anh cũng không có ích gì nhỉ. Tất Văn Bách đắc ý cười. Cược ngọc mà có thể dựa vào trực giác sao,
đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào, thầy Sơn nói với vẻ chế nhạo. Khi cả hai nhìn thấy hành động ngu ngốc này của Trần Triệu Dương thì tâm trạng bọn họ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là khi công kích lại Trần Triệu Dương, cả hai bọn họ đều vô cùng sung sức. Vẫn còn một tảng nữa, các người gấp gáp cái gì chứ? Trần Triệu Dương đẩy tảng đá dưới chân ra. Trần Triệu Dương cố ý cho cắt những tảng đầu tiên đó chỉ là thuật che mắt của anh mà thôi, nếu như anh trực tiếp cho cắt tảng đá này và lập tức lấy ra một viên phỉ thúy băng thì mọi người sẽ nghi ngờ mất. Tảng này cũng cắt từ chính giữa à? Thợ cắt đá cười hỏi, chàng trai, thành thật mà nói, tôi làm thợ cắt đá đã nhiều năm như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người như cậu. Đến thứ người ta đã bỏ đi rồi mà cậu cũng ra giá cao để thu mua lại. Hơn nữa, tất cả mấy thứ đó đều qua tay của thầy Sơn rồi. Sao có thể có hàng tốt gì được chứ? Tảng này không cần cắt, tôi dùng giấy nhám trà sát nó là được. Trần Triệu Dương mỉm cười. Ha ha, tên đần độn. Nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương, mọi người càng khoái chí cười to hơn. Cho dù tảng đá này cắt ra cũng sẽ không có gì, mà bây giờ, Trần Triệu Dương chỉ sử dụng giấy nhám để đánh bóng nó thì quả là nói chuyện viển vông. Trần Triệu Dương, anh từ bỏ đi. Nam Cung Yến khuyên nhủ, coi như không có 100.000 tệ này đi. Trần Triệu Dương bỏ ngoài tai những lời người khác nói, anh cầm giấy nhám chậm rãi trà lên. Tên họ Trần kia, bỏ cuộc đi, anh thì có thể lấy ra được gì chứ? Tất Văn Bách nói, nếu anh có thể lấy ra được gì, tôi đây sẽ phát trực tiếp cảnh ăn xít cho xem. Hơn nữa, tôi phát cả cảnh nóng bỏng của mình lên luôn. Không thể nào có ngọc được. Có lẽ cậu ta đã chỉ ra 100.000 tệ nên phải theo đuổi đến cùng. Mọi người đều cười trông rất phấn khích. Phùi lúc này, Trần Triệu Dương cầm đá lên thổi một hơi. Sau khi anh thổi một hơi này, một điều kỳ diệu đã xảy ra, một màu xanh lá cây mờ nhạt xuất hiện trên đá. Có ngọc rồi. Nó thực sự có ngọc rồi. Lẽ nào là phỉ thúy băng ư? Mọi người xung quanh đều không ngừng ngạc nhiên hô hào. Có thể đó chỉ là một lớp màu xanh thôi. Tất Văn Bách vẫn vô cùng khinh thường nói. Khi Tất Văn Bách nói vậy thì Trần Triệu Dương vẫn cứ tiếp tục lau. Lần này động tác của Trần Triệu Dương càng tăng tốc hơn. Mẹ ơi, là loại phỉ thúy băng. Phỉ thúy băng sao, mẹ kiếp, chúng lớn rồi. Lần này, cậu ta thực sự nhặt được một món hời lớn rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương mới lau không gian xung quanh, những người bên cạnh nhìn thấy vậy thì trong lòng đều cồn cào cả lên. 100.000 tệ đổi lấy một viên phỉ thúy băng, nhất định là lời to rồi. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương, trong mắt cô hiện lên vẻ khó tin. Tất Văn Bách hoàn toàn điếng người, hắn ta nhìn chằm chằm vào thầy Sơn. Thầy Sơn thực sự không biết giải thích thế nào cho hợp. Lý, ông ta chỉ có thể nói là trực giác của Trần Triệu Dương đúng là rất chuẩn. Chàng trai, cậu có bán không? Tôi đưa giá 500.000 tệ. Lão Trương, giá của ông cũng quá thấp rồi. Viên phỉ thúy băng này có đưa ra giá 1.000.000 cũng không phải là quá đắt. Chàng trai, tôi trả 1.000.000. Tôi trả 1.000.000 mốt. Tôi mua nó với giá 1.300.000 tệ. Chàng trai, tôi ra giá này thì cậu đã kiếm được gấp 10 lần rồi. Còn lâu nữa, nhớ như nó vỡ mất thì không đáng với cái giá này đâu, mọi người đều đua nhau trả giá. Vẫn chưa trả hết mà. Trần Triệu Dương vừa nói vừa trả giấy nhám một lần nữa. Trần Triệu Dương càng trà rộng ra thì càng hiện ra nhiều thứ hơn. Lúc này, mọi người có mặt tại đây đều lặng đi. Bọn họ có thể nhìn ra được rằng đó chắc chắn là một viên ngọc có giá trị. Là phỉ thủy băng, và nó không hề nhỏ. Nếu mở bằng cách trà như Trần Triệu Dương thì ít nhất phải có kích thước bằng nắm tay. Với màu sắc và kích thước này, giá trị tăng lên gấp trăm yên cũng không thành vấn đề. Bọn họ cảm thấy Tất Văn Bách lỗ to rồi. Suýt chút nữa là hẳn ta đã nhìn thấy phỉ thúy băng. Cuối cùng lại để Trần Triệu Dương hãng tay trên. Lúc này, ngay cả một người bình tĩnh như Nam Cung Yến cũng không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô gặp người ke ra được một viên phỉ thúy băng đẹp như thế. Như một nắm đấm nhỏ. Hơn nữa nó còn là thứ nhặt được từ đống rác, chỉ mất có 100.000 tệ. Thấy vậy, thầy Sơn thật sự rất muốn chết đi cho xong. Ông ta không ngờ rằng tảng đá không mấy bắt mắt này lại ẩn chứa một thứ có giá trị đến thế. Ông ta chỉ muốn tự đấm chết mình thôi, thầm nghĩ vì sao ông ta không cắt thêm một đường nữa cơ chứ. Những người trước đây cười nhạo Trần Triệu Dương giờ đã yên lặng. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Triệu Dương cầm một viên phỉ thúy băng to bằng nắm tay. Tất cả đều có cảm giác như tự vả vào mặt mình. Được chứ?
Trần Triệu Dương mỉm cười với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến kích động gật đầu. Không những được mà còn là rất được ấy chứ. Chàng trai, cậu có thể bán cho tôi không? Tôi ra giá 10 triệu tệ. 10 triệu, ít quá. Với màu sắc và kích cỡ này thì 20 triệu cũng không phải là quá đắt. Tôi trả 20 triệu. Tôi ra giá 21 triệu. Tại thời điểm này, bọn họ đang không ngừng hét giá cao lên. Nhưng mỗi lần bọn ra giá cao như vậy thì lại như một lần vả vào mặt Tất Văn Bách. Hắn ta không ngờ bản thân lại bỏ lỡ một viên phỉ thúy băng trị giá hàng chục triệu, hơn nữa lại rất tự hào khi đã bán nó với giá 100 ngàn tệ. Tất Văn Bách cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, tại sao lại không cắt hết đá ra cơ chứ? Trong lúc mọi người còn đang tranh nhau ra giá, đột nhiên có một người đàn ông mập mạp chen vào, mở miệng nói, chàng trai trẻ, 30 triệu, bán cho tôi đi. Ông ta vừa mới ra giá thì tất cả mọi người đều lặng đi. Ông chủ Hoa, giá này mua vào không có lãi đâu. Chỉ có thể kiếm tiền gia công thôi. Thật là liều mạng. Những người xung quanh đều nói. Người đàn ông trung niên mập mạp kia nói, tiệm của tôi còn chưa có bảo bối nào để trấn quán, tôi thấy miếng ngọc này rất thích hợp. Vậy nên mới muốn mua, chàng trai trẻ, cậu có bán không? Em thấy sao? Trần Triệu Dương nhìn về phía Nam Cung Yến và hỏi. Chủ tịch Nam Cung, bán cho tôi đi, coi như thêm một người bạn. Ông chủ Hoa cười nói. Ghế này rất cao, Nam Cung Yến nói, có thể bán được rồi. Chàng trai trẻ, tôi không lừa cậu đâu, đây là mức giá khá cao rồi. Cậu muốn tiền mặt hay là chỉ phiếu? Ông chủ Hoa cười hỏi. Tôi không muốn bán lắm. Trần Triệu Dương nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tại sao vậy? Ông chủ Hoa hỏi, thấy giá này quá thấp sao? Không phải, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi đáp, tôi muốn bán nó cho chủ tịch Nam Cung của chúng tôi. Tôi không đưa được mức giá cao như vậy đâu, Nam Cung Yến nói. Em tùy ý ra một cái giá là được rồi, hoặc là anh miễn phí tặng cho em, đợi em bán được rồi thì trả tiền cho anh cũng được. Trần Triệu Dương cười hi hi nói, dù gì cũng là người mình cả, dĩ nhiên là sẽ đưa cho em rồi, còn nữa anh vẫn còn nợ em 100 ngàn mà. Nghe thấy những gì mà Trần Triệu Dương nói, trong lòng Nam Cung Yến vui vẻ vô cùng. Vốn dĩ cô cũng muốn có được miếng phỉ thủy băng này, đây là một miếng ngọc cực kỳ tốt. Chỉ là cô ngại không biết mở lời như thế nào, không ngờ Trần Triệu Dương lại trực tiếp đưa cho cô. Vậy tôi cầm trước nhé. Trong lòng Nam Cung Yến vui mừng tột độ, trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói. Trần Triệu Dương đưa nó cho Nam Cung Yến. Nam Cung Yến cầm miếng ngọc trên tay, cô xem lại kỹ càng. Càng nhìn càng thấy thích, sau cùng nụ cười nơi khóe miệng cũng không che giấu được nữa. Cô đã nhìn thấy rất nhiều phỉ thúy băng, loại đẹp hơn cũng từng nhìn thấy rồi, nhưng những thứ đó đều không thuộc về cô. Và lại cũng không có cảm giác tìm được ngọc trước mắt như hiện tại. Bây giờ miếng phỉ thúy băng này được cắt ra ngay trước mặt cô, Nam Cung Yến cảm thấy tâm trạng khác hẳn. Chàng trai, có tiền đồ đó, chưa mượn hoa dâng Phật này của cậu đúng là không tồi. Ông chủ Hoa cười nói. Vậy tôi cũng không phải là cướp đoạt đồ tốt của người khác nữa rồi. Nói xong ông ta trực tiếp bỏ đi. Mọi người thấy phỉ thúy băng nổi không nói nhiều lời nữa. Lúc này mọi người lại có một đề tài mới để bàn tán. Trần Triệu Dương tưởng chừng dùng 100 ngàn tệ mua về một đống rác, sau đó lại thần kỳ mở được phỉ thúy băng. Đường Võ, lập tức gọi tất cả vệ sĩ tới đây. Bảo họ mang theo két sắt để bảo vệ miếng phỉ thúy này thật tốt. Nam Cung Yến cực kỳ yêu thích miếng ngọc này. Lập tức dặn dò Đường Võ. Vâng thưa Nam Cung tiểu thư, Đường Võ nghe lời lập tức đi sắp xếp, em à, em không định quay về sao? Trần Triệu Dương lên tiếng hỏi Nam Cung Yến, em đã có một miếng phỉ thúy băng rồi. Đương nhiên không thể về sớm như vậy được. Nam Cung Yến nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương cười nói, anh còn phải cùng tôi đi chọn đá nữa. Còn phải chọn nữa. Tất nhiên, cảm giác của anh chính xác như vậy, nhân lúc cảm giác còn tốt. Chúng ta xem liệu còn có thể tìm được vài miếng đá nữa không, sau đó mở ra vài miếng ngọc thượng hạng. Nam Cung Yến không muốn để tuột mất cơ hội này. Thực ra anh cũng không phải là dựa vào cảm tính mà là do may mắn, Trần Triệu Dương yếu ớt đáp lại. May mắn cũng là một loại thực lực, cứ quyết định như thế đi. Nam Cung Yến kéo theo Trần Triệu Dương bắt đầu đi dạo xung quanh. Tất Văn Bách nhìn thấy hai người Trần Triệu Dương đi xa, sự buồn bực trong lòng dâng tới cực điểm. Hắn ta bây giờ thật sự rất muốn đánh người. Đầu tại ông. Tất Văn Bách cản răng nghiến lợi nói, đúng là thứ vô dụng, thể diện của tôi đều bị ông quét sạch rồi. Thầy Sơn bị chửi mắng cũng không dám phản bác lại.
Đợi Tất Văn Bách mắng xong, ông ta mới nói, cậu Tất, kỳ thực vẫn còn một cách nữa. Đến lúc đó không chỉ có thể kiếm lại một miếng phỉ thúy băng, nói không chừng còn kiếm được không ít tiền. Cách gì? Tất Văn Bách hỏi. Thầy Sơn thì thầm bên tai hắn ta. Tất Văn Bách nghe xong, trầm giọng chất vấn, cách này có được không? Hoàn toàn không thành vấn đề, thầy Sơn giải thích, chúng ta sắp đặt trước, chỉ cần lúc đó hắn đồng ý, cả vốn lẫn lại chúng ta đều có thể kiếm lại được. Cho dù hắn không đồng ý, chúng ta cũng có thể tìm lại chút thể diện. Tất Văn Bách suy ngẫm một lúc mới gật đầu, cứ làm theo như ông nói đi, nhưng lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Vâng, cậu Tất, cậu yên tâm, lần này chắc chắn 100%. Thầy Sơn cần răng nói, lấy danh tiếng của tôi để đặt cược. Miếng này có cảm giác gì không? Miếng này xem ra không tồi, thế nào? Miếng này chắc là được. Nam Cung Yến lôi kéo Trần Triệu Dương. Cô giống như đang nhặt quần áo, chỉ vào từng miếng một nói với anh. Không được, miếng này không được, miếng này cũng vậy. Trần Triệu Dương liếc mắt, không có miếng nào trong số đó có đồ tốt cả. Trần Triệu Dương cũng biết rằng, phỉ thúy tốt đâu có dễ dàng đụng chúng như vậy. Hôm nay bản thân có thể mở được một miếng phỉ thúy băng đã là dẫm phải vận cứt chó rồi. Nam Cung Yến kéo Trần Triệu Dương dạo quanh một vòng, làm anh mệt phờ người. Anh liền tìm một chỗ để nghỉ ngơi một lúc. Nam Cung Yến vẫn đang đảm chìm trong trạng thái phấn khích bèn nói, sao nhanh thế đã mệt rồi. Tôi vẫn muốn cùng anh đi chọn thêm vài miếng nữa. Vừa rồi có vài miếng tôi cảm thấy khá tốt, sao anh không chọn miếng nào vậy? Chị gái à, không có cảm giác, tôi cũng bó tay thôi. Trần Triệu Dương đáp một cách bất lực. Vậy anh phải thế nào mới có cảm giác? Nam Cung Yến nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương hỏi. Em muốn biết à, Trần Triệu Dương hỏi lại. Muốn. Cô gật đầu. Hôn anh một cái biết đâu anh lại tìm lại được cảm giác, một cái không được thì hai cái không được thì thay bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Làm như vậy không biết chừng anh có thể có cảm giác đó. Trần Triệu Dương cười nói. Hừ. Nam Cung Yến thầm phỉ nhổ trong lòng, anh cứ nằm mơ. Đi. Dứt lời cô liền tìm một hòn đá tự mình ngồi xuống. Nghỉ một lúc đi, nghỉ xong chúng ta lại tiếp tục. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có lười biếng. Hôm nay nếu như không tìm được 5 miếng thì đừng nghĩ tới việc về nhà. Nam Cung Yến nói đầy nghiêm túc. Em làm vậy khác nào muốn cái mạng già của anh? Trần Triệu Dương kêu to. Tôi mặc kệ. Nam Cung Yến mỉm cười, anh nhanh tìm cảm giác cho. Tôi, Trần Triệu Dương im lặng châm lên một điếu thuốc. Anh Dương, anh đúng là không xem em là anh em mà. Đến một nơi náo nhiệt như này lại không gọi tiểu đệ cùng tới. Đúng lúc này. Một bóng người chạy nhanh tới. Cậu ta vừa chạy tới gần, liền cười nói, anh Dương, nghe nói anh nhặt được đồ tốt từ tay Tất Văn Bách, còn khiến hắn A nhục nhã, mở được một miếng phỉ thúy băng phải không? Đúng thật là, đúng rồi, miếng phỉ thúy đó ở đâu? Mau cho em xem với. Giang Tử Phong bước tới, cứ như vậy liến thoảng nói không nghỉ. Chuyện của Trần Triệu Dương đã lan truyền khắp cả chợ đá ngọc, Giang Tử Phong vừa đánh tiếng được liền nhanh chóng chạy đi tìm anh. Cái này thì đã tính là gì, Trần Triệu Dương ung dung đáp lời, chuyện nhỏ. Kiếm được gấp trăm lần, sao có thể là chuyện nhỏ, Giang Tử Phong sầu não, hơn nữa em lại chưa từng gặp cảnh tượng nào ca một trên thích như vậy. Anh Dương, em biết anh có tiếng là đổ thần, nhưng không ngờ tới anh còn là một cao thủ cược ngọc. Anh Dương, anh dạy em đi mà, cậu có hứng thú với cái này à? Trần Triệu Dương hỏi. Tất nhiên rồi, phàm là thứ có thể đặt cược, em đều có hứng thú cả. Giang Tử Phong cười đáp. Chỉ là tôi không dạy được cho cậu. Tại sao? Cái này phải dựa vào cảm giác, Trần Triệu Dương nói. Vậy thì anh dạy em cách tìm cảm giác cũng được. Không được, Trần Triệu Dương đáp, cảm giác của tôi cũng là do cô ấy cho. Chị dâu, chị làm thế nào cho anh Dương cảm giác vậy, chị cũng cho em một chút đi, Giang Tử Phong nhìn Nam Cung Yến chằm chằm cười nói. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến khẽ ửng hồng. Cậu đừng nghe anh ta, chỉ nói vớ vẩn là nhanh. Chị dâu, em tin lời anh Dương nói. Chị mau nói cho em biết là cảm giác gì đi, Giang Tử Phong quấn quýt lấy Nam Cung Yến gặng hỏi. Nam Cung Yến cũng không biết trả lời sao. Em yêu à, em cứ nói cho Tử Phong biết đi. Trần Triệu Dương đứng ở bên cạnh cười như không có việc gì, hay là chúng ta thị phạm cho cậu ấy cũng được. Tốt quá, Giang Tử Phong cười cười, anh chị mau thị phạm coi. Đồ lưu manh, đi chết đi, Nam Cung Yến thầm chửi rủa trong lòng. Giữa ban ngày ban mặt lại hôn nhau,
Nam Cung Yến cô thực sự không thể làm được việc này. Nam Cung Yến không nói, thế nên Giang Tử Phong cứ quấn lấy cô. Trần Triệu Dương lúc này cảm thấy thật thư thái. Ngay khi Trần Triệu Dương hút xong điếu thuốc, anh nhìn thấy Tất Văn Bách và thầy Sơn đang đi về phía này. Nhìn Tất Văn Bách tiến thẳng về phía mình, Trần Triệu Dương đại khái cũng đã đoán được hẳn ta muốn làm gì, hẳn ta nhất định là không cam tâm, còn muốn tìm cách nào đó. Kiếm lại chút thể diện. Còn về biện pháp mà hắn nghĩ ra, Trần Triệu Dương không cần nghĩ cũng biết. Tên họ Trần Kiều. Tất Văn Bách vừa bước tới liền dán mắt lên người Trần Triệu Dương nghiến răng nói. Trần Triệu Dương quay người sang một bên hút thuốc, anh không thèm để ý đến Tất Văn Bách. Người khác phải nể mặt Tất Văn Bách, nhưng Trần Triệu Dương anh lại không cần. Tất Văn Bách thấy thái độ này của anh lại càng thêm phiền não. Nếu là bình thường, hẳn sớm đã cau mặt rời đi. Nhưng hôm nay không giống vậy, hẳn đã bày binh bố trận xong, chỉ chờ để anh nhảy xuống hố. Tên họ Trần kia, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh không lẽ là một tên điếc? Tất Văn Bách hét lên đầy bực tức. Trần Triệu Dương nhả ra một cột khói, như cũng không quan tâm tới hắn ta. Tất Văn Bách, bây giờ tôi là người đại diện của anh Dương, có chuyện gì thì nói với tôi. Giang Tử Phong chủ động đứng ra, anh Dương nói rồi, anh ấy không muốn tiếp chuyện với kẻ đã từng thua dưới tay mình. Cậu, Tất Văn Bách thật muốn chửi tục. Nhưng hẳn nhớ tới kế hoạch mà mình đã lập ra nên chỉ đành nhẫn nhịn. Tên họ Trần kia, tôi muốn cược với anh một ván. Tất Văn Bách đi thẳng vào vấn đề, anh có dám cùng tôi cược một ván không? Ha ha, Tất Văn Bách, anh đừng có quên, anh đã liên tục thua dưới tay anh Dương hai lần. Sao anh lại cứ mặt dày thế nhỉ? Giang Tử Phong đắc chí cười nói, chẳng nhẽ anh lại thích tự ngược thế à? Giang Tử Phong, ở đây không có chuyện của cậu. Tất Văn Bách phẫn nộ giống to. Ai nói là không việc của tôi? Tôi là người đại diện của anh Dương, Giang Tử Phong nói tiếp, tất cả mọi việc anh ấy đều giao cho tôi toàn quyền xử lý. Anh Dương, anh nói có đúng vậy không? Trần Triệu Dương gật đầu. Nhìn thấy chưa? Giang Tử Phong mỉm cười. Lúc này Trần Triệu Dương giơ một ngón giữa lên. Giang Tử Phong thấy ngón giữa này giống như hiểu ra được điều gì, cậu ta lại hướng về Tất Văn Bách nói, anh Dương sẽ đánh cược với anh một ván, anh muốn cược cái gì thì cược cái đó. Giang Tử Phong vừa dứt câu, Trần Triệu Dương liền quay người lại, nhìn cậu ta chằm chằm, tôi có nói là xế cược à? Anh Dương, anh giơ ngón giữa không phải là muốn đồng ý sao? Giang Tử Phong hỏi. Tôi giơ ngón giữa ý là muốn hắn ta cút, Trần Triệu Dương đáp, ồ, Giang Tử Phong đáp. Tên họ Trần kia, người của anh đã đồng ý đánh cược với tôi rồi. Anh đừng có nuốt lời. Tất Văn Bách căn răng nói. Tôi cũng đâu có nói là mình muốn nuốt lời. Trần Triệu Dương xua đi khói thuốc, nói đi, anh muốn cược gì? Cược miếng phỉ thúy nước mà anh vừa mở được, Tất Văn Bách đáp. Hừ, tôi còn tưởng rằng là canh bạc gì to tát, Giang Tử Phong nói với vẻ xem thường. Trần Triệu Dương, anh đừng làm sẵn. Nam Cung Yến nhắc nhở Trần Triệu Dương. Cược thế nào? Trần Triệu Dương hỏi. Anh và thầy Sơn ở trong chợ đá kia mỗi người chọn lấy 3 miếng đá. Sau đó cắt đá. Tổng giá trị 3 miếng đá của ai cao hơn thì coi như thẳng. Người nào thua sẽ tặng lại cho đối phương toàn bộ đá mà mình mở được. Nếu như anh thua thì miếng phỉ thúy nước vừa rồi là của tôi. Còn nếu anh thẳng, tôi cho anh thêm 30 triệu, Tất Văn Bách nghiến răng nói, thời gian chọn đá là 1 tiếng đồng hồ. Thầy Sơn nhìn Trần Triệu Dương chem chẵm, nhóc con, tôi cũng muốn thử tài với cậu. Cậu có dám không? Anh Dương, chuyện này không thể hấp tấp được. Em sợ bọn họ đã giở trò gì đó, Giang Tử Phong khuyên nhủ, tên Tất Văn Bách này rất gian trá. Trần Triệu Dương, anh không được tùy tiện đồng ý với hắn ta, Nam Cung Yến ở bên cạnh cũng nói, giá trị ước tính của phỉ thúy có lúc rất mơ hồ, hơn nữa lỡ như người định giá lại là người của bọn họ, cuối cùng người thua cuộc chính là chúng ta. Vấn đề này các người có thể yên tâm, người định giá sẽ do các người chọn, đến lúc đó lấy giá bình quân. Tất Văn Bách nói. Chúng tôi coi thường loại thủ đoạn nhỏ nhặt này, thầy Sơn khẽ hừ một tiếng, tôi muốn thắng cậu bằng thực lực của mình. Tên họ Trần kia, có gan thì cùng chúng tôi đánh cược, Tất Văn Bách khích tướng, nếu còn là đàn ông thì hãy cược. Hừ, chuyện này thì liên quan gì tới việc có phải đàn ông hay không, Trần Triệu Dương phun ra một vòng khói nói, chẳng qua nếu như anh đã muốn cược, thì tôi sẽ cược với anh một ván. Được, đợi lát nữa tới nơi cắt đá, 10 phút sau chúng ta bắt đầu từ nơi đó. Tất Văn Bách nói xong liền đi ra ngoài. Nghe được lời đồng ý của Trần Triệu Dương,
Tất Văn Bách cảm thấy tâm trạng được ổn định hơn. Lần này hắn muốn vơ vét cả vốn lẫn lãi về. Anh Dương, anh thật sự muốn đánh cược với Hàn ta sao? Anh không sợ Hàn ta giở thủ đoạn gì à? Giang Tử Phong hỏi, Trần Triệu Dương, anh quá nóng vội rồi. Nam Cung Yến cũng không nhịn được nói. Hàn ta muốn cược với tôi sẽ khiến Hàn phải tuyệt vọng. Trần Triệu Dương cười đáp. Thầy Sơn cho dù lợi hại thì đã sao, bản thân anh là người có khả năng nhìn xuyên thấu, muốn chọn ra ba miếng phỉ thủy tốt hơn so với của ông ta từ trong chợ cược ngọc này, quả thực là quá dễ dàng. Tất Văn Bách đã muốn tặng tiền cho mình, anh làm sao có thể từ chối đây? Anh Dương, em thích anh quá đi, Giang Tử Phong cười, không uổng là thần tượng của em. Nhưng tôi còn muốn làm một việc nữa, Trần Triệu Dương vỗ vai Giang Tử Phong cười nói, có thể cần sự giúp. Đỡ của cậu. Là việc gì? Giang Tử Phong cười đái phó cho em là được. Anh Dương, anh cứ việc phân. Tôi cảm thấy nếu đã muốn chơi thì phải chơi một ván lớn. Trần Triệu Dương nói bên tai Giang Tử Phong. Nói xong, anh liền cười, cậu cảm thấy thế nào? Hay, quá là phấn khích luôn. Giang Tử Phong nhiệt huyết sôi trào, em thích như vậy. Ha ha, đồ khùng. Nam Cung Yến đứng bên cạnh lên tiếng, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Anh đền được không? Có gì mà không đền được, Trần Triệu Dương bình tĩnh đáp, được ăn cả ngã về không? Có lý. Giang Tử Phong cười cười, chúng ta xuất phát thôi. Dứt lời cậu ta dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Triệu Dương, anh nằm chắc phần thằng không? Nam Cung Yến hỏi. Không. Trần Triệu Dương trả lời. Đã không nắm chắc anh còn đánh cược với bọn họ. Nam Cung Yến quở trách, anh thật sự đền nổi sao? Anh không phải là còn có em sao? Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến mà cười. Tôi nói trước, nếu anh thua lỗ tôi sẽ không giúp anh trả nợ đâu, Nam Cung Yến nghiêm túc nói. Anh không phải là nói về chuyện tiền bạc, Trần Triệu Dương cười xấu xa, lúc anh không có cảm giác, em có thể giúp anh tìm lại mà. Có em ở bên cạnh giúp sức, anh nhất định sẽ thẳng. Đến lúc đó có thể thăng hay không thì còn phải xem em làm thế nào. Nam Cung Yến thấy được nụ cười của người nào đó, cô lại âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Liên quan gì tới tôi mới không thèm giúp anh. Hừ, đừng có mơ mộng viển vông. Nam Cung Yến không tin lời nói càn hôn một cái thì sẽ có cảm giác đó của anh. Khi ba người Trần Triệu Dương đến được nơi cắt đá thì ở đó đã tụ tập không ít người. Vừa nghe được tin tức về ván cá cược giữa Trần Triệu Dương và Tất Văn Bách họ đều chạy tới xem trò hay. Nhưng họ lại đặc biệt nhất trí không xem trọng Trần Triệu Dương. Theo đánh giá của họ, Trần Triệu Dương có thể mò được miếng phỉ thúy nước vừa rồi đã được tính là nghịch thiên. Giờ đây anh còn muốn cùng một cao thủ lành nghề như thầy Sơn đánh cược ba miếng đá, hơn nữa còn là so tổng giá trị của ba miếng đá này. Họ cảm thấy hy vọng chiến thẳng của Trần Triệu Dương thực sự rất thấp. Chàng trai, cậu đúng là quá hấp tấp. Ván bạc như vậy mà cậu cũng dám đánh cược, thế nào cũng sẽ thua cuộc thôi. Thua là kết cục không còn nghi ngờ gì nữa. Chủ yếu là vẫn còn quá trẻ tuổi. Nếu không làm sao có thể đồng ý được. Ôi, đúng vậy, tất cả đều cảm thấy tiếc cho Trần Triệu Dương. Tất Văn Bách và thầy Sơn đứng ở giữa, ý cười trên mặt hai người càng đậm. Bọn họ cũng cảm thấy rằng ván này phần thắng nằm chắc trong tay mình. Đặc biệt là thầy Sơn, lần này ngay cả bảo bối của mình ông ta cũng đã lấy ra nên càng cảm thấy không có lý do gì mà mình có thể thua. Thấy Trần Triệu Dương tới Tất Văn Bách lúc này hằng giọng nói, cảm phiền mọi người yên lặng một chút. Để tôi giải thích cho mọi người. Tất cả mọi người lập tức im lặng. Tất Văn Bách cười nói, mọi người đều biết ván cược sắp. Tới rồi nhỉ? Biết. Ai nấy đều gật đầu. Sau khi Trần Triệu Dương đồng ý đánh cược, Tất Văn Bách rất muốn cho mọi người ở sàn cược ngọc biết chuyện này, nên rất nhanh tin tức đã được lan đi khắp mọi nơi trong sàn cược. Mặc dù tất cả mọi người đều biết nhưng Tất Văn Bách vẫn chính thức nói lại lần nữa. Sau khi dứt lời, hắn ta cười nói với Trần Triệu Dương, anh có ý kiến gì không? Không có, Trần Triệu Dương đáp. Anh ta không có ý kiến gì, tôi cũng thế, Tất Văn Bách cao giọng nói, vậy nên lát nữa, tất cả mọi người hãy ngồi xuống làm chứng cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ mời một ông chủ có tiếng, có uy tín tới để đánh giá định giá cuối cùng. Như vậy được chứ? Được. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy ván cược nào lớn như này. Thú vị đấy. Một tên gà mờ có thể buộc thầy Sơn cược với hắn, đúng. Là rất thú vị. Chỉ tiếc cậu nhóc này quá mù quáng, may mắn vớ được. Khối ngọc phỉ thúy băng mà lại dám đánh cược với thầy Sơn, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.
Mọi người xôn xao bàn tán. Vốn dĩ trong lòng Nam Cung Yến đã rất run, giờ nghe mọi người nói thế, cô lại càng chán nản hơn. Cô cũng cảm thấy Trần Triệu Dương tự tin thái quá. Nhưng cô nghĩ kỹ lại, bất kể lúc nào, làm bất cứ chuyện gì Trần Triệu Dương đều rất tự tin. Mọi người, tôi vẫn có lời muốn nói. Giang Tử Phong đột nhiên kéo bàn bước ra, đặt bàn tử tế lại, cậu ấy mới lên tiếng. Sau khi lớn tiếng, sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên Giang Tử Phong. Mọi người, chuyện là thế này, dạo gần đây tôi hơi ngứa. Tay, nhân ngày hôm nay, tôi quyết định mở một trận cá độ. Cá độ cái gì thế? Giang Tử Phong cười nói, tỷ lệ cược rất đơn giản, mua anh Dương của tôi thẳng thì một ăn một, mua Tất Văn Bách thẳng thì một ăn hai. Giang Tử Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới Giang Tử Phong dám mở ván cá độ như này. Ai nấy đều nhắm chắc Tất Văn Bách thắng, cậu ấy lại dám mở ván cược nếu Tất Văn Bách thẳng thì một ăn hai. Cậu Giang, tôi khuyên cậu đừng cá độ nữa, cá cái là cậu thua ngay. Đúng đấy, tôi sợ cậu lỗ sập nhà. Mọi người có lòng khuyên nhủ. Bọn họ cảm thấy Giang Tử Phong đang dâng tiền cho người. Giang Tử Phong vỗ ngực nói, mọi người cứ yên tâm, nếu thua rồi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần mọi người dám đặt, tôi dám nhận. Tôi dùng danh dự nhà họ Giang để đảm bảo với mọi người. Thực sự bao nhiêu cũng trả sao? Tất Văn Bách hỏi, đúng vậy, được, tôi cược 50 triệu, tôi thẳng. Tất Văn Bách rút ra một tờ séc rồi ký tên, lúc đưa tờ séc qua, hẳn Đắc Ý N phải cho cậu nhả cả ván lần trước ran. Tất Văn Bách hùng hổ mở cược như thế, mọi người cũng trở nên hăng hái hơn. Ai nấy đều biết, lần này Giang Tử Phong dâng tiền cho người khác rồi. Cơ hội tốt như vậy, không được bỏ lỡ. Hơn nữa, Giang Tử Phong còn có biệt danh, cược đâu thua đó. Tôi cược 2 triệu, cậu tất thắng. Tôi cũng cược cậu tất thắng, cược 5 triệu. Người trong sàn cược đều là ông chủ, hầu hết chẳng phải người thiếu tiền, cộng thêm ván cược ngày hôm nay ca một trên thích như thế, nếu mà không chơi tới bến thì đúng là có lỗi với bản thân. Đương nhiên, gió thổi một chiều. Hầu như đều cược bên Tất Văn Bách. Tất Văn Bách thấy thế thì có phần huênh hoang. Chẳng mấy chốc, số tiền cược mà Giang Tử Phong nhận đã hơn 100 triệu. Trong đó, có đến hơn 99 triệu cược cho Tất Văn Bách. Chỉ có một người cược 1 triệu cho Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến nhẩm tính, nếu như Trần Triệu Dương mà thua, Giang Tử Phong phải trả cho người ta 200 triệu. Và lại, bây giờ có rất nhiều người tới cược thêm. Cứ thế này, chưa biết chừng vốn cược có khi lên đến 150 triệu, thậm chí hơn thế cũng nên. Ván này chơi hơi lớn đấy. Nam Cung Yến thầm nghĩ. Có điều, cô biết mình chẳng thể ngăn được. Tất Văn Bách thấy thế thì cười híp mắt, cảm thấy bản thân cược hơi ít. Hắn nghĩ rằng lát nữa nên gọi thêm nhiều người tới cược hơn nữa. Con! Lúc này, sau khi tiếng gõ chiêng vang lên, cuộc đấu chính thức bắt đầu. Chúng ta đi chọn đá thôi. Tất Văn Bách nói với thầy Sơn. Được! Thầy Sơn thoải mái mỉm cười. Hai người nhanh chóng rời đi. Trần Triệu Dương, chúng ta có thể đi chưa? Chúng ta nên nhanh lên, nếu không mấy khối đá tốt đều bị bọn họ lấy hết mất. Nhìn Trần Triệu Dương đứng im một chỗ. Nam Cung Yến thúc giục. Không vội, đợi anh hút nốt điếu thuốc này đã. Trần Triệu Dương bình thản nói. Còn không vội à, Nam Cung Yến nóng lòng hỏi. Cậu ta bỏ cuộc rồi hả? Chỉ có một tiếng để chọn 3 khối đá tốt, đây chẳng phải chuyện dễ dàng gì, thế mà cậu ta còn không mau lên. Người trẻ đúng là tự tin thái quá rồi. Không phải cậu ta định nhờ vào cảm giác để thắng thầy. Sơn đấy chứ. Ha ha. Có thể cậu ta cảm thấy mình không thắng được nên cứ chậm rãi thôi. Người đứng xem đều phá lên cười. Trần Triệu Dương càng tỏ ra như vậy, bọn họ càng mừng. Đồng thời, bọn họ lén đặt thêm tiền cược. Đi thôi. Sau khi hút xong điếu thuốc, Trần Triệu Dương vứt đầu lọc đi, đi thẳng vào sàn cược ngọc. Nam Cung Yến nhanh bước theo sau. Trần Triệu Dương, hay thế này đi, chúng ta chia nhau ra làm việc. Tôi thấy cái nào ổn thì chọn ra trước rồi để anh soi sau, được chứ? Nam Cung Yến hỏi Trần Triệu Dương. Không cần. Trần Triệu Dương lắc đầu từ chối, chúng ta xem từ giữa. Trần Triệu Dương đã xem một lượt chỗ đá ở đoạn đầu, anh biết chẳng có cái nào ra hồn, vậy nên anh chú trọng tới phần mình chưa xem chút nào ở phía sau hơn. Rất nhiều chủ sạp biết chuyện Trần Triệu Dương cá cược với Tất Văn Bách nên khi thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, ai nấy đều nhiệt tình chào đón. Bọn họ nghĩ rằng,
nếu như Trần Triệu Dương chọn đá ở chỗ mình, đến khi cắt ra được món đồ ngon thì người khác cũng sẽ hùa tới mua ở chỗ bọn họ. Trần Triệu Dương vừa bước vào sạp, anh đã tập trung sức chú ý, dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát. Trong sạp hàng này không có đồ tốt, món đồ tốt duy nhất là thủy trùng ngọc, có điều chỉ to cỡ quả trứng gà, những thứ khác thì kém hơn chút. Nhưng Trần Triệu Dương cảm thấy đã dùng đến thấu thị rồi, chỉ cần bên trong có phỉ thúy, thu được lời thì cứ lấy đã rồi tính. Vậy nên Trần Triệu Dương lấy khoảng 7, 8 khối đá của sạp hàng này. Trần Triệu Dương, anh chọn xong rồi sao? Chúng ta chỉ cần 3 khối đá là được rồi. Nam Cung Yến nhắc nhở Trần Triệu Dương. Trả tiền đi, chúng ta đến sạp khác. Trần Triệu Dương dứt khoát nới với Nam Cung Yến. Ồ! Nam Cung Yến trông thấy Trần Triệu Dương nghiêm túc như vậy nên không nói gì nhiều, sau đó đi tính tiền với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đi thẳng đến sạp hàng tiếp theo. Đợi Nam Cung Yến chạy đến nơi, Trần Triệu Dương đã chọn được 5, 6 khối đá. Trả tiền, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Dứt lời, anh lại đi đến sạp hàng kế tiếp. Trần Triệu Dương đi rất nhanh, vậy nhưng sức lực anh cũng tiêu hao rất nhanh. Sau khi đi xem hơn 10 sạp, Trần Triệu Dương mệt mỏi, ngồi xuống cửa một sạp hàng, TH ở dốc. Sau khi thanh toán xong, Nam Cung Yến đi tới. Cô nhìn Trần Triệu Dương, nói, Trần Triệu Dương, chúng ta mua 5, 60 khối đá rồi, còn mua thêm nữa không? Tôi đã tiêu cả chục triệu rồi. Trần Triệu Dương hút điếu thuốc, nhìn Nam Cung Yến nói, em yên tâm đi, chắc chắn không lỗ đâu. Thật sao? Nam Cung Yến hỏi. Ừ, Trần Triệu Dương gật đầu chắc nịch. Vậy chúng ta có chọn nữa không? Nam Cung Yến hỏi. Thôi. Trần Triệu Dương lắc đầu. Bây giờ, chân khí của anh đã gần cạn, thấu thị ngày càng yếu, có lúc không thể sử dụng được thấu thị. Chọn lấy 3 khối đá trong số chúng ta mua đi, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Anh đã tính toán cả rồi, trong đống đá mình mua, có 3 khối phỉ thúy khá tốt. Trong 3 khối, có 2 khối trùng băng, 1 khối thủy trùng ngọc. 2 khối ngọc phỉ thúy trùng băng. Một khối to cỡ quả trứng gà, một khối cỡ trứng ngỗng, khối thuộc thủy trùng ngọc thì to hơn chút. Trần Triệu Dương định giá 3 khối ngọc, cũng tầm 50 triệu. Mất có 300 ngàn để mua 3 cục đá lại được giá 50 triệu, cũng xem như lời to rồi. Hơn nữa một sàn cược ngọc có thể xuất hiện 3 khối ngọc trùng băng đúng là chẳng khác nào một tờ vé số, 3. Người trúng giải. Trần Triệu Dương không tin thầy Sơn có thể chọn cái nào. Cũng trúng. Họ Trần kia, anh chọn xong chưa? Chúng tôi đã chọn xong rồi. Tất Văn Bách đi qua, nhìn thấy Trần Triệu Dương đang ngồi nghỉ ngơi, hắn cười nói. Tôi nghe nói cậu mua rất nhiều, có phải thật không? Thầy Sơn đứng cạnh Tất Văn Bách, cười nói, bây giờ không nắm chắc nên mới mua nhiều thế chứ gì. Ha ha, ông xem sắc mặt anh ta kìa, có lẽ bị chúng ta dọa cho sợ chết khiếp rồi. Tất Văn Bách nhìn thấy sắc mặt Trần. Triệu Dương có phần nhợt nhạt, hắn cười nhạo. Anh ở đây tỏ vẻ cái gì? Lẽ nào các anh chọn xong rồi sao? Nam Cung Yến khế hừ một tiếng, bực dọc nói. Có khó khăn gì sao? Tất Văn Bách cười nói, có thầy Sơn ở đây, chẳng cần tốn nhiều thời gian. Thầy Sơn tỏ ra cao ngạo, có cần tôi cho cô xem không? Nói rồi, thầy Sơn dịch người ra, để trống một khoảng. Nam Cung Yến nhìn qua khoảng trống, trông thấy trên chiếc xe đẩy có 3 khối đá. 3 khối đá này nặng tầm 15, 20 cân. Với kiến thức ít ỏi của Nam Cung Yến cũng có thể nhìn ra được, bề ngoài của 3 viên đá này không tồi, khả năng lấy được món đồ tốt ở trong đó rất cao. Trần Triệu Dương tập trung sức chú ý để dùng thấu thị, nhìn một lượt. Nhìn thấy 3 cục đá kia, cả người anh bỗng cứng đờ. 3 cục đá mà thầy Sơn chọn thực sự rất đỉnh. Có một khối thủy trùng ngọc, một khối trùng băng, ngạc nhiên hơn là có một khối trùng thủy tinh. Đáng sợ nhất là khối thuộc trùng thủy tinh đó còn to bằng quả trứng ngỗng. Phỉ thúy thuộc trùng thủy tinh là đồ vật cực kỳ hiếm. Chỉ cần khối đá này được cắt ra cũng đủ đè bẹp 3 khối đá của anh. Ha ha, hai người cứ chọn từ từ đi, chúng tôi đến chỗ cắt đá đợi. Nhóc con, nhớ chọn ra món đồ xịn một chú. Tôi không muốn mình thằng một cách dễ dàng đâu, thầy Sơn tràn đầy tự tin nói. Dứt lời, hai người vui vẻ rời đi. Nam Cung Yến thầm hừ một tiếng, còn chưa cắt ra xem, ai thua ai thẳng còn chưa chắc, mấy người huênh hoang gì chứ. Trần Triệu Dương, đúng không? Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương rồi hỏi. Trần Triệu Dương ngậm điếu thuốc, cười khổ nói, không phải đâu, e rằng lần này chúng ta không thẳng nổi. Hả?
Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương đầy bất ngờ. Trong mắt cô, trước nay Trần Triệu Dương luôn rất tự tin. Hơn nữa còn là kiểu tự tin thái quá, vậy nhưng giờ anh lại nói rằng không nắm chắc. Anh trêu tôi đấy hả? Nam Cung Yến hỏi. Nghiêm túc đấy, Trần Triệu Dương đáp. Anh Dương, lần này chúng ta phát tài rồi. Giang Tử Phong bỗng chạy tới nói, em thu được 180 triệu tiền cược, hầu hết đều đặt cho Tất Văn Bách thắng. Ha ha, nếu như anh thắng, chúng ta sắp giàu to rồi. He he, em chưa từng chơi ván cược nào ca một trên thích như vậy. Cuộc đời có được ván cược đỉnh cao này, em cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Giang Tử Phong thích thú cười nói nhưng lại phát hiện hình như Trần Triệu Dương không được vui cho lắm, vội hỏi, anh Dương, lẽ nào anh không vui sao? Nếu chúng ta thẳng là kiếm được món hời lớn đấy. Trần Triệu Dương vỗ vỗ vai Giang Tử Phong, thấp giọng nói, Tử Phong, cậu có quen phú bà nào không? Bây giờ cậu phải nghĩ xem, cậu sắp phải giới thiệu cho anh rồi. Cậu cũng nên nghĩ chu toàn chút, tìm vài phú bà. Cơ thể cậu vẫn còn chịu được chứ? Hả? Anh Dương, anh có ý gì đấy? Giang Tử Phong bỡ ngỡ hỏi. Anh ta nói mình thua rồi. Nam Cung Yến đáp. Anh Dương, không phải chứ? Giang Tử Phong không dám tin vào tai mình. Ừ, anh cảm thấy ba khối đá của Tất Văn Bách có thể lấy ra được món đồ tốt, Trần Triệu Dương nói. Anh Dương, anh dọa em đấy hả? Giọng nói Giang Tử Phong hơi run, cậu ấy nói như sắp bật khóc, anh, nếu như người nhà biết em tìm phú bà, em sẽ bị đánh gãy chân mất. Hơn nữa, cơ thể này của em nuốt không trôi. Cậu làm được, Trần Triệu Dương vỗ vai Giang Tử Phong. Trần Triệu Dương, anh không thấy có gì đó rất lạ sao, Nam Cung Yến bỗng lên tiếng. Có gì bất thường? Bọn họ chọn đồ rất nhanh, hơn nữa còn nói chắc nịch. Rằng đồ của mình rất tốt, Nam Cung Yến nói, tôi nghĩ chắc đấy là bọn họ chọn sẵn từ trước rồi. Tôi nhớ ra rồi, thầy Sơn có sạp bán hàng ở đây. Ba khối đá ấy có khi là báu vật trong đáy hòm của ông ta cũng nên. Bọn họ cố tình đào cái hố này để bẫy chúng ta mà, Giang Tử Phong kích động nói, em đã nói tên Tất Văn Bách là đồ gian trá, xảo quyệt nhưng không ngờ lại đến mức này. Xem ra chính là thế rồi. Nam Cung Yến nghiến răng nói, vậy nên bọn họ mới khẳng định hết lần này đến lần khác, có thể lấy được món đồ tốt. Nói vậy, chúng ta thua chắc rồi sao? Mặt mũi Giang Tử Phong tái mét, giọng nói run lẩy bẩy. Nam Cung Yến gật đầu đáp, có thể coi là vậy, chúng ta đều trở thành con mồi của Tất Văn Bách. Mẹ nó, làm sao bây giờ, Giang Tử Phong hơi hoảng loạn. Trần Triệu Dương đứng dậy, nói, anh có cách này, thử cược xem sao. Cách gì? Nói mau. Hai người Nam Cung Yến nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương, đồng thanh hỏi. Bây giờ đi đến mấy tiệm đá quý, xem món đồ quý nhất của họ, như thế khả năng gặp được đồ tốt sẽ cao hơn. Trần Triệu Dương nghiến răng nói, chỉ có thể cược ván này thôi. Nói không sai, Giang Tử Phong đáp, chúng ta chọn cái quý nhất để xem L. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nam Cung Yến cũng chẳng thể bình tĩnh được nữa. Nam Cung Yến nghĩ, nếu như thua rồi, khối ngọc phỉ thúy băng của mình cũng bị người ta ấm mất. Cô không cam tâm. Anh Dương, em thấy bảo bối của cửa hàng vừa rồi cũng khá tốt, chỉ có 10 triệu mà thôi, hay là chúng ta cược một canh bạc đi. Trước đó cũng có một tảng 8 triệu, tôi thấy cũng rất tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt cược một trận. Trần Triệu Dương đi một vòng nhưng không tìm được cái nào thích hợp nên dừng lại nghỉ ngơi. Nam Cung Yến và Giang Tử Phong ở bên cạnh góp ý. Trần Triệu Dương khẽ lắc đầu nói, không được, đều không được. Trần Triệu Dương đã nhìn thấy hai tảng đá mà bọn họ đang nói đến, bên trong tảng đá 10 triệu đó chẳng có gì cả. Còn tảng đá 8 triệu thì tốt hơn một chút nhưng nó còn thua xa viên phỉ thúy thủy tinh của Tất Văn Bách. Nếu không được thì chúng ta tiếp tục tìm, không thể cứ đứng ở đây nghỉ ngơi được. Nam Cung Yến có chút nóng vội, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Giang Tử Phong nhắc nhở, anh Dương, sao anh có thể chắc chắn như vậy được? Anh cần phải nghỉ ngơi một chút thôi. Trần Triệu Dương lau mồ hôi nói. Trần Triệu Dương cảm thấy hơi vượt quá sức của mình. Bây giờ, anh không thể dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình được nữa, không có cái này thì tìm nữa cũng vô ích mà thôi. Nam Cung Yến và Giang Tử Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương ngồi yên vậy cũng không còn cách nào khác. Lúc này, cả hai cũng đã thấm mệt rồi nên cũng tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Thật ra cũng không có gì phải sợ, bọn chúng chưa chắc sẽ cắt ra được hàng tốt gì, Giang Tử Phong an ủi nói. Nam Cung Yến cũng gật đầu tán thành, Trần Triệu Dương,
hay là chúng ta cứ dùng ba tảng đá mà anh đã chọn trước đó đi. Tôi nghĩ lúc chưa được cắt ra thì chưa thể biết ai thẳng thua đâu. Chúng ta vẫn có thể thắng. Chị dâu nói đúng đấy. Giang Tử Phong nghiêm túc nói không chừng vận may của chúng ta lại tốt thì sao? 2. Nhắc đến chuyện may mắn, Nam Cung Yến lại thở dài. Vận may của cô chưa bao giờ tốt cả. 2. Giang Tử Phong cũng thở dài. Cậu ấy cũng là bậc thầy trong việc cược đâu thua đó. Sao mà ngồi thở ngắn thở dài ở đây vậy? Vẫn còn chưa kết thúc mà mọi người đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Lúc này, Tất Văn Bách lại xuất hiện cùng với một nụ cười đáng ghét. Bọn họ tự biết lượng sức mình đó thôi, thầy Sơn nói với vẻ chế nhạo. Giang Tử Phong, nếu cậu mà thua thì há chẳng phải đến cái quần lót của cậu cũng chẳng còn mà mặc sao? Tất Văn Bách cười đắc ý, đúng là thảm thật. Xí, thăng thua còn chưa rõ, anh đắc ý cái gì chứ? Giang Tử Phong khó chịu vặn lại. Đúng vậy, Nam Cung Yến cũng khó chịu nói. Tôi đến đây là để nhắc nhở các người. Cuộc chơi sẽ kết thúc sau 5 phút nữa. Các người đã chọn được chưa vậy? Tất Văn Bách cười, có cần thầy Sơn chọn giúp anh không? Tôi nghĩ không cần thiết. Không phải cậu ta dựa vào trực giác của mình sao? Tôi tin vào trực giác của cậu ta, thầy Sơn khinh thường cười nói. Mẹ nó! Giang Tử Phong nhìn thấy điệu bộ của bọn chúng thì chửi thề. Nam Cung Yến cũng tỏ ra phẫn nộ. Tất Văn Bách còn đang đắc ý thì Trần Triệu Dương ném tàn thuốc đi, anh muốn tập trung xem có thể sử dụng lại khả. Năng nhìn xuyên thấu của mình hay không? Để kiểm tra xem nó có thể sử dụng được hay không, Trần Triệu Dương đương nhiên lấy Nam Cung Yến ra làm mẫu. Anh chăm chú nhìn vào Nam Cung Yến, suy cho cùng, mỗi lần sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu đều đáng quý nên. Không thể lãng phí một cách bừa bãi được. Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương chăm chú nhìn mình, liền hỏi, anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Bù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Cung Yến vừa nói xong, Trần Triệu Dương đột nhiên đứng dậy lao về phía cô. Trần Triệu Dương vừa lao tới thì liền ôm chặt lấy Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương, anh làm gì vậy? Nam Cung Yến hoang mang hỏi. Chụt, chụt. Nam Cung Yến vừa dứt lời thì bị anh hôn liên tục hai cái lên mặt. Ha ha, em đúng là nữ thần may mắn của anh mà. Trần Triệu Dương cười lớn. Nữ thần may mẫn gì? Nam Cung Yến bối rối. Giờ là lúc nào rồi mà còn thể hiện tình cảm ở đây vậy chứ? Giang Tử Phong bất lực nói. Tất Văn Bách nghiến răng, càng ân ái với nhau thì càng nhanh chết đấy. Ông chủ, tảng đá này bao nhiêu tiền vậy? Lúc này, Trần Triệu Dương nói với ông chủ cửa hàng ở bên trong. Anh Dương, anh muốn mua tảng này à? Giang Tử Phong sửng sốt. Đúng vậy. Trần Triệu Dương gật đầu nói. Hơn nữa, tôi còn muốn đem tảng đá này đi thi đấu. Anh điên rồi à, tảng đá này chỉ được đặt để chặn cửa ở đây. Chỉ cần nhìn thôi là đã biết nó chỉ là một tảng đá bình thường, Nam Cung Yến có chút bực tức nói. Thầy Sơn, ông lại ép người ta phát điên rồi, Tất Văn Bách cười nhẹ. Một tảng đá bình thường thôi mà đã muốn thẳng tôi à? Ha ha, thầy Sơn cười khinh. Ông chủ cửa hàng nghĩ rằng Trần Triệu Dương sẽ mua những tảng đá khác, nhưng khi bước ra thấy Trần Triệu Dương chỉ vào tảng đá mà ông ta đặt ở ngoài cửa thì liền lập tức nói, trước đây, tôi đã từng cắt qua tảng đá này rồi. Nhưng mà nó bị vỡ nên tôi mang nó ra để chặn cửa. Nó không đáng giá mà cũng chẳng cho ra được hàng tốt đâu. Nếu cậu muốn những loại tốt thì hãy vào trong cửa hàng mà chọn, trong đó vẫn còn rất nhiều loại đá lâu năm đấy. Không cần đâu, tôi chỉ muốn tảng này, nó bao nhiêu tiền, ông ra giá đi, Trần Triệu Dương nói chắc như định đóng cột. Nếu cậu thật sự muốn tảng đá này thì tôi bán cho cậu 5.000 tệ vậy, mà 5.000 tệ cũng hơi đắt rồi, thôi thì 3.000 tệ cũng được. Ông chủ tùy ý đưa ra một cái giá. Tôi trả ông luôn 5.000 tệ. Trần Triệu Dương nhìn về Nam Cung Yến nói, mau lên. Anh có vẻ như đang sợ rằng ông chủ sẽ đổi ý vậy. Nam Cung Yến liền viết một tờ chỉ phiếu 5.000 tệ. Sau khi ông chủ đã thu tiền, Trần Triệu Dương liền nói, ông chủ, ông chuyển tảng đá này về bãi cắt đá nhé. Tôi sẽ sử dụng nó để tham gia thi đấu. Chàng trai, đừng nói là cậu sẽ đem tảng đá này đi thi chứ. Ông chủ cửa hàng nhìn Trần Triệu Dương nói, tôi khuyên cậu không nên làm vậy. Tôi quyết định rồi, tôi coi trọng tảng đá này, Trần Triệu Dương khẳng định nói. Ha ha, đem một tảng đá vỡ đi thi đấu, cậu chắc chắn bại trận rồi. Tất Văn Bách cười điên cuồng. Chọn một tảng đá mà ai cũng không thèm lấy,
Xem ra tôi đã đề cao cậu rồi, thầy Sơn lắc đầu nói. Đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Tất Văn Bách đắc ý cười. Hắn ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ thẳng rồi, không còn điều gì hoài nghi nữa. Anh Dương, anh không bị điên chứ? Giang Tử Phong chán nản nói, anh lại đi mua một tảng đá vô dụng. Trần Triệu Dương, trước đây anh đã gặp may mắn một lần rồi, lần này không thể lại may mắn như vậy nữa. Nếu đem tảng đá này đi thi, tôi thấy không có chút hy vọng thẳng nào cả. Nam Cung Yến lắc đầu n không đến mức như thế này mài. Có tồi tệ đến mấy cũng Trần Triệu Dương đầy tự tin nói, mọi người yên tâm, hôm nay, chúng ta nhất định sẽ thắng. Anh dựa vào đâu mà lại tự tin như vậy, Nam Cung Yến hỏi. Em đã ngồi lên tảng đá này, mông của em đã khai sáng nó rồi. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng, Trần Triệu Dương cười nói. Hứ, Nam Cung Yến bĩu môi. Đúng là mê tín mà. Anh Dương, nếu lần này mà thua, em sẽ làm mai cho anh một sugar mommy. Anh đừng có mà bỏ qua, Giang Tử Phong nói. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ chọn thêm hai tảng nữa rồi ra bãi cắt đá. Trần Triệu Dương tự tin bước ra ngoài. Trần Triệu Dương vốn dĩ cảm thấy không còn tia hy vọng gì nữa nhưng không ngờ tới phút cuối anh đã tìm được một tảng cực phẩm cho mình. Trần Triệu Dương tin chắc rằng chỉ cần viên phỉ thúy này được mở ra thì chắc chắn sẽ đè bẹp được ba tảng đá của Tất Văn Bách. Nhìn thấy Trần Triệu Dương tươi cười bước ra. Nam Cung Yến và Giang Tử Phong chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Chị dâu, anh Dương điên rồi sao? Giang Tử Phong nhẹ giọng hỏi. Chị thấy cũng giống như thế đấy. Nam Cung Yến nói. Không biết mấy Sugar Mommy có thích kiểu điên cuồng này không? Giang Tử Phong trầm giọng nói. Trần Triệu Dương xuất hiện tại bãi cắt đá, những người có mặt đều quây xung quanh anh. Tất cả đều muốn xem Trần Triệu Dương đã chọn đá gì. Nhưng bây giờ, Trần Triệu Dương chỉ có hai tảng. Mọi người nhìn thấy vậy thì bàn luận sôi nổi. Tôi thấy không khả quan mấy. Hai tảng này rõ ràng không phải đá tốt. Trông còn non, không có hàng gì tốt cả. Hai, chỉ riêng chất lượng thôi đã kém rồi. Xem ra, lần này Giang Tử Phong sẽ bị thua lỗ đến khóc mất. Những người có mặt tại đây đều bàn tán không ngừng. Còn một tảng nữa, nói không chừng tảng đó lại tốt. Cũng có thể. Lúc này, ông chủ Hoa chen qua nói, người anh em. Tôi rất xem trọng cậu. Tôi đã cử cậu thắng rồi, cậu không được làm tôi thất vọng đâu đấy. Ông chủ Hoa, ông yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ để ông phải thất vọng. Trần Triệu Dương cười nói, nhưng lúc tôi nhìn thấy cậu chuyển hai tảng này ra, tôi cảm thấy khá thất vọng. Còn tảng kia đâu, ông chủ Hoa nói. Còn một tảng nữa cho tôi xem thử đi. Ông chủ Hoa không cần nhìn đâu, tảng còn lại cũng chỉ là đồ người khác vứt đi mà thôi. Tất Văn Bách chen vào đám đông và bước tới. Không phải chứ, ông chủ Hoa há miệng trợn mắt nói. Trần Triệu Dương đáp. Ông chủ Hoa chán nản nói, người anh em, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Ha ha, ông chủ Hoa, tôi bảo ông cược cậu tất thắng, nhưng ông lại không tin. Ông xem, bây giờ thì tốt rồi. Những người xung quanh đắc ý cười. Tôi không muốn cậu ta thắng, ông chủ Hoa nói. Tên họ Trần kia, đến anh chọn hai người tham gia định giá rồi, Tất Văn Bách nhìn chăm chằm vào Trần Triệu Dương. Cười, sau khi chọn xong, chúng ta sẽ bè đầu ke đá. Tôi sẽ chọn ông chủ Hoa, Trần Triệu Dương chỉ vào ông ta cười, ông chủ Hoa, ông hãy giúp tôi chọn thêm một người đi. Trần Triệu Dương có thể nhìn ra được, dường như ông chủ Hoa không thích Tất Văn Bách, cho nên ông ta tất nhiên phải chọn một người có lợi cho mình rồi. Cậu để tôi chọn sao? Tôi chọn Lão Trương, ông ta cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực này, ông chủ Hoa tiến cử một người đàn ông trung niên cao và gầy cho Trần Triệu Dương. Được, vậy chính là ông ta, Trần Triệu Dương gật đầu nói. Vậy chúng ta nên cắt đá của ai trước đây? Tất Văn Bách hỏi. Cắt của anh trước đi, Trần Triệu Dương cười, tôi sợ rằng nếu cắt của tôi trước sẽ làm trò chơi này mất đi sự kịch tính. Xí! Tất Văn Bách khinh thường nói, không biết lượng sức mình. Nhưng nếu anh muốn cắt của tôi trước, thì tôi chiều. Theo ý anh vậy. Lúc này, Tất Văn Bách bắt đầu bảo mọi người giải tán, sau đó hẳn ta kéo ba tảng đá ra ngoài. Lần này, thầy Sơn sẽ đích thân cắt những tảng đá này. Đầu tiên, ông ta chọn những cái nhỏ nhất và bắt đầu cắt chúng. Ông ta vô cùng tự tin cắt từng nhát dao xuống. Chúng rồi. Chúng lớn rồi. Là phỉ thúy nước, trông khá lớn. Nhìn vào vết cắt thứ hai kìa. Mọi người đều mừng rỡ kêu lên. Đây đúng là một khởi đầu tốt.
Bọn họ vẫn đang bàn tán thì thầy Sơn đã cắt nhát dao thứ hai xuống. Nhát dao này cắt xuống. Viên này không hề nhỏ. Ít nhất phải 10 triệu. Thầy Sơn không hổ danh là bậc thầy mà. Một khởi đầu tốt. Nhìn thấy hai bên đều có ngọc thì trong lòng Tất Văn Bách thầm nghĩ đã nắm chắc rồi, tảng đầu tiên đã nhanh chóng tìm thấy. Mọi người đều cảm thấy khá tốt. Vào lúc này, thầy Sơn trực tiếp cắt tảng thứ hai. Tảng đá thứ hai lớn hơn một chút. Thầy Sơn cắt xuống, nhưng lần này thì không thấy gì. Nhưng ông ta không cắt nữa mà dùng giấy nhám lau nó. Ông ta lau một chút thì ngay sau đó bên trong tảng đá rỉ ra một chút màu xanh lục. Phỉ Thúy Băng, lại trúng mánh rồi, chết tiệt, cái này còn giá trị hơn cái trước nữa. Cả hai tảng đều trúng, thầy Sơn thực sự là một bậc thầy cược ngọc mà. Vào lúc này, nụ cười trên gương mặt Tất Văn Bách càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ khác. Hai tảng đá tính sơ cũng gần 30 triệu rồi, có thể cắt ra được Phỉ Thúy Băng đã là rất giỏi rồi. Tất Văn Bách nghĩ rằng thầy Sơn thực sự rất giỏi, hàng được đặt dưới hộp này thật sự rất tốt. Anh Dương, có phải bây giờ em nên đi chuẩn bị một danh sách Sugar Mommy rồi không? Giang Tử Phong cảm thấy hơi lo lắng. Nam Cung Yến lo lắng nói, tảng thứ hai cắt ra là Phỉ Thúy Băng, có khi nào tảng thứ ba là Phỉ Thúy Thủy Tỉnh không? Không đến nổi tàn nhẫn như vậy chứ. Giang Tử Phong hét lên, nếu là Phỉ Thúy Thủy Tinh, em nghĩ thua là cái chắc rồi. Trần Triệu Dương tự tin nói, chàng trai, đừng lo lắng. Chỉ là một trận đấu thôi mà, thua thì thôi, không có gì to tát cả. Liên tiếp cắt ra được hai loại ngọc tốt, trong lòng thầy Sơn càng tự tin hơn. Ông ta nóng lòng muốn lấy tảng đá thứ ba cho vào máy cắt. Thực ra, thầy Sơn coi trọng tảng này nhất, cũng chính là tảng đá được thế hệ trước của ông ta truyền lại. Bọn họ cho rằng tảng đá này chắc chắn sẽ có hàng tốt, hơn nữa còn là một hàng cực phẩm. Thầy Sơn cũng đã nghiên cứu hơn 10 năm, ông cũng cảm thấy tảng này chắc chắn sẽ cho ra hàng tốt. Nhưng có thể cho ra một món hàng tốt gì thì vẫn chưa nói chắc được. Dù sao nói về lĩnh vực cược ngọc, đây vẫn là chuyện không thể nói trước được. Thầy Sơn vẽ một đường rồi bắt đầu khởi động máy cắt đá. Ông ta cắt xuống một dao, nhát dao này cắt xuống không hề thấy ngọc. Ông ta dùng giấy nhám trà sát nhưng sau vài phút rồi vẫn không có xuất hiện viên ngọc nào. Thầy Sơn đổi hướng khác và cắt một dao xuống. Mọi người đều chăm chú nhìn. Nhưng sau khi cắt xong vẫn không có gì. Cắt tốn công rồi. Giang Tử Phong hùng hồn nói, vỡ rồi. Tảng này sắp vỡ rồi. Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào thì thấy hình dáng viên ngọc này có chút lệch. Nếu thầy Sơn không cắt chúng thì anh lại nhặt được của hời rồi. Tất nhiên lần này cơ hội không lớn. Thầy Sơn thấy rằng mình cắt hai lần rồi mà không thể ke ra được ngọc, nên đã quan sát nó một hồi lại cắt thêm một nhát dao khác. Cầu trời cho nó đừng có ra. Giang Tử Phong hét lên. Không có cơ hội rồi. Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói. Cơ hội là gì? Giang Tử Phong hỏi. Có ngọc rồi. Chết tiệt, loại này là Phỉ Thúy Thủy Tinh. Hóa ra lại là một Phỉ Thúy Thủy Tinh. Chỉ đáng tiếc là thầy Sơn hơi vội vàng nên đã tổn hại đi một ít. Tổn hại rồi cũng vẫn rất đáng giá, có thể nhìn ra là đã cắt được một viên rất to rồi. Đã lâu không thấy ai cắt ra được loại Phỉ Thúy Thủy Tinh này rồi. Thầy Sơn thật tài giỏi. Chúng ta thắng là cái chắc rồi. Ha ha, mọi người đều rất hào hứng hét lên. Tảng cuối cùng lại cắt ra được loại Phỉ Thúy Thủy Tinh. Tất Văn Bách vui mừng khôn xiết, nụ cười trên mặt hắn ta kéo đến tận mang tai. Tiêu rồi. Vẻ mặt Giang Tử Phong ỉu xìu. Khuôn mặt của Nam Cung Yến cũng xa sầm lại. Chúng ta thua rồi. Nam Cung Yến thì thầm. Thầy Sơn nhìn thấy Phỉ Thúy Thủy Tinh thì trong lòng càng hăng hái hơn. Ông ta đánh bóng nó bằng giấy nhám. Và lần này thì ông ta trở nên thận trọng hơn. Ông ta mất gần nửa tiếng đồng hồ mới lấy được viên Phỉ Thúy Thủy Tinh bên trong ra. Ông ta cầm nó trên tay, mọi người nhìn thấy nó không khỏi kinh ngạc. Một viên Phỉ Thúy Thủy Tinh lớn như vậy, ít nhất là 80 triệu hơn rồi. 80 triệu vẫn rẻ, 1 tỷ cũng không thấy đắt. Mẹ ơi, nếu không phải bị cắt nhầm một góc, e là giá trị phải lên đến con số 105 triệu mất. Có khả năng là một viên gây xáo động cả thị trường rồi. Thầy Sơn thật tuyệt vời. Thật CMN ngầu quá đi mất. Mọi người đều khen ngợi không ngừng. Trên mặt thầy Sơn lộ ra vẻ tự hào. Lúc này, Tất Văn Bách nóng lòng muốn giật lấy viên Phỉ Thúy Thủy Tỉnh từ tay thầy Sơn. Hắn ta bước tới trước mặt các nhà định giá nói, các vị ra giá đi.
Tất Văn Bách cầm trên tay ba viên ngọc phỉ thúy cho vài người định giá. Bọn họ đã nhanh chóng ra được một cái giá. Sau một hồi ước lượng, viên ngọc phỉ thúy nước kia giá 15 triệu tệ, viên phỉ thúy băng 40 triệu, viên sau cùng là phỉ thúy thủy tinh trị giá 150 triệu. Ba viên phỉ thúy này cộng lại thì đã hơn 200 triệu. Chỉ trong một ngày đã cắt ra ba viên phỉ thúy như thế, quả thật làm người khác không nói nên lời mà. Ba viên này đều là phỉ thúy thượng hạng, tổng giá trị đã hơn 200 triệu rồi, đúng là quá đỉnh. Tôi nghĩ là không cần thi thố gì nữa, có thể chọn được ba khối đá chứa ngọc đã quá sức tưởng tượng rồi, huống chỉ là bàn về giá tiền của chúng chứ. Cậu Tất lời to rồi. Những người bên cạnh đều xôn xoa bàn tán. Lúc này Tất Văn Bách giống như một con gà trống vừa đá thẳng, phách lối kiêu ngạo bước tới cạnh Trần Triệu Dương tươi cười nói, họ Trần, bây giờ mày có cảm nghĩ gì hả? Tôi không dám nghĩ luôn ái. Giang Tử Phong lắc đầu nói, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Trái lại, Trần Triệu Dương thản nhiên nói, tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc khi mấy người đã làm mẻ viên thúy thủy tinh kia thôi. Có gì mà tiếc chứ, Tất Văn Bách hỏi lại. Dù sao, lát nữa nó cũng là của tôi, bây giờ bị mẻ một chút, đương nhiên là thấy tiếc rồi, Trần Triệu Dương sờ mũi cười nói. Ha ha, hắn ta bị điên rồi à? Hắn cảm thấy hắn có cửa thắng sao? Má ơi, ảo tưởng sức mạnh quá đó. Cậu tính chọc tôi cười chết à? Mọi người xung quanh phá lên cười. Bọn họ đều cho rằng Trần Triệu Dương bị điên thật rồi. Còn hy vọng thẳng cuộc sao? Đó là chuyện không thể nào. Nam Cung Yến lắc đầu thở dài, cô cũng cảm thấy không thể nào có chuyện đó được. Số cũng phải đỏ lắm mới giống được như thầy Sơn, ra tay cái là chọn được ba món đồ thượng hạng. Trần Triệu Dương lại muốn cắt ra ba viên nữa, còn phải có giá cao hơn bọn họ, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Theo cách nghĩ của Nam Cung Yến, xác suất mở ra chắc. Còn nhỏ hơn chúng 5 triệu nữa. Anh Dương, đành chịu thôi. Giang Tử Phong nhục chí nói. Hà Cê này Tất Văn Bách đang chết cười liền dừng lại nói. Họ Trần, thôi thì thế này, chỉ cần mày bắt trước chó sủa mấy tiếng, tao sẽ để mày thua một nửa thôi. Cậu Tất, cậu rộng rãi quá. Nhãi danh, còn không mau đồng ý đi, như thế thì cậu cũng có lời rồi còn gì. Thua một nửa thì cũng xem như có lời rồi. Mọi người ồn ào nói. Anh Dương, anh nên cân nhắc một chút đi. Giang Tử Phong yếu ớt nói. Tất Văn Bách, không bắt trước chó sủa mà chỉ nhận thua một nửa thôi được không? Giang Tử Phong nhẹ giọng năn nỉ. Nam Cung Yến cũng đồng ý với ý kiến này. Biến. Trần Triệu Dương đanh mặt thụi cho Giang Tử Phong một cái. Tôi không bao giờ nhận thua đâu. Sau đó Trần Triệu Dương lại nói. Bắt đầu cắt tảng đá của tôi ra đi, tôi không thể thua được. Ha ha! Trần Triệu Dương vừa nói xong, mấy người đứng bên cạnh lại cười phá lên châm chọc. Trần Triệu Dương, đôi khi nhận thua cũng không phải là không tốt. Nam Cung Yến nhẹ giọng nói, em phải tin anh chứ, nhất định xế thẳng mài. Trần Triệu Dương vẫn vô cùng tự tin. Giang Tử Phong thở dài nói, xem ra em cũng nên tự tìm một phú bà rồi. Mấy người đứng bên cạnh vẫn tiếp tục cười nhạo. Trần Triệu Dương thì lại vô cùng nghiêm túc bê tảng đá của mình, giải thích cho mấy người thợ nên cắt như thế nào. Mấy tảng đá này đều do Trần Triệu Dương đã vẽ đường xong sẵn. Chỉ cần cắt theo mấy đường vẽ đó, thì không có vấn đề gì cả. Sau khi thợ cắt đá đã hiểu rõ thì bắt đầu khởi động máy cắt đá. Vừa cắt ra được một mảng. Da màu xanh lục. Độ trong suốt cũng không tồi. Vậy thì sao chứ? Khẩu vị những người ở đây đã ở một tầm cao mới. Tảng đá đầu tiên của Trần Triệu Dương cắt ra gần như là phỉ thúy băng, mọi người đều cảm thấy cũng thường thôi. Đối với bọn họ mà nói, dù cho có là ba viên phỉ thúy băng cũng không thể nào thắng nổi phỉ thúy thủy tinh của Tất Văn Bách được. Tảng đá thứ hai của Trần Triệu Dương cũng nhanh chóng được cắt ra. Lại là một viên phỉ thúy băng nhưng còn nhỏ hơn viên đầu tiên nữa. Độ trong suốt và độ tinh khiết không tồi, nhưng lại nhỏ quá. Nếu định giá thì tầm 20 triệu là cao. Thêm viên đầu tiên thì hai viên phỉ thúy của Trần Triệu Dương cộng lại nhiều nhất là 30 triệu. Mang đi so sánh với ba viên của Tất Văn Bách thì còn thua xa. Thua 8 con phố luôn. Hình như hẳn ta vẫn chưa có ý định từ bỏ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ha ha, hôm nay hăng máu ghê. Nét cười trên gương mặt mỗi người càng lúc càng nhiều. Còn vẻ mặt hai người Giang Tử Phong và Nam Cung Yến lại càng cứng lại. Bọn họ gần như tuyệt vọng rồi. Họ Trần. Bè trước tiếng cho sủa và thua một nửa thôi.
Tất Văn Bách vẫn vô cùng phách lối nói. Vẫn còn một tảng mà, anh vội cái gì chứ? Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Cậu Tất, cho hẳn ta cơ hội mà hẳn còn từ chối, loại người này có thua thì cũng đáng đời. Chỉ cần bắt trước chó sủa mà thua có một nửa thì hẳn ta vẫn lời chán rồi. Hai, tôi cũng không biết ai cho hẳn niềm tin mạnh mẽ như thế luôn đó. Tiếng cười cợt chế giễu không ngưng vang lên. Tất Văn Bách lại mừng thầm trong bụng, hẳn ta cảm thấy như đang được vả mặt người khác vậy. Tát mạnh vào mặt Trần Triệu Dương, nhục nhã ngày trước lần này hắn ta quyết trả đủ. Dù cho bản thân có tổn thất bao nhiêu, hẳn cũng phải bắt Trần Triệu Dương ói ra cho bằng hết. Sao còn chưa bê tảng cuối cùng lên? Trần Triệu Dương hỏi. Đến rồi, phiền nhường đường cho. Lúc này có mấy người đang đẩy một tảng đá đến. Ông Triệu, tảng đá cuối cùng lại là của nhà ông à? Tảng đá kia nhìn quen quen nhỉ? À tôi nhớ ra rồi. Không phải tảng đá này là ngày xưa ông Triệu Hào mang ra cược, đã cắt hết một phần sao? Nhiều người từng nhìn qua rồi, ai cũng cho rằng bên trong không còn gì cả. Ông Triệu cũng suýt vì tảng đá này mà không ngóc đầu dậy được. Sau đó ông ta mang tảng đá đã bị cắt này về đặt trước cửa cửa hàng nhà ông ta, như là tự nhắc nhở bản thân không nên chơi trò cược ngọc này nữa. Mang đồ bỏ đi tới đánh cược sao? Bị điên à, thắng nhãi danh này đúng là bị điên rồi. Mọi người lại càng thêm kinh ngạc. Ông chủ Hoa cũng lắc đầu nói, xem như tiền của tôi đổ sông đổ biển rồi. Ông chủ Triệu nghe thấy mọi người nói thế, ông ta cũng bất lực nói, tôi cũng hết cách, cậu ấy nhất định đòi mua, lại còn nói sẽ cắt ra được đồ ngon. Chú em à, cậu nghĩ kỹ chưa? Đồ bỏ đi này ngày thường cũng chỉ để chặn cửa thôi. Bây giờ mà cậu cắt nó ra, tôi nghĩ chắc chắn sẽ nát đấy, ông chủ Triệu lại khuyên nhủ, hay tôi trả tiền lại cho cậu được không? Tôi đã quyết định rồi. Trần Triệu Dương nói chắc như đỉnh đóng cột. Ông chủ Triệu nhìn thấy Trần Triệu Dương kiên quyết như vậy cũng không nhiều lời nữa. Chỉ là ông vẫn cho rằng Trần Triệu Dương cứng đầu quá thôi. Thầy Sơn, ông có đánh giá gì về tảng đá này không? Tất Văn Bách đứng một bên cười khà khà hỏi. Thầy Sơn quan sát một lúc liền nói, đồ bỏ đi, chẳng có gì tốt cả. Toàn bộ người trong giới cực ngọc đều biết rõ tảng đá mà ông Triệu Hào mang ra cược năm đó, cắt ra chỉ có rác mà thôi. Đá rác mà cũng dám mang tới thi. Không bằng nhận thua còn nhanh hơn. Mọi người lại tiếp tục không nể nang gì đả kích Trần Triệu Dương. Anh Dương, hay mình đổi tảng khác đi anh. Giang Tử Phong gần như tuyệt vọng nói. Nam Cung Yến cũng nhẹ giọng khuyên, Trần Triệu Dương, anh biết rõ là sẽ thua nên vác một cục đá vớ vẩn tới dâng cho Tất Văn Bách đúng không? Thế thì có thể giảm bớt được một chút thiệt hại. Không phải, Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Tôi không ngại nói cho mọi người biết, đồ bỏ đi cũng có ngày đổi đời. Mọi người chờ xem đi. Ha ha! Trần Triệu Dương vừa dứt lời, một trận cười giòn giã lại vang lên. Tiếng cười nhạo xung quanh vang lên không ngớt. Vẻ mặt Trần Triệu Dương đứng trước tảng đá vô cùng đăm chiêu. Anh đang phải cẩn thận từng ly từng tí. Loại ngọc bên trong tảng đá này rất quý. Nhất định không. Được làm nó sứt mẻ dù chỉ một chút, nếu như có sơ suất giá trị e hẳn bị giảm đáng kể. Trước đó, Trần Triệu Dương mới chỉ dùng khả năng nhìn thấu nhìn thử thì đã không khỏi giật cả mình, nhưng còn vị trí cụ thể thế nào thì anh cũng không nắm chắc. Vì lúc anh cố dùng khả năng nhìn thấu nhưng vẫn không thấy được, Trần Triệu Dương đành dùng cách bảo đảm nhất có thể thôi. Anh vẽ một đường xung quanh bên ngoài. Sau đó để cho thợ ke đá bắt đầu cắt. Không ngoài dự đoán. Nhát cắt đầu tiên hoàn toàn không nhìn thấy được chút màu xanh nào. Điều này lại dẫn đến thêm không ít lời bàn tán luyên thuyên. Đặc biệt là Tất Văn Bách, vẻ mặt đắc ý của hẳn ta cũng muốn nghênh tới trời. Có cắt tiếp không? Thợ cắt đá hỏi Trần Triệu Dương. Không cần đâu, tôi thấy mài được rồi đó. Trần Triệu Dương cầm lấy giấy nhám bắt đầu trà sát. Chưa thấy được chút màu xanh nào mà hãn lại mài rồi á. Đầu óc người này có vấn đề rồi. Còn không chịu thua nhanh đi, làm mất thời gian người a quá. Mọi người nhìn Trần Triệu Dương lấy giấy nhám trà thì không nhịn được lên tiếng. Tảng đá này nếu cắt ra được hàng ngon, tôi sẽ nuốt nó luôn đó, thầy Sơn cười lạnh nói, sao còn chưa bỏ cuộc chứ hả? Tất Văn Bách híp mắt cười nói, hẳn chưa bỏ cuộc cũng là vì muốn kéo dài thêm chút thời gian thôi, chúng ta cứ mặc cho hẳn câu giờ đi. Có câu giờ cũng vô ích, dù sao cũng thua chắc rồi. Đệt! Dám chơi méo dám chịu, có phải là đàn ông không? Tiếng mỉa mai vang lên không ngừng. Giang Tử Phong chỉ biết thở dài.
Cậu ấy cũng muốn khuyên Trần Triệu Dương bỏ cuộc cho rồi. Nam Cung Yến lại không biết nên nói gì với Trần Triệu Dương cho phải. Trần Triệu Dương cầm giấy nhám cứ mài như thế hơn 20 phút đồng hồ. Toàn bộ quá trình tiếng cười cợt châm chọc của tất cả mọi người không ngừng văng vắng bên tai. Không chỉ vậy mà còn càng ngày càng lớn hơn, dần ra bọn họ lại tỏ ra bực dọc. Họ cảm thấy chuyện này chỉ đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người thôi. Nhãi danh, đừng có mà ở đây làm trò khùng trò điên nữa, tảng đá bỏ đi này dù có đổi đời thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Nó cũng y như mày vậy đó. Mang một tảng đá bỏ đi đến, còn muốn cắt ra được hàng xịn, mày có nằm mơ cũng không có đâu. Mẹ nó, nhanh chịu thua đi. Lãng phí thời gian mọi người quá đấy. Euro ó vài người mất kiên nhẫn chửi đồng lên. Tất Văn Bách vẫn ra vẻ đắc ý cười nói, mọi người đừng hối chứ, trái lại tôi muốn xem thử hắn ta định câu giờ tới khi nào, xem mặt hắn ta dày bao nhiêu. Tất Văn Bách quay lại cười rồi nói với Nam Cung Yến, Tiểu Yến à, anh không ngờ bên cạnh em lại có loại người này luôn đó. Nam Cung Yến không biết nên nói gì nữa, cô cũng nghĩ Trần Triệu Dương hết hy vọng rồi, anh chỉ đang cố kéo dài thời gian thôi. Xuất hiện màu xanh rồi. Ngay lúc này không biết ai đó đã kêu lên. Nghe thấy tiếng la, mọi người mới nhìn sang. Bọn họ liền nhìn thấy một màu xanh biếc. Dù có ra màu xanh thì sao chứ? Có thể đáng giá bằng phỉ thúy thủy tinh sao? Hắn ta có thể cắt ra được một viên phỉ thúy trị giá hơn 100 triệu à? Mọi người vẫn tiếp tục dè bỉu. Là đế vương lục, má ơi! Lúc này thì từng tiếng kêu vì kinh ngạc dần bật thốt lên. Theo những chỗ Trần Triệu Dương đã mài, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ độ tinh khiết bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, là đế vương lục rồi. Vua trong các loại phỉ thúy đế vương lục. Đứng trước đế vương lục, các loại thủy tinh, băng, nước. Đều chỉ là phù du. Sột soạt, sột soạt, sột soạt, ngay khoảnh khắc này, hiện trường yên lặng đến đáng sợ. Bọn họ chỉ còn nghe thấy tiếng mài đá chậm chậm của Trần Triệu Dương. Mà Trần Triệu Dương càng mài thì bọn họ lại càng nhìn thấy mảng xanh lá càng lớn. Đế vương lục đậm chất bá chủ dần hiện ra. Chắc cũng không lớn lắm đâu, tôi nghĩ không thể nào lớn được. Má ơi, hắn ta quả thật có thể cắt ra được đế vương lục từ một đống rác. Xem như hôm nay hắn ta dùng hết may mắn tích từ mấy kiếp rồi. Ôi thần linh ơi, mong là viên phỉ thúy đế vương lục này không lớn lắm. Mọi người gian nan nuốt nước miếng nói. Bọn họ cảm thấy những lời chế giễu Trần Triệu Dương khi nãy của bọn họ khác nào tựa ngửa mặt lên trời mà phun nước. Miếng chứ. Tất Văn Bách lại ngây ngẩn cả người, hắn ta đanh giọng. Nói, thầy Sơn, không phải ông nói tảng đá của hắn ta chỉ là đồ bỏ đi thôi sao? Đúng là rác rưởi mà, thầy Sơn cần răng nói, tôi nhìn chắc chỉ có một chỗ xanh lá nhỏ thôi. Nếu chóp ngọc không lớn, thì cũng không cần phải sợ hắn ta. Đế vương lục rất hiếm ra được chóp lớn. Tất Văn Bách gật đầu đứng nhìn Trần Triệu Dương vẫn miệt mài trà sát, trong bụng âm thầm cầu nguyện. Giang Tử Phong cũng đang đứng lẩm bẩm. Cầu thần linh phù hộ, cầu mong chị dâu phù hộ, làm phép cho cái tảng đá. Đó sẽ ra được viên lớn. Việc Trần Triệu Dương cắt ra được đế vương lục đã đả kích bọn họ quá mức. Tâm trạng của bọn họ lúc này giống như ngồi xe vượt đèo vậy. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương đến nỗi miệng cũng há thành chữ O. Cô cảm thấy cứ như người đàn ông này có thể nhìn thấu hết mọi thứ vậy. Chẳng hạn như ngay lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng là đồ bỏ đi sẽ không cắt ra được gì. Anh vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Sau cùng lại cắt ra được phỉ thúy đế vương lục, chuyện này khác nào vả mặt từng người một ở đây. Đừng nói là lớn nha. Đừng có lớn thêm nữa chứ. Trời Phật phù hộ. Trần Triệu Dương vẫn mài không ngừng. Đế vương lục trên tay anh càng ngày càng lớn. Những người đứng xung quanh càng thêm xôn xao. Cứ tiếp tục như thế bọn họ sẽ thua mất. Sắc mặt Tất Văn Bách thì dần trở nên như nuốt phải ruồi. Giang Tử Phong thì kích động hô lên, phải thật lớn nhá, chị dâu tôi đã làm phép rồi, phải lớn y như chị dâu tôi vậy. Nghe mấy câu này, Nam Cung Yến xúc động muốn đập cho cậu ấy một trận, nói linh ta linh tinh gì không biết nữa. Trần Triệu Dương vẫn im thin thít tập trung mài rũa. Lúc này, anh cảm thấy gần như thấy được hình hài rồi, anh nhanh chóng tập trung cao độ quan sát lại một lượt. Bây giờ thì anh có thể nắm chắc được vị trí chính xác rồi. Anh vẽ thêm một đường rồi quay sang nói với người thợ cắt đá, cắt từ chỗ này giúp tôi một đường. Tôi không dám cắt đâu, thợ cắt đó run rẩy nói, cái này quý quá, lỡ như tôi làm sứt mẻ gì tôi không đền nổi đâu.
Vậy thôi để tôi tự làm. Trần Triệu Dương đích thân cầm dao lên. Đến lúc này thì anh đã tràn đầy tự tin ra tay rồi. Xoạt, xoạt. Trần Triệu Dương nhanh như chớp cắt ra một đường. Xanh kìa ồ. Toàn bộ đều là màu xanh. Trần Triệu Dương liền cắt thêm một đường, thì hiện trường lập tức ngưng động lại. Lúc này thì bọn họ lại không thốt lên được câu nào nữa. Bởi vì hai bên đã lộ ra hoàn toàn rồi. Viên phỉ thúy đế vương lục này không hề nhỏ chút nào. Giá trị chắc chắn cao hơn cả ba viên phỉ thúy của Tất Văn Bách cộng lại. Một viên ngọc đè bẹp toàn bộ. Về độ tinh khiết, độ trong suốt hay màu xanh lá thẳm này, chính xác là đế vương lục không phải bàn cãi gì nữa. Hơn nữa kích cỡ không hề nhỏ, lớn cũng tầm 2 năm tay là ít. Phỉ thúy đế vương lục chính là bá chủ, là vua của vua trong muôn vàn loại phỉ thúy. Hết thảy phỉ thúy trên đời này cũng chả là cái đinh gì với nó. Những người cười nhạo Trần Triệu Dương trước đó giờ thì cười hết nổi rồi. Họ đang cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, Tất Văn Bách cũng không thốt lên được dù chỉ nửa chữ. Cặp mắt thầy Sơn chừng muốn lọt cả trong, ông ta vẫn không tài nào chấp nhận được cái sự thật này, ngoài miệng vẫn nói, loại đá vụn đó làm gì thì cũng là đồ bỏ đi, làm sao có thể cắt ra được đế vương lục chứ, tuyệt đối không thể nào. Thầy Sơn biết, nếu như để thua, bảo vật trấn tiệm của ông đều phải dâng hết cho Trần Triệu Dương mất. Điều này mới là chuyện mà ông ta không hề muốn xảy ra nhất. Không lâu sau, Trần Triệu Dương đã lấy được viên phỉ thúy ra. Trần Triệu Dương nâng nó trong lòng bàn tay, nó có kích cỡ gần băng với quả bóng chuyền. Phỉ thúy đế vương lục đã rất hiếm thấy, bây giờ còn có viên phỉ thúy to như vậy, quả thực là hàng trên cả cực phẩm. Đặc biệt là lúc Trần Triệu Dương cầm lên, ánh sáng chiếu lên viên phỉ thúy đế vương, màu xanh rêu đó của nó, thật sự là khiêm tốn và vững vàng như một bậc đế vương. Nhưng lại toát lên được vẻ uy nghiêm. Cái này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Giá khởi điểm ít nhất cũng phải trên 200 triệu tệ nhỉ? Tôi còn thấy 200 triệu tệ là rẻ rồi đấy. Trời ơi, đã rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy viên phỉ thúy đế vương lục nào lớn như vậy. Nó lại còn được lấy từ trên một tảng đá đã được cắt qua rồi, tôi thật sự là phục sát đất rồi. Tôi cũng phục rồi, có chơi có chịu, phải phục thôi. Nhìn thấy viên phỉ thúy đế vương trên tay Trần Triệu Dương, không ai là không phục. Trước đó, bọn họ cho rằng không thể nào so bì nổi với ba viên phỉ thúy của Tất Văn Bách, nhưng trước viên phỉ thúy đế vương lục này, đến sách dép cũng không xứng. Tất Văn Bách, anh đắc ý đi, tiếp tục đắc ý thử cho tôi xem nào. Không phải vừa rồi anh rất oai hay sao? Lúc này, Giang Tử Phong cười điên cuồng. Dám cược với anh Dương của tôi, anh thua là cái chắc rồi. Sau khi nghe thấy lời này của Giang Tử Phong, vẻ mặt Tất Văn Bách xa sầm lại, hắn ta cảm thấy mình như vừa bị tát cho. Vài phát vào mặt, vô cùng đau rát. Hắn ta biết, tất cả sự chê cười trước đó của hắn đều đã trở thành những lời khiến mình phải nhục nhã. Những điều này đều không quan trọng, mà quan trọng là lần này hắn ta đã bị tổn thất rất nặng. Tất Văn Bách thật sự không hiểu nổi, tại sao Trần Triệu Dương lại kỳ lạ như vậy, bắt đầu từ khi mình gặp được anh đều chưa từng thẳng được. Đúng vậy, cậu Tất còn thua nhiều hơn chúng ta. Cậu ta ngoài thua 50 triệu tệ tiền cược ra thì còn đánh cược 30 triệu tệ với cậu ấy. Lại cộng thêm 3 viên phỉ thúy trị giá hơn 200 triệu tệ. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy sót. Hình như cũng đúng. Tôi đã nói từ lâu rồi, không thể theo cậu ta được đâu. Nhân phẩm cậu ta không tốt, chắc chắn là sẽ thua. Mọi người lại bắt đầu an ủi lẫn nhau. Tất Văn Bách nghe thấy lời này, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, các người đắc ý cái gì, còn chưa định giá nữa. Các người nghĩ mình thắng chắc rồi sao? Hơ hơ, Tất Văn Bách vừa nói ra, liền có người khẽ cười một tiếng. Sau đó, bọn họ liền lẩm bẩm rằng, đến cả kẻ ngốc cũng biết là cái đó đáng giá. Tất Văn Bách chắc là không muốn chịu thua rồi. Một viên phỉ thúy của người ta, còn đắt hơn là 3 viên của cậu ta. Còn đòi định giá, không phải là đang đợi tự chuốc nhục vào mình sao? Tất Văn Bách nghe thấy lời của những người bên cạnh, thật sự rất muốn ra tay đánh người. Anh Dương, anh ta đòi chờ định giá. Vậy thì anh hãy mang đi định giá để anh ta hoàn toàn tuyệt vọng đi. Giang Tử Phong đắc ý cười, cho anh ta hoàn toàn tuyệt vọng luôn. Được thôi. Trần Triệu Dương thản nhiên cười. Anh Dương, hay là để em cầm cho. Giang Tử Phong giơ tay cầm lấy. Được thôi. Trần Triệu Dương nói một cách sảng khoái. Giang Tử Phong vừa định nhận lấy thì lúc này Nam Cung Yến liền đi tới nói, để chị cầm cho.
Cậu vụng về như vậy, ngộ nhỡ làm rơi vỡ thì sao? Nói xong, Nam Cung Yến bất chấp tất cả mà nhận lấy viên phỉ thúy. Nam Cung Yến cầm lấy viên phỉ thủy đế vương lục vào. Lòng bàn tay, cô nhìn màu xanh bắt mắt đó, thì trong mắt. Không giấu nổi sự phấn khích. Tôi thích viên phỉ thúy này. Đến lúc đó định giá bao nhiêu, thì tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nam Cung Yến liền đặt trước. Thứ đẹp như vậy, cô cảm thấy có thể làm vật báu để trấn giữ cửa tiệm. Có được thứ này, sau này danh tiếng tiệm vàng của cô chắc chắn sẽ vang dội. Có điều tôi chỉ có thể trả góp. Sau đó, Nam Cung Yến liền nói thêm một câu. Vậy thì không được. Trần Triệu Dương liền từ chối. Tại sao, trong mắt Nam Cung Yến có chút lo lắng nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương. Anh không định bán, anh định tặng nó cho vợ của anh. Trần Triệu Dương cười đắc ý, ai làm vợ anh, thì anh sẽ tặng cho người đó. Vãi, lại thả thính rồi. Giang Tử Phong hét lên. Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như được rót mật vậy. Trong lòng cô nghĩ, một người nào đó chịu tặng thứ quý giá như vậy cho mình, ít nhất cũng chứng tỏ rằng cô vẫn chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh ấy. Có điều, nếu em cương quyết muốn mua, thì anh cũng có thể bán nửa giá cho em. Suy cho cùng, em cũng có công lao. Nếu như không phải nhờ có mông của em khai sáng, anh thật sự không thể tìm thấy thứ tốt như thế này, Trần Triệu Dương lại cười nói. Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì cô liền thở dài một tiếng. Người nào đó mãi mãi không thể nào khiến cô vui quá 2 giây. Nam Cung Yến mang viên phỉ thúy đế vương lục tới chỗ mấy ông chủ để định giá. Người đầu tiên định giá là người của Tất Văn Bách mời. Người đầu tiên đã đưa ra cái giá 100 triệu tệ. Lúc ông ta ra giá, tất cả mọi người đều xùy một tiếng. Các người xùy cái gì, nếu thua, chúng ta đều phải bồi thường tiền đấy. Tất Văn Bách nghiến răng nói. Cho dù thua, tôi cũng bằng lòng. Thua trước phỉ thúy đế vương lục, ông đây cũng nể phục. Làm trái lại lương tâm giống như các cậu thì mất mặt lắm. Tất Văn Bách, chúng tôi không muốn bị bẽ mặt, những người bên cạnh mắng mỏ. Tất Văn Bách nhìn thấy nhóm người này, hẳn ta liền mảng thầm rằng một lũ ngu xuẩn. Đối với Tất Văn Bách mà nói, mất tiền không là gì cả, nhưng điều quan trọng nhất là hắn ta đến thể diện cũng chẳng còn. Lúc người thứ hai định giá, ông ta không hề ép giá như người thứ nhất. Có điều cuối cùng vẫn làm trái lại với lương tâm, ra giá 105 triệu tệ. Cho dù như vậy, mọi người vẫn xùy một tiếng. Tới khi phỉ thúy lọt vào tay của ông chủ Hoa, ông ta còn không thèm nhìn mà đã trực tiếp nói, tôi ra giá là 500 triệu tệ. Sao lại ra giá cao như vậy, ông có mua với giá này không? Tất Văn Bách hỏi với vẻ khó chịu. Đương nhiên là có. Ông chủ Hoa cười nói, nếu người anh em này chịu bán, 500 triệu tôi còn thấy hời đấy. Lão Trương, ông thấy thế nào? Hàng đẹp thế này, 500 triệu chưa chắc đã mua được. Tháng trước ở đảo Hồng Kông, một chiếc vòng tay phỉ thúy đế vương lục đã được đấu giá với cái giá cao ngất ngưởng là 80 triệu tệ. Thứ này ít nhất cũng phải làm được ra 8 chiếc vòng tay giống thế, tôi thấy 600 triệu tệ là còn rẻ đấy. Ông chủ Trương tán thành nói. Hơn nữa nếu người anh em này chịu bán, tôi và ông chủ Hoa có thể cùng nhau bỏ tiền ra mua, ông chủ Trương nói một cách khẳng định. Cho dù phải vay tiền tôi cũng mua, ông chủ Hoa nói, người anh em, 600 triệu tệ, cậu thấy thế nào? Không bán đâu, Trần Triệu Dương lắc đầu từ chối, tôi muốn tặng cho vợ tôi cơ. Vợ cậu thật có phúc, ông chủ Hoa nói. Ông chủ Trương cũng gật đầu nói, nếu tôi có con gái, chắc chắn tôi sẽ gả nó cho cậu để hời được một viên phỉ thúy đế vương lục. Cậu Trần, tôi thật sự có một đứa con gái, nhưng nó còn đang đi học, cậu thấy thế nào? Ông chủ Hoa hỏi, trông cũng xinh xắn lắm. Nam Cung Yến nghe thấy, trong lòng cô bỗng thắt lại. Thôi bỏ đi, tôi là người rất chung thủy đấy, Trần Triệu Dương cười nói. Hừ, Nam Cung Yến nghe thấy, cô liền mắng thầm rằng đồ vô liêm sỉ, còn dám nói ra lời như vậy. Con gái tôi quả thực không thể so bì được với cô Nam Cung đây. Người anh em, vừa nhìn tôi đã thấy cậu không phải người tầm thường. Cô Nam Cung tìm được người đàn ông như vậy. Đúng là may mắn mà. Ông chủ Hoa và ông chủ Trương thay phiên nói. Hai má của Nam Cung Yến khẽ ửng hồng. Một viên phỉ thúy đế vương lục của Trần Triệu Dương lại có cái giá như vậy, cho nên không cần nói cũng biết kết quả thế nào rồi. Anh đã dùng một viên phỉ thúy đế vương lục để đè bẹp 3 viên phỉ thúy của đám Tất Văn Bách. Kết quả này, ngoài Tất Văn Bách ra thì những người khác đều nể phục. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy thứ này thật sự rất quý giá.
Phỉ Thúy Đế Vương Lục đương nhiên là khí phách rồi. Trước mặt nó, các loại đá khác đều chỉ là rác rưởi. Anh Dương, chúng ta thắng rồi sao? Giang Tử Phong kích động hỏi. Không thì sao nữa? Trần Triệu Dương cười nói. Chúng ta thắng rồi, vậy thì dựa theo lời cá cược, có phải ba viên đá đó cũng thuộc về chúng ta rồi không? Giang Tử Phong cười vui vẻ hỏi. Đương nhiên rồi. Trần Triệu Dương nhìn sang Tất Văn Bách cười nói. Anh Tất, anh là người có máu mặt, trước đó đã quyệt nợ một lần rồi, lần này anh sẽ không quyệt nữa đâu nhỉ? Hứ, ông đây không phải loại người như vậy. Tất Văn Bách nói, nhưng trong lòng lại như đang rỉ máu, thứ nhỏ nhặt này, tôi không tiếc đâu. Phải rồi, còn 30 triệu tệ nữa. Nam Cung Yến vừa cười vừa nhắc nhở, anh Tất, anh muốn quẹt thẻ hay là viết xét? Tôi sợ anh quyệt nợ, nên sẽ không cho anh trả vào lần sau đâu. Đúng đấy, Tất Văn Bách, anh đừng nói là lần sau đưa nữa. Chuyện anh hay quyệt nợ, tất cả mọi người đều biết đấy, Giang Tử Phong cười nheo mắt, anh còn định quyệt nợ thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người trong giới đều biết. Tất Văn Bách cảm thấy trái tim đang rỉ máu của mình lại bị đâm thêm một nhát dao nữa. Chuyện hôm nay, hắn ta đúng là mất cả chì lẫn chài, cuối cùng còn bị người ta đâm cho một nhát dao. Anh Tất, không phải anh định quyệt nợ thật chứ? Như vậy thì chúng tôi thật sự coi thường anh đó. Tôi vốn đã coi thường anh rồi, nếu anh không đưa, thì tôi càng khinh anh hơn đấy. Dưới sự chú ý của mọi người, Tất Văn Bách lấy ra tờ séc và viết một tờ séc 30 triệu tệ. Giang Tử Phong giơ tay ra cầm lấy. Tên họ Trần kia, không phải lần nào mày cũng sẽ được may mắn như vậy đâu. Tất Văn Bách chỉ vào Trần Triệu Dương, nghiến răng rồi phẫn nộ nói. Xin lỗi, từ trước tới giờ vận may của tôi đều rất tốt. Trần Triệu Dương cười nhạt, hãy đợi đấy. Tất Văn Bách để lại một câu nói, hậm hực rời đi. Cậu Tất, cậu không giúp tôi lấy lại viên phỉ thúy thủy tinh đó sao? Thầy Sơn bước nhanh theo sau Tất Văn Bách rồi hét lên. Cút! Tất Văn Bách phẫn nộ mắng, đến cả một tên rác rưởi cũng không thẳng nổi, ông vẫn còn dám theo tôi sao? Thầy Sơn ủ rũ vì bị mảng, chỉ có thể đi theo sau Tất Văn Bách với vẻ mặt buồn bã, cậu Tất, cậu đã bảo chỉ là mượn tạm thời thôi mà. Anh Dương, số phỉ thúy này nên xử lý thế nào đây? Lúc này, Giang Tử Phong hỏi Trần Triệu Dương. Đừng hỏi tôi. Trần Triệu Dương đáp. Chị dâu. Giang Tử Phong nhìn Nam Cung Yến. Lúc này, cô đang nhìn viên phỉ thúy đế vương lục không rời mắt chút nào. Lúc Giang Tử Phong gọi cô, thì cô mới định thần lại. Mang hết về đi, Nam Cung Yến nói võ đưa thêm vài người tới. Ôi sẽ bảo đường người anh em, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Đúng lúc này, ông chủ hoa chen tới. Giang Tử Phong nhìn thấy ông chủ hoa, cậu ấy liền viết tờ séc 2 triệu tệ cho ông ta. Ông chủ hoa không nhận tiền mà nói với Trần Triệu Dương rằng, người anh em, tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu. Ông chủ hoa, ông có chuyện gì vậy? Có phải là ông muốn lấy một viên phỉ thúy không? Chúng tôi có thể bán một viên cho ông, Trần Triệu Dương nói. Trần Triệu Dương cảm thấy ông chủ hoa rất tốt, rất đáng để làm bạn. Đây không phải điều quan trọng nhất. Ông chủ hoa vừa xoa tay vừa cười nói, người anh em, là như thế này, tôi muốn mời cậu làm cố vấn cực ngọc của công ty tôi. Muốn bao nhiêu tiền thì cậu cứ ra giá, chỉ cần mỗi tháng, cậu cùng tôi đi tới sàn cực ngọc vài lần là được rồi. Cậu thấy thế nào? Ông hoa, ông tham lam thế. Nếu muốn mời cậu ấy, thì ông phải hỏi cô Nam Cung có bằng lòng hay không trước đã. Lúc này, những người xung quanh đều nhốn nháo nói. Nếu cô Nam Cung đồng ý, tôi cũng muốn mời về với giá cao. Tôi trả 1 triệu tệ một tháng. Tôi trả 1 triệu rưỡi. Tất cả mọi người đều biết, Trần Triệu Dương rất thần kỳ. Nếu Trần Triệu Dương làm cố vấn cực ngọc của bọn họ, cắt ra được một viên phỉ thúy đế vương lục như hôm nay, vậy thì cả đời này cũng không cần phải lo nghĩ nữa. Lần này, có thể nói Trần Triệu Dương là người mà ai ai cũng muốn có được. Ông chủ hoa thấy vậy liền nghiến răng nói, tôi trả 5 triệu một tháng. Ông Hoa, ông trả cao quá rồi. Nếu mấy tháng mà không mở hàng, ông sẽ lỗ chết đấy. Mọi người đều thấy đây là cái giá trên trời rồi. Ông chủ Hoa lại nghiêm túc nói, các người hiểu cái quái gì, tôi rất tin tưởng vào cậu ấy. Người khác không để ý rằng, ông chủ Hoa vẫn luôn chú ý tới Trần Triệu Dương. Ông ta phát hiện ra mỗi lần Trần Triệu Dương đều vô cùng điềm tĩnh, chắc chắn. Chỉ từ điểm này, ông chủ Hoa có thể khẳng định. Trần Triệu Dương tuyệt đối không phải là người chỉ dựa vào vận may, mà là thực sự có tài. Người anh em thấy thế nào? Giá cả chưa hợp lý,
thì vẫn có thể thương lượng tiếp, ông chủ Hoa nhìn Trần Triệu Dương nói. Ông chủ Hoa, cái này ông phải hỏi sếp tôi không đồng ý, tôi cũng không thể tùy tiện nhảy việc được. Trần Triệu Dương nói, cô Nam Cung, không biết là cô có bằng lòng cho cậu ấy sang chỗ tôi không? Ông chủ Hoa nói, Nam Cung Yến lắc đầu nói, ông chủ Hoa, thật xin lỗi ông, tôi không giúp được ông rồi. Tôi cảm thấy anh ấy làm ở công ty tôi vẫn ổn hơn. Ông chủ Hoa, tôi cũng cảm thấy mình ở công ty hiện tại thì có tương lai phát triển hơn. Trần Triệu Dương cười nói, người anh em, bây giờ cậu làm chức gì ở công ty hiện tại? Lương thế nào? Ông chủ Hoa vô cùng tò mò hỏi. Tôi làm ở bộ phận bảo vệ, lương là 3.000 rưỡi tệ một tháng, sau khi làm chính thức thì là 4.000 rưỡi tệ, Trần Triệu Dương cười nói. Hả? Trần Triệu Dương nói ra lời này, những người bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc. Người anh em, bọn họ trả bao nhiêu, thì tôi sẽ trả gấp đôi, không, tôi sẽ trả gấp 1.000 lần, ông chủ Hoa nói. Thôi, tôi vẫn thấy ở công ty hiện tại thì có tương lai hơn. Trần Triệu Dương lại từ chối. Những người bên cạnh quả thực là phục sát đất. Bảo vệ quen một tháng chỉ được 3.000 rưỡi tệ, lại từ chối một công việc có tiền lương tận mấy triệu. Hơn nữa, còn nói là có tương lai. Miệng bọn họ thật sự là sắp không ngậm được lại rồi. Nam Cung Yến cảm thấy người nào đó đã khiến cho mình rất hãnh diện. Tiền lương cao như vậy cũng không thể nào lấy được người của mình đi. Nên cô có chút đắc ý, chúng ta đi thôi. Lúc này, Nam Cung Yến ôm Phỉ Thúy Đế Vương Lục đi ra phía ngoài. Giang Tử Phong đưa tiền cho ông chủ Hoa, rồi cậu ấy ôm một viên phỉ thúy đi theo, còn phần còn lại thì giao cho đám người Đường Võ. Chị dâu, đợi đã. Giang Tử Phong đi theo tới bãi đỗ xe, cậu ấy nhìn thấy Nam Cung Yến định lên xe, liền vội vàng hét lên. Có chuyện gì sao? Nam Cung Yến dừng lại hỏi. Hi hi, ha ha. Giang Tử Phong xoa tay, để lộ vẻ ngại ngùng, chị dâu, em có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Cậu nói đi. Nam Cung Yến nói. Là thế này, Giang Tử Phong do dự một chút, cậu ấy lấy hết súng khí rồi nói, chị dâu, chị có thể ngồi lên tay em, dùng mông của chị để khai sáng cho tay em. Để sau này, em được cược đâu thẳng đó. Hờ. Nam Cung Yến nghe thấy lời này thì sững người. Trần Triệu Dương liền đi tới, đạp một cú lên mông của Giang Tử Phong. Giang Tử Phong, bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn này của cậu đi. Ai cho phép cậu được sờ mông cô ấy? Trần Triệu Dương nghiêm giọng nói. Anh Dương, em biết không được phép sờ ét không áng linh tinh mông của chị dâu, thế nhưng có thể dùng tấm đệm để ngăn cách, ngồi lên một chút xíu thôi cũng được mà, Giang Tử Phong buồn bã nói. Trần Triệu Dương lại đá thêm một cú nữa, mông của hổ mà cậu cũng dám tơ tưởng, hơn nữa còn là một con hổ cái, cậu chán sống rồi sao? Nam Cung Yến nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương, mặt cô liền xị ra, nghiêm giọng nói, tên họ Trần kia, anh nói ai là hổ cái. Em đấy, anh thấy bộ dạng lúc này của em giống hệt hổ, cái sắp ăn thịt người, Trần Triệu Dương cười nói. Cút ngay cho tôi. Nam Cung Yến phẫn nộ gào lên. Tất Văn Bách rời khỏi sàn cược ngọc, trong lòng hẳn cảm thấy bức bối vô cùng. Hơn nữa, hắn càng nghĩ càng thấy tức giận. Đặc biệt là nghĩ tới việc lúc trước hẳn bị người ta bắt bẻ, chuyện này còn có thể cố gắng bỏ qua. Nhưng sau đó không ngờ lại lỗ nhiều như vậy, hắn không cam lòng chút nào. Bịch, bị trồ. Mẹ kiếp. A. À. Tất Văn Bách đấm vào thân xe để xả giận, nhưng vừa đấm xong, hắn liền kêu lên đau đớn. Tất Văn Bách dừng lại, phát hiện bàn tay mình đang chảy đầy máu. Chết tiệt, Tất Văn Bách càng thêm tức giận. Thằng nhãi họ Trần kia, còn cả Nam Cung Yến nữa. Dám đắc tội tao thì đừng trách tao không khách sáo. Tất Văn Bách nén cơn đau, cầm lấy điện thoại lên và nối máy. Alo. Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trầm ấm. Triệu Ngũ Gia, tôi muốn ông tìm giúp tôi một sát thủ, càng lợi hại càng tốt. Tôi muốn giết hai người. Tất Văn Bách nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu Tất, cậu muốn tìm sát thủ để giết ai? Triệu Ngũ Gia hiếu kỳ hỏi, ai dám đắc tội với cậu vậy? Triệu Ngũ Gia, tôi muốn giết Nam Cung Yến, và tên Bảo. Vệ quèn bên cạnh Nam Cung Yến. Tất Văn Bách oán hận nói, ông giúp tôi tìm một sát thủ lợi hại nhất. Bất luận thế nào, tôi đều muốn hai bọn họ phải chết. Cái gì? Triệu Ngũ giật mình, sau đó ông ta liền trầm giọng đáp, cậu Tất, chuyện này tôi không giúp nổi cậu. Cậu tìm người khác đi. Tất Văn Bách không ngờ Triệu Ngũ sẽ từ chối mình, tâm trạng hẳn vốn đã không tốt sẵn rồi, hẳn liền hét lên, Triệu Ngũ.
có phải ông chê ít tiền không? Tôi nói cho ông biết, ông cứ việc báo giá đi. Tôi muốn tìm sát thủ lợi hại nhất. Tất Văn Bách mắng mỏ, còn Triệu Ngũ lại bình thản đáp, cậu Tất, cậu nghe tôi khuyên một câu, có những người cậu không đắc tội được đâu. Đặc biệt là Trần Triệu Dương, cậu tốt nhất đừng nên đắc tội. Mẹ nó chứ, tôi chính là muốn giết hẳn. Bất luận thế nào tôi cũng phải giết được hắn. Có người nào mà tôi không đắc tội được chứ? Tất Văn Bách ngông cuồng đáp. Cậu Tất, cậu đừng nghĩ rằng nhà mình có quyền thế là có thể chèn ép tất cả mọi người. Có những người, cậu thật sự không nên đắc tội. Triệu Ngũ tiếp tục khuyên ngăn, cậu Tất, tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên bỏ ý nghĩ đó đi. Vớ vẩn, Triệu Ngũ, ông không giúp tôi thì tôi tự tìm người. Tất Văn Bách nói xong liền ngắt điện thoại. Chết tiệt. Tất Văn Bách ném điện thoại đi, tiếp tục nổi giận mắng mỏ. Triệu Ngũ đặt điện thoại xuống, thở dài lách đầu, có những người, cậu không đắc tội nổi đâu. Dù cho hiện tại người đó chỉ là một tên bảo vệ quèn thì sao chứ, vảy vàng thì sẽ chẳng ở mãi trong hồ nhỏ, chỉ cần gặp thời lập tức sẽ biến thành rồng thôi. Triệu Ngũ nghĩ một hồi liền quyết định báo tin này cho Trần Triệu Dương. Lúc này, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang ngồi ở ghế sau xe. Nam Cung Yến nhìn chăm chăm vào anh. Sao anh lại gọi tôi là cọp cái? Nam Cung Yến kích động nói. Vì em giống cọp cái. Trần Triệu Dương cười hì hì đáp. Hơn nữa, em nói em không phải cọp cái, vậy tức là anh có thể sờ mông em đúng không? Họ Trần kia, tôi phải giết anh. Nam Cung Yến nói rồi liền nhào về phía Trần Triệu Dương. Lúc Nam Cung Yến nhào tới, Trần Triệu Dương cũng không né, anh còn thuận tay kéo cô lại phía mình và đè cô xuống. Lúc này, cả người Nam Cung Yến đang bị Trần Triệu Dương đè lên. Vợ à, em có phải chuẩn bị để anh thịt không vậy? Em đừng gấp gáp, chúng ta về nhà rồi làm, được không? Đồ lưu manh, tôi phải giết anh. Lúc này, Nam Cung Yến vung nắm đấm tới. Trần Triệu Dương cũng để mặc cho cô đánh mình. Dù gì cô đánh cũng chẳng đau, hơn nữa lúc này Nam Cung Yến còn đang bị đè dưới người anh, Trần Triệu Dương thích thú hưởng thụ khoảng khắc này. Cũng không tồi chút nào. Tỉnh, tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên. Vợ à, đừng quậy nữa. Anh nghe điện thoại đã. Trần Triệu Dương nói. Không được, anh phải nói rõ cho tôi, còn phải xin lỗi tôi nữa. Nam Cung Yến không định ngừng tay lại. Mà lúc này, Trần Triệu Dương đột ngột vung tay lên. A an. Nam Cung Yến giật mình hét lên, tiếp đó cô liền cảm thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm. Còn dám động đậy nữa là anh tiếp tục đó, Trần Triệu Dương đáp. Nam Cung Yến không còn dám động đậy nữa. Trần Triệu Dương lôi điện thoại ra, là Triệu Ngũ gọi tới. Trần Triệu Dương đẩy Nam Cung Yến ra rồi nhấc máy, trầm giọng đáp, là tôi đây, có chuyện gì sao? Sau khi nghe Triệu Ngũ nói xong, anh liền đáp, tôi biết rồi. Ông giúp tôi theo dõi chuyện này, có động tĩnh gì báo ngay cho tôi. Nói xong, Trần Triệu Dương cúp máy. Là cô gái nào gọi cho anh à? Thần bí như vậy. Nam Cung Yến bĩu môi nói, nếu giờ anh muốn đi gặp người phụ nữ khác thì cứ đi đi. Không cần về cùng tôi nữa. Vợ à, em đang ghen sao? Trần Triệu Dương cười nói. Hứ, tôi không thèm ghen đâu. Nam Cung Yến bĩu môi đáp, anh có ở bên cạnh người phụ nữ nào thì cũng chẳng liên quan tới tôi. Dù gì sớm muộn chúng ta cũng sẽ ly hôn thôi. Sớm muộn cũng sẽ ly hôn. Vậy xem ra, miếng ngọc phỉ thúy đế vương lục của anh phải đem về cất kỹ rồi. Trần Triệu Dương cười nói. Anh dám. Nam Cung Yến trừng mắt nhìn anh, bày ra tư thế như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ liều mạng với Trần Triệu Dương. Hi hi, Trần Triệu Dương sờ sờ mũi, cười nhẹ. Anh nói rồi miếng ngọc này là để tặng cho vợ mình. Ý của em là đồng ý làm vợ anh rồi. Hừ, không thể nào. Nam Cung Yến đáp. Vậy thì anh sẽ lấy lại nó. Không được. Em ngăn nổi anh sao? Trần Triệu Dương cười đáp. Nam Cung Yến nghe tới đây liền tức giận. Họ Trần kia, anh muốn sao nào? Muốn anh không lấy lại cũng được. Em hôn anh một cái đi. Trần Triệu Dương cười đều, hoặc là em để anh hôn một cái. Nếu như chuyện này mà em cũng không chịu, thì anh sẽ lấy lại nó thật đó. Nam Cung Yến do dự một hồi, cô biết mình đấu không lại tên lưu manh trước mặt này. Cô liền nhảm chặt mắt, đáp, muốn hôn thì hôn đi. Tôi coi như bị chó hôn vậy. Trần Triệu Dương thấy Nam Cung Yến nhằm chặt mắt, cộng thêm biểu cảm giận dữ của cô, có chút đáng yêu. Anh lại gần cô và hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia. Trần Triệu Dương hôn xong, Nam Cung Yến liều mạng lau.
Đương nhiên là không được rồi, Trần Triệu Dương cười đáp, anh còn phải đem đống đá của anh về nhà nữa. Bên trong này đều là đồ tốt đó. Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến liền nghĩ ra một chuyện. Cô có chút kích động hỏi, anh nói đống đá hôm nay chọn được bên trong toàn đồ tốt sao? Anh chỉ nói bừa thôi mà, Trần Triệu Dương cười đáp, anh nghĩ là có, nhưng cũng không chắc sẽ đúng. Vậy chắc chắn đúng rồi, Nam Cung Yến nghĩ tới việc Trần Triệu Dương chọn được nhiều đá như vậy, nếu như bên trong tất cả đều là phỉ thúy, thì đủ cho cô mở một tiệm đá quý rồi. Tính ra như vậy, cô có thể kiếm được một khoản cách xù rồi. Chỗ đá này tôi muốn giữ hết, Nam Cung Yến nghiêm túc nói, gồm cả anh em cũng muốn giữ phải không? Không thèm, Nam Cung Yến lạnh lùng từ chối. Thứ hai, Trần Triệu Dương vẫn như mọi ngày, đưa Nam Cung Yến tới công ty an toàn. Sau khi đưa cô tới công ty, Trần Triệu Dương đi về phía bộ phận quan hệ xã hội. Khi vừa tới nơi, người đẹp ở bộ phận quan hệ xã hội đều rất nhiệt tình chào hỏi Trần Triệu Dương. Hơn nữa, không ít người còn chuẩn bị bữa sáng phong phú đem cho anh. Sau khi bọn họ phát hiện Trần Triệu Dương không chỉ là phải một bảo vệ quen, bọn họ đều trở nên nhiệt tình vô cùng. Trần Triệu Dương nhìn một lượt, anh phát hiện Hồ Tiểu Nhạc không có ở đây, Hứa Mỹ Tình hình như cũng chưa tới. Nghĩ tới Hứa Mỹ Tình, trong lòng Trần Triệu Dương chẳng thể bình thản được. Hai hôm nay, Hứa Mỹ Tình chia sẻ rất nhiều ảnh đẹp ở trên WeChat, không ít lần khiến anh đứng ngồi không yên, suýt chút nữa không kiềm chế được mà chạy tới kiếm Hứa Mỹ Tình gây lộn. Trần Triệu Dương, ăn bữa sáng yêu thương của tôi đi. Cái này của tôi tốt hơn, là tôi tự tay làm đó. Ăn của tôi trước đi. Những người đẹp ở đây đều sợ bản thân bị tụt hậu, nên bọn họ đều tích cực vô cùng. Cứ để hết xuống, tôi sẽ ăn hết, Trần Triệu Dương nở một nụ cười cam chịu. Đồng nghiệp nhiệt tình như vậy, Trần Triệu Dương cảm thấy không nên từ chối. Khụ, không cần làm việc hay sao? Đúng lúc này, trong văn phòng vang lên một giọng nói không mấy thân thiện. Mọi người đồng loạt nhìn qua, hóa ra là giọng của Trình Minh Viễn. Đến tận hôm nay, mặt Trình Minh Viễn vẫn còn hơi sưng. Mọi người nhìn thấy Trình Minh Viễn liền lập tức quay trở lại chỗ ngồi của mình. Còn lúc này, Trình Minh Viễn tiến về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương vốn nghĩ Trình Minh Viễn lại tiếp tục tới gây rắc rối với mình, nên anh đã chuẩn bị trước rồi. Chỉ là khi Trình Minh Viễn tới gần, anh ta nở một nụ cười tươi rói rồi nói, anh Dương, chưa ăn sáng đúng không? Tôi mua cho anh cháo cá nổi tiếng nhất ở Nam Hải nè, anh tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé. Trình Minh Viễn vừa cười vừa đưa chiếc bình giữ nhiệt anh ta đang cầm cho Trần Triệu Dương. Trưởng phòng Trình, vậy thì ngại quá đi. Trần Triệu Dương cười đáp. Anh Dương, đừng ngại gì hết. Hơn nữa, từ nay về sau ở bộ phận quan hệ xã hội này, chúng ta là anh em rồi. Tôi cũng chưa phải trưởng phòng gì hết. Anh Dương, nếu anh không ngại thì sau này gọi tôi là Tiểu Trình cũng được. Trình Minh Viễn tươi cười. Những người trong bộ phận quan hệ xã hội thấy vậy cũng thầm mỉm cười trong lòng. Ngày xưa thì không thèm ngó ngàng, giờ mới phát hiện ra là không với tới được nhỉ. Đương nhiên đối với Trình Minh Viễn, dù cho anh ta không muốn qua lại với Trần Triệu Dương, thì anh ta cũng không thể đối đầu được. Sau khi trải qua chuyện đó, Trình Minh Viễn không còn dám đắc tội với Trần Triệu Dương nữa. Vậy thì cảm ơn anh trước nhé. Trần Triệu Dương nhận lấy bữa sáng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Trình Minh Viễn thấy Trần Triệu Dương nhận bữa sáng của mình, trong lòng vui mừng vô cùng. Anh ta còn sợ Trần Triệu Dương sẽ từ chối chứ. Nhưng mà đối với Trần Triệu Dương, anh chẳng thèm nghĩ mọi chuyện phức tạp vậy đâu, trước giờ quy tắc của anh là, người ta không động tới anh thì anh cũng sẽ không động tới họ. Nhưng một khi người ta đã động chạm tới anh rồi, thì người đó gặp rắc rối lớn rồi đó. Anh Dương, anh ăn từ từ nhé, tôi đi làm việc trước đây. Trình Minh Viễn tươi cười nói. Trần Triệu Dương gật đầu. Trình Minh Viễn thấy vậy mới vui vẻ rời đi. Trình Minh Viễn mới đi không bao lâu thì Hứa Mỹ Tình cũng từ từ tiến vào. Chị Mỹ Tình, Trần Triệu Dương thấy cô liền gọi lớn. Hứa Mỹ Tình nhìn Trần Triệu Dương đầy thắc mắc. Tôi có rất nhiều đồ ăn sáng. Chị ăn chưa, có muốn cùng ăn không? Trần Triệu Dương nhìn Hứa Mỹ Tình cười nói. Hứa Mỹ Tình nhìn anh một cái rồi nhắc nhở, đang giờ. Làm ăn sáng cái gì chứ? Chuyên tâm làm việc đi, không là tôi sẽ trừ lương cậu đó. Ồ! Trần Triệu Dương đáp. Lúc này, Hứa Mỹ Tình cũng không để mắt tới Trần Triệu Dương nữa, cô đi về phía bàn làm việc của mình. Trần Triệu Dương thấy biểu cảm đó của Hứa Mỹ Tình, trong lòng anh lại có chút đắc ý, anh đã nhìn ra,
Hứa Mỹ Tình là một người bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại nhiệt tình. Hai người trong WeChat còn tán dóc rất nhiều về những chủ đề không phù hợp với trẻ em đó. Vậy mà giờ ở công ty, cô lại vờ như hai người không thân thiết. Trần Triệu Dương trong lòng đắc ý, cũng thú vị đó. Anh thích những người phụ nữ thế này, vẻ ngoài nghiêm túc đứng đắn nhưng bên trong lại nhiệt tình, quyến rũ. Tinh, tinh. Trần Triệu Dương vừa ngồi một lúc thì WeChat liền reo lên, mười mấy tin nhắn được gửi tới. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua, tất cả đều là Hứa Mỹ Tình gửi. Nhanh như vậy đã không kìm được mà muốn kiếm anh nói chuyện rồi ư. Trần Triệu Dương mỉm cười mở WeChat lên. Trong WeChat, Hứa Mỹ Tình kêu Trần Triệu Dương lập tức qua chỗ cô. Hơn nữa gửi rất gấp gáp. Cuối cùng, Hứa Mỹ Tình còn nhắc nhở, khi đi qua tìm cô cần kín đáo một chút. Trần Triệu Dương trả lời lại một câu, rồi anh cất điện thoại và từ từ đi về phía chỗ ngồi của Hứa Mỹ Tình. Chỗ ngồi của Hứa Mỹ Tình nằm ở khu trong cùng, cũng có thể coi như một phòng làm việc nhỏ độc lập. Chị Mỹ Tình, chị tìm tôi có việc gì à? Trần Triệu Dương bước tới gần rồi cười nói. Hứa Mỹ Tình kéo Trần Triệu Dương vào trong, sau đó chỉ vào những nội dung trên màn hình máy tính của mình, có chút mắc cỡ và nói, sửa máy tính giúp tôi, hình như máy tính của tôi nhiễm virus rồi. Trần Triệu Dương nhìn màn hình của Hứa Mỹ Tình, bên trong toàn là những nội dung không dành cho trẻ em. Hơn nữa còn không ngừng nhảy lên màn hình desktop. Chắc chắn là nhiễm virus rồi. Chẳng trách Hứa Mỹ Tình lại gọi anh tới gấp gáp như vậy. Sao không tìm bộ phận IT của công ty tới sửa? Trần Triệu Dương bước tới trước máy tính và nói. Hứa Mỹ Tình đỏ mặt, cô bước tới gần Trần Triệu Dương và nói, trong máy tính của tôi có rất nhiều ảnh riêng tư. Mấy ảnh đó à? Trần Triệu Dương cười nói, vậy cũng không có sao, đằng nào cũng không nhìn ra đó là chị. Hứa Mỹ Tình vươn tay véo Trần Triệu Dương một cái rồi nói, còn riêng tư hơn mấy bức ảnh đó nữa. Cậu có sửa được, không đồ xấu tính, không sửa được là tôi chỉ còn cách đổ nước để phá máy tính thôi đó. Trần Triệu Dương thấy Hứa Mỹ Tình căng thẳng như vậy, hơn nữa còn đòi phá máy tính, anh liền hiểu ra trong này có không ít đồ tốt rồi. Sửa được, Trần Triệu Dương cười nói, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Hứa Mỹ Tình hừ nhẹ, cậu còn dám ra điều kiện với tôi à? Mặt dày quá rồi phải không? Hứa Mỹ Tình cảm thấy trước người đàn ông này, cô chẳng thể nào giữ được vẻ bình thản mọi ngày. Điều kiện của tôi là, tôi muốn xem mấy bức ảnh trong này, Trần Triệu Dương cười một cách nham hiểm. Đồ tồi, muốn chết hả? Không được. Hứa Mỹ Tình khép mặt đỏ bừng. Vậy tôi không sửa nữa. Hứa Mỹ Tình thấy vậy liền giữ Trần Triệu Dương lại, cắn môi đáp, có thể cho cậu xem, nhưng cậu không được để lộ ra ngoài. Đương nhiên. Đồ tốt như vậy làm sao tôi nỡ cho người ngoài xem chứ? Vậy cậu sửa nhanh đi. Hứa Mỹ Tình dục. Được rồi. Trần Triệu Dương ngay lập tức nhanh nhẹ hẳn. Hứa Mỹ Tình nhìn Trần Triệu Dương, mặt cô bắt đầu nóng. Cô chẳng thể ngờ mình lại đồng ý điều kiện đó. Hơn nữa cô còn có chút kỳ vọng, người đó nhìn thấy những bức hình kia sẽ khen ngợi vẻ đẹp của cô như thế nào. Vì dù gì chỉ với những bức ảnh lúc trước, người đó đã khen ngợi không ngớt rồi. Sửa xong rồi. Khi Hứa Mỹ Tình vẫn đang mải suy nghĩ, Trần Triệu Dương đã đứng dậy rồi đáp. Sửa xong rồi. Trong ánh mắt Hứa Mỹ Tình lộ đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin. Chị xem thử đi, Trần Triệu Dương nói. Hứa Mỹ Tình bắt đầu thao tác với máy tính, cô phát hiện dường như nó còn thao tác mượt mà hơn lúc trước nữa. Trần Triệu Dương, cậu sửa máy tính cũng lợi hại vậy sao? Hứa Mỹ Tình không kìm được mà khen ngợi. Đương nhiên. Hơn nữa tôi còn cài cho chị một phần mềm chống virus. Sau này máy tính của chị chắc chắn sẽ không bị nhiễm virus nữa đâu. Trần Triệu Dương cười nói. Phần mềm chống virus của Trần Triệu Dương phải nói là phần mềm tốt nhất trên thế giới, người bình thường không có cách nào phá được. Lúc nãy Trần Triệu Dương đã tiện tay cài đặt cho Hứa Mỹ Tình rồi. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Chị Mỹ Tình, vậy mấy bức ảnh mà tôi muốn xem đâu? Trần Triệu Dương lại tiếp tục cười nói. Đồ xấu tính, cậu cứ về trước đi, chút nữa tôi sẽ gửi cho cậu. Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái. Được thôi. Trần Triệu Dương mỉm cười rời đi, trong lòng anh còn đang thầm nghĩ, những bức ảnh riêng tư của Hứa Mỹ Tình sẽ táo bạo tới mức nào nhỉ? Anh Dương. Trần Triệu Dương vừa về tới chỗ ngồi của mình liền thấy. Hồ Tiểu Nhạc vẻ mặt tiều tụy bước tới, nói, anh Dương, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tiểu Nhạc, có chuyện gì vậy? Thấy vẻ mặt của Hồ Tiểu Nhạc không tốt cho lắm, Trần Triệu Dương quan tâm hỏi. Anh Dương, anh có thể xin Trình Minh Viễn cho em nghỉ một tuần được không? Hồ Tiểu Nhạc khẽ nói, mẹ em mắc. Phải bệnh lạ, hiện đang nằm viện, em muốn đi chăm sóc mẹ em. Em sợ Trình Minh Viễn không đồng ý cho em nghỉ. Chuyện này không thành vấn đề. Trần Triệu Dương thoải mái nói, cô đi theo tôi. Trần Triệu Dương dẫn Hồ Tiểu Nhạc đi tìm Trình Minh Viễn. Thấy Trần Triệu Dương tới giúp Hồ Tiểu Nhạc xin nghỉ, anh ta không nói hai lời, phê duyệt cho Hồ Tiểu Nhạc nghỉ luôn một tháng. Tiểu Nhạc, nếu không đủ thì cô gọi điện thoại cho tôi là được, không cần tới tận đây đâu, Trình Minh Viễn cười ha ha nói, hoặc bảo anh Dương nói một tiếng là được rồi. Chắc là đủ rồi, Hồ Tiểu Nhạc nhẹ giọng đáp. Xin phép xong, Hồ Tiểu Nhạc đi theo Trần Triệu Dương ra khỏi văn phòng. Anh Dương, cảm ơn anh. Hồ Tiểu Nhạc đang lo là sẽ rất khó xin nghỉ, không ngờ Trần Triệu Dương ra tay là lại được nghỉ luôn một tháng như thế. Nói thế thì khách sáo quá rồi đấy, Trần Triệu Dương sờ mũi cười nói, phải rồi, cô nói mẹ cô mắc bệnh lạ à? Rốt cuộc là bệnh lạ gì vậy? Trần Triệu Dương hỏi vậy, vẻ mặt của Hồ Tiểu Nhạc càng thêm u sầu. Cô ta lắc đầu nói, khó nói lắm, bệnh viện không kiểm tra ra được, nhưng tình hình không quá khả quan. Hay là thế này? Để tôi đi theo cô tới bệnh viện xem sao, Trần Triệu Dương chủ động đề nghị. Anh đi theo em, Hồ Tiểu Nhạc hơi sửng sốt. Đúng thế, Trần Triệu Dương nói, Tiểu Nhạc, thực ra tôi biết trung y, biết chữa khá nhiều bệnh, để tôi đi theo cô xem sao. Nghe Trần Triệu Dương nói, Hồ Tiểu Nhạc mới chợt nhớ ra, ngay cả những nhân vật tai to mặt lớn như Giang Sơn còn phải mời Trần Triệu Dương tới nhà khám bệnh, nếu anh ra tay. Giúp đỡ thì chữa biết chừng sẽ chữa khỏi ấy chứ. Vâng. Thế thì làm phiền anh Dương nhé, Hồ Tiểu Nhạc vội vàng đồng ý. Trần Triệu Dương nói với Hứa Mỹ Tình một tiếng, sau đó gửi tin nhắn cho vợ mình rồi đi theo Hồ Tiểu Nhạc rời khỏi công ty. Nửa tiếng sau, Hồ Tiểu Nhạc và Trần Triệu Dương tới Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Nam Hải. Trên đường đi, Trần Triệu Dương đã hỏi Hồ Tiểu Nhạc về bệnh tình của mẹ cô ta rồi. Một tháng trước, ngày nào mẹ Hồ Tiểu Nhạc cũng ngất xỉu. Khi ấy bọn họ đưa tới bệnh viện nhưng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Thế nhưng ngày nào bà ấy cũng ngất, theo thời gian trôi qua, triệu chứng càng lúc càng nhiều. Sau đó bọn họ lại tới bệnh viện kiểm tra tổng quát, phát hiện ra trong máu của mẹ Hồ Tiểu Nhạc có cồn, bà ấy ngất xỉu là bởi vì say rượu. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ mẹ Hồ Tiểu Nhạc không hề uống rượu, mà nồng độ cồn trong máu bà ấy không hề hạ xuống, ngày nào cũng trong trạng thái như đang say rượu. Tạm thời bên bệnh viện chưa tìm ra cách chữa trị, chính vì vậy nên Hồ Tiểu Nhạc mới lo lắng, xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ. Nghe kể lại căn bệnh này, Trần Triệu Dương cũng cảm thấy kỳ lạ, ít nhất thì anh chưa gặp tình huống như vậy bao. Giờ, anh Dương, anh đã gặp căn bệnh này bao giờ chưa? Hồ Tiểu Nhạc hỏi Trần Triệu Dương. Chưa gặp bao giờ, Trần Triệu Dương đáp. Vậy có chữa được không ạ? Hồ Tiểu Nhạc lo lắng nói. Trần Triệu Dương an ủi cô ta. Cô cứ yên tâm đi, có anh Dương ở đây, không có bệnh gì là khó chữa hết. Vâng, Hồ Tiểu Nhạc gật đầu. Thực ra Hồ Tiểu Nhạc không tin tưởng y thuật của Trần Triệu Dương cho làm, dù sao những người học trung y tầm tuổi Trần Triệu Dương hình như vẫn đang thực tập thì phải. Hồ Tiểu Nhạc dẫn Trần Triệu Dương vào phòng bệnh. Tiểu Nhạc, cô tới rồi à? Bọn họ vừa vào phòng bệnh, một bác sĩ cao gầy khoảng chừng 30 tuổi, đeo kính gọng vàng bước tới nói. Bác sĩ Mã. Nhìn thấy hắn ta, Hồ Tiểu Nhạc chào hỏi với vẻ tôn kính. Tiểu Nhạc, cô gọi tôi là Thiên Tinh thôi, chúng ta cũng sắp xỉ tuổi nhau mà. Mã Thiên Tinh nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của Mã Thiên Tinh không hề rời khỏi người Hồ Tiểu Nhạc. Nhìn thấy ánh mắt của Mã Thiên Tinh, trên cơ bản Trần Triệu Dương đã đoán ra tâm tư của hắn ta. Khụ, bác sĩ Mã này, tình hình của bác gái thế nào rồi? Trần Triệu Dương ho nhẹ rồi hỏi. Lúc này... Mã Thiên Tỉnh mới phát hiện ra Trần Triệu Dương đang đứng bên cạnh Hồ Tiểu Nhạc, hắn ta hỏi với vẻ cảnh giác, Tiểu Nhạc, anh ta là ai? Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, tên là Trần Triệu Dương, anh Dương. Hồ Tiểu Nhạc đáp, chào anh, tôi là bác sĩ chính của mẹ Tiểu Nhạc, là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của Bệnh viện Nhân dân Nam Hải, Mã Thiên Tỉnh nói với Trần Triệu Dương, mang theo chút kiêu ngạo. Chào bác sĩ Mã. Tôi cũng là bảo vệ đẹp trai nhất và trẻ tuổi nhất của công ty Khuynh Thành Quốc tế thuộc tập đoàn Nam Cung, Trần Triệu Dương cười nói. Bảo vệ. Nghe thấy thân phận của Trần Triệu Dương, khóe miệng Mã Thiên Tinh nhếch lên vì khinh thường. Vốn dĩ hắn ta còn định bắt tay với Trần Triệu Dương,
nhưng lúc này lại rút tay về, trong mắt hiện lên đôi phần khinh miệt. Nhìn thấy ánh mắt coi thường của Mã Thiên Tinh, trên mặt Hồ Tiểu Nhạc hiện lên sự bất mãn, cô ta cảm thấy Mã Thiên Tinh đúng là mắt chó mới coi thường người khác. Bác sĩ Mã, tôi bị bệnh gì vậy? Có phải là không chữa được không? Lúc này, mẹ của Hồ Tiểu Nhạc tỉnh lại, bà ấy hỏi trong mê man. Mã Thiên Tinh lật bệnh án ra đọc rồi chau mày nói, bác gái, bệnh của bác không khả quan đâu. Nhưng bác yên tâm, có cháu ở đây, cháu sẽ không để bác xảy ra chuyện gì hết. Còn những chuyện khác, đợi cháu từ từ bàn bạc với Tiểu Nhạc rồi sẽ nói với bác sau. Sau đó Mã Thiên Tinh quay đầu nói với Hồ Tiểu Nhạc, tôi bảo cô xin nghỉ dài hạn tới bệnh viện chăm sóc bác gái, cô đã xin nghỉ chưa? Rồi. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu. Vậy là tốt, bệnh tình của bác gái hết sức phức tạp, thậm chí còn không mấy khả quan, có rất nhiều vấn đề, vậy nên tôi muốn trò chuyện với cô một lát. Chỉ bằng thế này, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sau đó sẽ bàn bạc chi tiết hơn, cô cảm thấy thế nào? Mã Thiên Tinh chủ động mời Hồ Tiểu Nhạc, Hồ Tiểu Nhạc hơi sửng sốt. Cô ta hiểu ý của Mã Thiên Tinh, mấy ngày qua Mã Thiên Tinh luôn tìm đủ mọi cớ để hẹn cô ta. Bác sĩ Mã, tôi cảm thấy. Tiểu Nhạc, thực ra tôi cũng muốn tốt cho cô thôi. Cô thấy đấy, bác gái tốn khá nhiều tiền viện phí, tôi cũng muốn giúp cô một tay, nhưng chuyện này thì phải trò chuyện riêng. Hơn nữa bệnh của bác gái rất lạ. Và cũng rất nghiêm trọng, nếu cô không phối hợp với tôi thì tôi không biết bác gái có thể cầm cự được bao lâu đâu. Giọng nói của Mã Thiên Tinh nặng hơn một chút. Trên mặt Hồ Tiểu Nhạc hiện lên nét lo lắng, bác sĩ Mã, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Hừ, thế nhưng đúng lúc này, Trần Triệu Dương bỗng hừ lạnh một tiếng, bác sĩ Mã, tôi thấy loại lang băm như anh đang muốn giết người thì có. Anh muốn tán gái thì cũng được thôi, nhưng anh không thể lấy tính mạng của bệnh nhân ra nói đùa được đâu. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, Mã Thiên Tinh quay đầu nhìn sang. Hắn ta nhìn thấy Trần Triệu Dương đang cầm lấy cổ tay bệnh nhân, trông có vẻ như đang bắt mạch. Lúc này, hắn ta chẳng buồn nể mặt nữa, cất tiếng quát tháo, loại bảo vệ quen như anh thì biết cái gì. Về coi cổng đi. Bị Trần Triệu Dương mắng là lang băm muốn giết người, Mã Thiên Tinh khá kích động. Dù gì cũng là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong bệnh viện nhân dân, bây giờ lại bị một bảo vệ quen dạy đời. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt Hồ Tiểu Nhạc, vậy nên cơn tức trong lòng hắn ta bùng lên. Ha, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Mã Thiên Tinh và nói, bệnh tình của bệnh nhân chưa rõ ràng, vậy mà lại nói khuếch đại lên trước mặt bà ấy, làm ảnh hưởng tới tác dụng tâm lý của bệnh nhân, đồng thời còn muốn mượn cớ chữa bệnh để tán gái, đúng là lang băm không có y đức. Nếu bởi vì áp lực tâm lý do anh tạo thành mà khiến bệnh nhân nghĩ quẩn thì anh chính là hung thủ giết người. Trần Triệu Dương không có ý kiến gì về chuyện Mã Thiên Tinh muốn tán Hồ Tiểu Nhạc. Thế nhưng hẳn ta lại khuếch đại bệnh tình của mẹ Hồ Tiểu Nhạc lên để ép Hồ Tiểu Nhạc nghe lời mình. Trần Triệu Dương cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào loại lang băm. Và lại, thông báo bệnh tình bừa bãi ngay trước mặt bệnh nhân như thế chính là giết người. Bị Trần Triệu Dương vạch trần mục đích, Mã Thiên Tinh như nhảy ngược lên như mèo bị giẫm phải đuôi, hắn ta kích động mắng mỏ, toàn nói vớ vẩn. Không hề có chuyện đó. Còn nữa, anh dựa vào đâu mà nói bệnh của bệnh nhân không nặng? Phỏng đoán mà không có căn cứ thì chính là nói bừa. Tiểu Nhạc, cô đừng nghe anh ta. Mã Thiên Tinh quay đầu lại giải thích với Hồ Tiểu Nhạc. Thế nhưng Hồ Tiểu Nhạc lại nhẹ giọng nói, tôi tin tưởng anh Dương. Nghe vậy, Mã Thiên Tinh cảm thấy sốc nặng. Vốn dĩ Mã Thiên Tinh cảm thấy với thân phận địa vị của mình, hẳn ta thừa sức thắng tên bảo vệ quen này. Những cô gái bình thường đều sẽ tin tưởng hắn ta chứ không thể tin một bảo vệ quen được. Ấy vậy mà bây giờ Hồ Tiểu Nhạc lại nói là tin tưởng Trần Triệu Dương, khiến Mã Thiên Tinh càng thêm nổi cáu. Anh cút ra ngoài ngay, cút về coi cổng đi. Mã Thiên Tinh tức tối mắng mỏ. Trần Triệu Dương đứng lên, anh nói với Hồ Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, đi làm thủ tục xuất viện cho bác gái đi. Bệnh này rất đơn giản, tôi có thể chữa được. Hả? Hồ Tiểu Nhạc sửng sốt một lát. Nghe anh nói vậy, Mã Thiên Tinh cười khinh khỉnh, anh nói anh có thể chữa được bệnh của bác ấy. Đúng thế, có vấn đề gì à, Trần Triệu Dương gật đầu đáp. Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn. Mã Thiên Tinh nói ập, anh chỉ là một thằng bảo vệ quen mà thôi, anh biết chữa bệnh ấy hả? Còn nữa, cho đến lúc này bệnh viện chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này, vậy mà anh lại nói là có thể chữa khỏi. Đúng là ăn nói linh tinh. Tiểu Nhạc, cô tuyệt đối đừng nghe lời anh ta. Anh ta là loại lừa đảo đấy.
Mã Thiên Tỉnh lại nói với Hồ Tiểu Nhạc. Hồ Tiểu Nhạc cảm thấy rối ren, lúc này cô ta không biết phải nghe ai cả. Đừng cãi nhau nữa, tôi khó chịu lắm, đầu tôi rất đau. Lúc này, mẹ Hồ Tiểu Nhạc nằm trên giường bệnh nói trong đau đớn. Mẹ không sao chứ? Thấy mẹ mình như vậy, Hồ Tiểu Nhạc vội vàng bước tới đỡ bà ấy. Đầu mẹ đau chết mất, mẹ cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Khó chịu quá. Mẹ của Hồ Tiểu Nhạc lấy tay vỗ vào đầu mình. Bác gái, bác nằm xuống trước đi, để cháu châm cứu cho bác là bác sẽ khỏi ngay. Trần Triệu Dương nói với Hồ Tiểu Nhạc đặt bác gái nằm xuống trước đi, để tôi châm cứu cho bác. Vâng. Lúc này, Hồ Tiểu Nhạc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Triệu Dương. Thấy Trần Triệu Dương lấy kim ra, Mã Thiên Tinh tức tối mắng, anh dừng tay lại ngay. Nếu xảy ra chuyện gì thì anh có gánh nổi trách nhiệm không? Trần Triệu Dương chẳng quan tâm tới hắn ta, vẫn cứ cầm kim lên chuẩn bị châm cứu. Tôi bảo anh dừng tay. Thấy Trần Triệu Dương không nghe lời mình, Mã Thiên Tinh càng thêm phẫn nộ. Hắn ta rảo bước tới ngăn cản, bịch. Hắn ta vừa tới gần là Trần Triệu Dương lập tức đá hắn ta ngã lăn. Mã Thiên Tinh ngã vật xuống mặt đất, hắn ta hô ầm lên, gây rối trong bệnh viện, mọi người mau tới đây. Có kẻ gây rối trong bệnh viện. Mã Thiên Tinh vừa hô lên. Những người bên ngoài nghe thấy đều ập vào phòng bệnh. Bọn họ nhìn thấy Mã Thiên Tinh ngã dưới mặt đất. Bác sĩ Mã, anh không sao chứ? Có người dìu Mã Thiên Tinh đứng lên và hỏi. Mã Thiên Tinh kích động nói, thông báo cho cấp trên, nói rằng có kẻ gây rối trong bệnh viện, đồng thời báo cảnh sát luôn đi. Mã Thiên Tinh vừa dứt lời là có người lập tức làm theo lời hắn ta. Hiện giờ bệnh viện rất chú trọng vấn đề gây rối. Nghe nói là có người gây rối, bảo vệ của bệnh viện không hề nghĩ nhiều, cầm gây xông thẳng vào trong. Kẻ gây rối ở đâu? Ở đâu? Bọn họ xông vào bệnh viện là lập tức hỏi ngay. Anh Dương. Hồ Tiểu Nhạc lo lắng đứng nhìn mọi chuyện. Trần Triệu Dương thở dài một hơi, anh không thể châm cứu trong tình huống như thế này được, chỉ có thể cất kim đi. Mã Thiên Tỉnh chỉ vào Trần Triệu Dương nói, bắt lấy anh A, anh ta chính là kẻ gây rối. Anh ta đòi tự châm cứu cho bệnh nhân, đồng thời còn đánh tôi. Bác sĩ Mã, anh đừng nói lung tung, anh Dương vẫn chưa châm cứu. Hơn nữa vừa rồi anh định tấn công anh Dương nên anh ấy mới đẩy anh ra. Hồ Tiểu Nhạc lập tức giải thích ngay. Trần Triệu Dương cười lạnh nói, bác sĩ Mã, tôi chỉ mắng anh là lang băm, như vậy cũng được gọi là gây rối trong bệnh viện sao? Xem ra là anh chột dạ rồi. Các bảo vệ tưởng rằng đây là vụ gây rối gì căng lắm, nhưng bây giờ lại chỉ nhìn thấy một cặp nam nữ thanh niên, hơn nữa người ta cũng không làm chuyện gì quá đáng cả, bọn họ đánh người ta thì cũng không hay. Vả lại, như vậy cũng chưa được tính là gây rối trong bệnh viện. Nhưng Mã Thiên Tỉnh lại kích động nói, tôi nói là gây rối thì chính là gây rối. Các người lập tức bắt tên đó lại cho tôi. Mã Thiên Tinh chỉ vào Trần Triệu Dương. Đám bảo vệ bước tới bao vây Trần Triệu Dương. Người anh em, xin hãy phối hợp với chúng tôi để đi điều. Cha, bảo vệ nhìn Trần Triệu Dương. Khách khí như thế làm gì? Đánh nó luôn đi. Mã Thiên Tỉnh mắng, tôi đã nói là chính nó đã gây rối mà, còn làm tôi bị thương nữa. Tôi ra lệnh cho các người bắt. Lấy thằng đó rồi dạy cho nó một bài học, đánh mạnh vào. Nghe thấy những lời nói của Mã Thiên Tinh, đám bảo vệ đều cảm thấy khó xử. Trần Triệu Dương chẳng hề phản kháng, bọn họ đâu thể tùy tiện đánh người được. Nhìn thấy bộ mặt thật của Mã Thiên Tinh, Hồ Tiểu Nhạc cảm thấy tởm lợm. Lũ rác rưởi, sao vẫn chưa đánh, tôi sẽ bảo bố tôi đuổi cổ các người. Mã Thiên Tinh lại gào lên, bố tôi là giám đốc bệnh viện đấy. Trần Triệu Dương cười thầm. Thì ra là có chỗ dựa. Bị Mã Thiên Tinh mắng, nhóm bảo vệ cũng chẳng dám cãi lại. Bọn họ nói với Trần Triệu Dương, người anh em, chúng tôi xin lỗi nhé. Bố người ta là giám đốc bệnh viện, bọn họ phải nghe lời hắn ta, nếu không thì sẽ chẳng thể làm ở bệnh viện tiếp được. Vậy nên bọn họ chỉ có thể ra tay với Trần Triệu Dương. Thấy đám bảo vệ cầm vũ khí chuẩn bị đánh mình, Trần Triệu Dương cũng chuẩn bị sẵn sàng. Anh Dương! Hồ Tiểu Nhạc lo lắng tột độ. Mã Thiên Tinh vênh váo chỉ vào Trần Triệu Dương và nói, thằng bảo vệ quen, nơi này là địa bàn của tao, tao mới là người có quyền quyết định. Hôm nay mày gây rối ở bệnh viện thì phải nếm mùi, đánh đi. Mã Thiên Tỉnh vừa dứt lời, đám bảo vệ đi về phía trước. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vọng tới từ phía cửa. Nghe thấy giọng nói này,
tất cả bảo vệ đứng khựng lại. Mã Thiên Tinh kích động hét lên, ai cho mấy người dừng lại. Tiếp tục. Không được nhúc nhích, giọng nói đằng sau lưng vang lên lần nữa. Là tên khốn khiếp nào dám đối đầu với ông, mau lộ mặt ra đây. Mã Thiên Tinh cảm thấy không nhịn được nữa, quay người quát lớn. Là tôi, Mã Thiên Tinh vừa quát xong, đám người xung quanh bỗng tách ra, hắn ta nhìn thấy có hai người đang đứng đằng sau mình. Một cô gái tươi trẻ, vô cùng xinh đẹp, là người vừa mới lên tiếng ban nấy. Người còn lại là một ông già tóc trắng. Ông già vừa nhìn thấy Mã Thiên Tinh thì thấp giọng nói, bác sĩ Mã, nóng giận thật đấy. Mã Thiên Tinh trông thấy hai người này thì bỗng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù bố của Mã Thiên Tinh là giám đốc bệnh viện nên hắn ta được nước vênh mặt. Vậy nhưng vẫn có hai người hẳn không dám động tới. Một người là cô gái lớn nhà họ Giang đang đứng trước. Mặt đây, thân thế của cô lớn nhà họ Giang ai ai cũng biết, Mã Thiên Tinh không dám động vào. Còn người kia là thầy của cô lớn nhà họ Giang, gọi là thầy Ôn. Thầy Ôn cũng là người quyền cao chức trọng, Mã Thiên Tinh không dám trêu chọc. Vậy mà hôm nay, cả hai người này đều xuất hiện ở đây. Hơn nữa, Mã Thiên Tinh còn nhìn thấy cô lớn nhà họ Giang sát khí bừng bừng, trong lòng hẳn ta bỗng run lên bần bật. Hẳn ta vẫn chưa biết mình đắc tội với cô lớn nhà họ Giang chỗ nào. Thầy Ôn, cô Giang, chào hai vị. Mã Thiên Tinh đi tới, dặn ra một nụ cười, chúng tôi đang xử lý một vụ gây rối bệnh viện, ha ha, để hai người chê cười rồi. Hừ, ai nói anh Dương là người gây rối bệnh viện? Cô lớn nhà họ Giang bực dọc mắng. Măng rồi, cô lớn nhà họ Giang sải bước đi về phía Trần Triệu Dương. Đám bảo vệ đều biết cô ấy nên lập tức nhường đường. Anh Dương, anh có sao không? Bọn họ không làm anh bị thương chứ? Nếu bọn họ làm thương một cọng lông của anh cứ nói với em ra mặt giúp anh. Cô lớn nhà họ Giang nhìn thấy Trần Triệu Dương thì tóm lấy anh, khuôn mặt giận, tên nào dám động vào anh Dương, em cạo đầu tên đó. Ế, nhìn thấy cô lớn nhà họ Giang ra sức bảo vệ Trần Triệu Dương, mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Mã Thiên Tinh cũng ngẩn người, hắn ta không ngờ rằng cô lớn nhà họ Giang lại có quen biết với một tên bảo vệ quen. Hơn nữa tên bảo vệ này có tài cán gì mà được cô lớn nhà họ Giang đối xử đặc biệt đến vậy? Đám người Mã Thiên Tinh nhìn thấy cô lớn nhà họ Giang nộ khí xung thiên, trong lòng bỗng run sợ. Bọn họ không thể chọc giận được người này. Bọn họ chưa làm anh bị thương. Có điều nếu em xuất hiện muộn chút nữa thì chưa trách, Trần Triệu Dương bình thản cười nói. Trần Triệu Dương cũng không ngờ rằng có thể gặp được Giang Uyển Quân ở đây. Sự xuất hiện kịp thời của Giang Uyển Quân giúp anh bớt được rất nhiều phiền phức. Mọi người giải tán cả đi, tụ tập ở đây thì ra thể thống gì nữa, thầy Ôn thấp giọng nói. Thầy Ôn dứt lời, đám bảo an vội vã giải tán. Anh Dương, có phải Mã Thiên Tinh muốn nhằm vào anh không? Anh nói với em giúp anh dạy dỗ hẳn. Giang Uyển Quân kéo tay Trần Triệu Dương, tức tối nói, dám động đến anh Dương của tôi không bỏ qua cho. Anh, nghe thấy thế, Mã Thiên Tinh toát hết mồ hôi hột. Lúc này, hẳn ta không biết phải làm như nào. Thiên Tinh, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thầy Ôn hỏi Mã Thiên Tinh. Mã Thiên Tinh chỉ về phía Trần Triệu Dương rồi đáp, thầy Ôn, chuyện là như này. Hắn là bảo vệ của một công ty nào đó. Vừa đến đây, hắn đã to mồm nói có thể chữa được bệnh cho người ta, hơn nữa còn nói bệnh viện của chúng ta không có cách nào chữa bệnh cho bệnh nhân, đúng là chẳng làm được. Trò trống gì, sau đó, tôi nhìn thấy hắn rút cây kim ra, định châm cứu cho người ta nên vội ngăn hẳn lại, thế mà hẳn còn đánh tôi. Tôi sợ bệnh nhân xảy ra chuyện mới gọi bảo vệ tới. Thầy Ôn, thầy nói xem, một tên bảo vệ quèn còn tự nhận mình là bác sĩ đông y, còn nói rằng bản thân có thể chữa khỏi bệnh, đây chẳng phải là làm càn sao. Nghe thấy Mã Thiên Tinh nói, thầy Ôn đanh mặt lại, vớ vẩn, rõ ràng là làm càn, tôi còn chẳng nảm chắc có thể chữa khỏi bệnh này. Chẳng phải vậy sao, Mã Thiên Tinh đắc ý nói. Thầy Ôn, thầy phải tin anh Dương, cô lớn nhà họ Giang kiên định nói. Uyển Quân, sao con lại nói thế, thầy Ôn hỏi. Mã Thiên Tinh có lòng tốt nhắc nhở, cô Giang, tin tưởng mù quáng là không tốt. Tôi không phải tin tưởng mù quáng, cô lớn nhà họ Giang nghiêm túc, là anh Dương chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi tin anh Dương chính là thần y. Cô lớn nhà họ Giang đã nói như vậy, sắc mặt của thầy Ôn có hơi thay đổi. Ông ta hơi kích động nói, Uyển Quân, con nói, bệnh của con được chữa khỏi rồi. Không thể nào, Mã Thiên Tinh bàng hoàng nói. Giang Uyển Quân nói chắc nịch, có gì không thể chứ?
Anh Dương là người chữa khỏi bệnh cho tôi. Anh Dương, anh nói với bọn họ đi. Trần Triệu Dương khiêm tốn nói, chỉ là tôi ăn may, vừa hay biết cách chữa. Lúc này, ánh mắt Hồ Tiểu Nhạc bỗng nhen nhóm lên tia hy vọng. Cô ta bắt đầu tin tưởng Trần Triệu Dương có thể trị khỏi bệnh cho mẹ mình. Chuyện Giang Uyển Quân mắc bệnh trước đây, tất cả mọi người trong bệnh viện nhân dân đều biết, thầy Ôn còn thành lập một nhóm chuyên gia phụ trách điều trị, vậy nhưng không đạt được hiệu quả nên ông ta mới rút lui. Thì ra sau khi thầy Ôn nghỉ, bệnh tình của Giang Uyển Quân không có tiến triển gì, ai ngờ đột nhiên căn bệnh lại được chữa khỏi hoàn toàn. Vốn dĩ thầy Ôn cứ nghĩ nhà họ Giang mời đến một thần y nhiều tuổi rồi. Nhưng ông ta thực sự bất ngờ, ai biết được thần y lại trẻ tuổi như thế này, hơn nữa nghe Mã Thiên Tinh nói thì anh còn là một tay bảo vệ. Anh Dương, anh có thể giúp mẹ em chữa bệnh không? Hồ Tiểu Nhạc lên tiếng. Đương nhiên rồi, bây giờ cô làm thủ tục xuất viện đi. Sau khi về nhà, tôi giúp bác ấy châm cứu. Đến khi ấy, chắc chắn có thể chữa khỏi. Để tránh rắc rối, Trần Triệu Dương quyết định để mẹ của Hồ Tiểu Nhạc xuất viện xong mới làm châm cứu. Tránh sau này đám người Mã Thiên Tỉnh lại gây rắc rối cho mình. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu. Thầy Ôn vội vã ngăn lại, cô gái, đừng vội đi. Thầy Ôn cản Hồ Tiểu Nhạc lại, sau đó hỏi Trần Triệu Dương, chàng trai trẻ, cậu nói mình chữa được căn bệnh này. Phải. Trần Triệu Dương gật đầu chắc chắn. Vậy cậu có thể làm vài đường cơ bản ngay tại đây được không? Thầy Ôn hứng thú vô cùng, tôi muốn xem cách thức chữa bệnh của cậu. Hơn nữa nếu như cậu đồng ý, tôi có thể xin bệnh viện miễn toàn bộ tiền thuốc cho bà ấy. Nghe thầy Ôn nói vậy, Trần Triệu Dương nhìn Hồ Tiểu Nhạc. Anh biết nhà Hồ Tiểu Nhạc không khá giả gì nên gật đầu, được. Thầy Ôn, nếu như để hắn chữa bệnh ở đây, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Mã Thiên Tinh có lòng nhắc nhở, có xảy ra vấn đề, chúng ta còn ảnh hưởng đến cả bệnh viện nữa. Hừ, không có bệnh nào anh Dương không chữa được. Giang Uyển Quân nhìn Trần Triệu Dương đầy sùng bái, anh Dương là thần y. Tôi tin anh ấy. Thầy Ôn đanh giọng, có xảy ra chuyện, cứ đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi là được chứ gì. Nghe thấy thế, Mã Thiên Tinh cười nói, vậy thì được. Có người đứng ra chịu trách nhiệm, Mã Thiên Tinh nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn ta nhìn sang Trần Triệu Dương, cười thầm trong bụng. Hắn ta chờ xem Trần Triệu Dương thất bại thảm hại. Chàng trai trẻ, cậu là bác sĩ đông y thật sao? Thầy Ôn hỏi Trần Triệu Dương. Phải. Trần Triệu Dương đáp. Thực sự rất hiếm gặp bác sĩ đông y trẻ tuổi như này, thầy Ôn bình thản nói. Bác sĩ đông y ở độ tuổi này chắc còn đang thực tập, Mã Thiên Tỉnh khinh thường nói, tôi không tin hắn có thể chữa khỏi bệnh này. Thấy Mã Thiên Tỉnh cố ý nhằm vào Trần Triệu Dương, Giang Uyển Quân tức tối, nói thẳng mặt, bác sĩ Mã, chúng ta cược một ván đi. Nếu như anh Dương chữa khỏi được bệnh cho bác gái, anh lập tức xê ở chuồng. Chạy ra ngoài, được chứ? Nếu hắn không chữa được thì sao? Mã Thiên Tinh hỏi. Nếu như anh Dương thua, tôi sẽ nói thầy Ôn nhận anh làm học trò, Giang Uyển Quân đáp. Thật sao? Mã Thiên Tinh kích động hỏi lại. Thật ra hắn ta luôn muốn nhận thầy Ôn làm thầy, chỉ là thầy Ôn luôn không cho hắn ta cơ hội. Đương nhiên, Mã Thiên Tinh muốn nhận thầy Ôn làm thầy không phải để học y thuật. Chủ yếu là hắn ta muốn dựa hơi thầy Ôn. Có thể trở thành học trò của thầy Ôn, đương nhiên sẽ ở một đẳng cấp khác. Thật, Giang Uyển Quân nói chắc như đỉnh đóng cột. Thầy Ôn, Mã Thiên Tinh nhìn chăm chăm thầy Ôn. Thầy Ôn không thể hiện gì ra bên ngoài, có điều ông ta cũng mặc nhận điều này. Tôi làm bác sĩ đến bây giờ vẫn chưa gặp loại bệnh này, thầy Ôn trầm giọng nói không chừng bác sĩ đông y lại có cách hay. Lúc thầy Ôn nói, Trần Triệu Dương rút ra cây kim, sau đó anh nói Hồ Tiểu Nhạc kéo áo của bác gái lên cao chút. Hở bụng ra là được. Lúc này, Trần Triệu Dương vận khí, châm cứu. Trần Triệu Dương châm liền lúc ba cây kim. Tuyệt! Thầy Ôn không nhìn được mà khen ngợi, tôi từng nhìn thầy Tôn Nhất châm cứu. Cách cậu ấy châm cứu đúng là có phần giống với phong cách bậc thầy của thầy Tôn. Giang Uyển Quân cười đắc ý, đương nhiên rồi. Niềm hy vọng trong mắt Hồ Tiểu Nhạc lại nhiều hơn. Mã Thiên Tinh khó chịu nói, châm kim có giỏi cũng không thể hiện được gì. Nhưng Mã Thiên Tinh không thể phủ nhận, khi Trần Triệu Dương châm cây kim xuống, người khác bỗng có cảm giác rất hoàn hảo. Động tác châm kim của Trần Triệu Dương lúc nhanh lúc chậm. Ngay từ lúc đầu, thầy Ôn chỉ cảm thấy cách Trần Triệu Dương châm cứu quả thực có phong cách bậc thầy, nhưng càng về sau, ánh mắt của ông ta càng lộ ra sự kinh ngạc. Đợi Trần Triệu Dương hạ châm xong, thầy Ôn không khỏi kinh ngạc nói, thái ất thần châm.
chàng trai trẻ, đây là Thái Ất Thần Châm đúng không? Thầy Ôn, có mắt nhìn, Trần Triệu Dương cười nói, tôi cũng chỉ biết đôi chút, vậy nên có phần kém cỏi. Không kém cỏi, không kém cỏi. Thái Ất Thần Châm đã thất truyền từ lâu, tôi cũng chỉ mới nhìn thấy người khác thể hiện đôi chút, không ngờ cậu lại biết đến nó, thầy Ôn run giọng, đúng là người tài không lộ mặt, thì ra là bậc thầy. Thầy Ôn quá khen rồi, Trần Triệu Dương đáp. Thầy Ôn, thầy không nhìn nhầm chứ, Thái Ất Thần Châm đã thất truyền từ lâu, sao hẳn có thể biết được. Mã Thiên Tỉnh lập tức bức xúc lên tiếng. Có gì mà anh Dương không biết chứ, anh Dương nhà tôi biết tất. Giang Uyển Quân kích động nói, đừng nói Thái Ất Thần Châm, anh Dương còn biết Quỷ Môn Thập Tam Châm nữa. Chàng trai trẻ, cậu còn biết Quỷ Môn Thập Tam Châm sao? Giọng nói của thầy Ôn bỗng trở nên run rẩy, đây cũng là một phương thức châm cứu đã thất truyền từ lâu. Ha ha, tôi cũng biết chút ít, Trần Triệu Dương vẫn nói khiêm tốn. Bao nhiêu ngày rồi không gặp Giang Uyển Quân, anh cứ nghĩ cô ấy đã bớt ỉ lại vào mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Giang Uyển Quân dành cho bản thân, Trần Triệu Dương cảm thấy cái này không thể biến mất trong ngày một ngày hai được. Thầy Ôn nắm chặt tay, nói với Trần Triệu Dương, chàng trai trẻ, sau khi nghỉ hưu, tôi cũng có hứng thú rất nhiều với trung y, nhất là ở khía cạnh châm cứu. Nếu như cậu không để bụng, có cơ hội, tôi sẽ nhờ cậu chỉ bảo đôi chút. Thầy Ôn, thầy đừng vội, hắn chỉ biết phương thức châm cứu này thôi, chưa chắc nó đã chữa được bệnh. Phải để xem hiệu quả ra sao đã. Mã Thiên Tinh đứng cạnh nói. Mã Thiên Tỉnh vẫn cảm thấy, Trần Triệu Dương chỉ ra vẻ ta đây là giỏi. Đúng, xem hiệu quả ra sao đã, thầy Ôn gật đầu. Lúc này, Trần Triệu Dương rút châm ra. Trần Triệu Dương rút hết kim ra, mẹ của Hồ Tiểu Nhạc cũng dần dần tỉnh lại. Ngô Quế Hoa mở mắt, hỏi, sao thế? Sao có nhiều người? Mẹ, giờ mẹ thấy sao rồi? Hồ Tiểu Nhạc lập tức hỏi. Cảm thấy sao? Ngô Quế Hoa lắc đầu, hình như mẹ không còn váng đầu nữa, cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Hải! Nghe Ngô Quế Hoa nói vậy, người trong phòng bệnh bỗng xôn xao cả lên. Nhất là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân, bọn họ đều biết căn bệnh của Ngô Quế Hoa vô cùng kỳ lạ. Vậy mà hiện giờ, sau khi Trần Triệu Dương châm cứu xong, bà ta lại nói mình hoàn toàn tỉnh táo, không còn vấn đề gì nữa. Thực sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Mã Thiên Tỉnh dựng ngược lên, không thể nào. Bọn tao dùng cách nào cũng không chữa được, mày không thể chỉ dùng mấy cây kim bạc là có thể trị khỏi. Mã Thiên Tinh kích động nói. Hắn ta lập tức nói với y tá đứng bên cạnh, lập tức lấy máu của bác ấy đi kiểm tra. Dạ. Y tá trả lời xong, vội vã chạy tới lấy máu của Ngô Quế Hoa. Sau khi lấy máu xong, Ngô Quế Hoa quả quyết nói, tôi cảm thấy mình khỏe thật rồi, bây giờ tỉnh táo lắm. Tiểu Nhạc, là vị bác sĩ kia chữa cho mẹ hả? Mẹ, là anh Dương chữa cho mẹ đó. Hồ Tiểu Nhạc đáp. Anh Dương. Ngô Quế Hoa nói, là người bảo vệ chơi chung với anh con, còn giúp con mấy lần lúc ở công ty mà con vẫn luôn nhắc tới hả? Dạ. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu. Bảo vệ mà cũng biết khám bệnh à? Ngô Quế Hoa hỏi đầy nghi ngờ. Cô ơi, cô đừng xem thường anh Dương, tay nghề chữa bệnh của anh Dương đỉnh lắm. Giang Uyển Quân nói đầy tự hào, anh Dương nhà cháu là thần y, bệnh tật quái gì cỡ nào cũng không làm khó được anh ấy. Thầy Ôn cũng không nhịn được mà khen âm, mỗi hai bài châm cứu Thái Ất Thần Châm và Quỷ Môn Thập Tam Châm cũng đủ để cậu ấy trở thành bậc thầy hàng đầu rồi. Thầy Ôn, quá khen rồi, Trần Triệu Dương đáp. Anh Dương, anh không cần khiêm tốn đâu, em thấy rất bình thường. Giang Uyển Quân nói chắc như đỉnh đóng cột. Mã Thiên Tỉnh khó chịu nói, bây giờ còn chưa có kết quả, cứ chém đi. Bởi vì kiểm tra của Ngô Quế Hoa được ưu tiên làm trước nên chưa đến 10 phút đã có kết quả. Y tá đưa tờ phiếu xét nghiệm tới. Thầy Ôn, bác sĩ Mã, nồng độ cồn trong hồng cầu của bà ấy đã bình thường trở lại rồi, vừa xuất hiện, y tá đã kích động nói. Hả? Nghe thấy đáp án này, người trong phòng bệnh đều há mồm kinh ngạc. Cô không nhầm đấy chứ? Mã Thiên Tỉnh rụt lấy tờ phiếu xét nghiệm. Hẳn ta xem kỹ một lượt, những con số trên tờ phiếu xét nghiệm đều bình thường. Y tá nghiêm túc nói, tôi đã giám sát từ đầu tới cuối, chắc chắn không có sai sót gì. Thế là chữa khỏi rồi. Kỳ lạ thật đấy. Người đứng xung quanh nhỏ tiếng bàn tán. Thầy Ôn năm tay, đầy kính cẩn nói với Trần Triệu Dương, cậu Trần, tôi muốn hỏi cậu một chút, người này mắc bệnh gì vậy? Cậu đã chữa như thế nào? Nếu có thể, cậu nhận tôi làm học trò được không? Tôi muốn theo cậu để học châm cứu. Hả? Nghe thấy thầy Ôn nói vậy,
tất cả mọi người lại há mồm kinh ngạc lần nữa. Những người trong phòng bệnh đều sững sờ. Thầy Ôn luôn được coi là một người đức cao vọng trọng trong cái giới y học này. Thế nhưng hôm nay, ông ta lại muốn bái một cậu thanh niên làm thầy. Điều này thực sự khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến không ngậm được miệng lại. Thầy Ôn, tuyệt đối không thể được đâu. Phản ứng đầu tiên của Mã Thiên Tinh chính là từ chối. Suy cho cùng hẳn ta có khả năng rất lớn sẽ trở thành học trò của ông ta. Ngộ nhỡ thầy Ôn bái Trần Triệu Dương làm thầy, vậy sau này mình gặp Trần Triệu Dương sẽ phải gọi anh ta là ông rồi. Tên bảo vệ quen mà hẳn ta coi thường nhất, trong chớp mắt lại cao hơn hắn ta hai bậc, đương nhiên là hắn ta không bằng lòng rồi. Thầy Ôn lại nghiêm túc nói, người giỏi giang thì phải bái làm thầy, cậu Dương có điểm đáng để tôi học tập, tôi bái cậu ấy làm thầy có vấn đề gì sao? Hơn nữa, ai cho phép cậu quản lý chuyện của tôi? Hứ! Thầy Ôn liền quay đầu nói với Trần Triệu Dương, cậu Dương, không biết cậu thấy thế nào? Ông Ôn, nếu ông muốn học thì tôi dạy ông là được rồi, không cần phải bái tôi làm thầy đâu, Trần Triệu Dương vội vàng nói, tôi không dám nhận. Đúng đấy, thầy Ôn, thầy đừng làm anh Dương sợ. Giang Uyển Quân thở phào một hơi rồi nói. Tuy rằng có thể trở thành thầy của thầy Ôn thì sau này sẽ có rất nhiều lợi ích, thế nhưng Giang Uyển Quân vẫn sợ nếu như Trần Triệu Dương đồng ý làm thầy của thầy Ôn, thì sau này vai vế của anh sẽ lớn hơn mình, đến khi đó không phải là mình hẹn hò với ông của mình hay sao? Giang Uyển Quân cảm thấy có chút không thể chấp nhận nổi. Nếu cậu Dương đây không ngại mà chỉ dạy, thì tôi đây rất nể phục tấm lòng độ lượng của cậu. Thầy Ôn lại lần nữa chắp tay nói. Ông Ôn, ông hãy gọi tôi là Trần Triệu Dương đi, tôi thấy không quen nếu ông gọi bằng tên khác. Trần Triệu Dương nói với thầy Ôn. Trần Triệu Dương, tôi muốn hỏi một chút, bệnh nhân này đã mắc phải bệnh gì vậy? Thầy Ôn khiêm tốn hỏi. Bệnh này vô cùng hiếm thấy, tôi từng nhìn thấy ở trong quyển tạp chí y học nào đó của nước ngoài. Quyển tạp chí đó gọi nó là hội chứng tự sinh rượu, Trần Triệu Dương nói. Năm đó, lúc sống ở nước ngoài thì Trần Triệu Dương cũng không ngừng học hỏi những y thuật hàng đầu của bên đó, hơn nữa anh còn quen được không ít bác sĩ đứng đầu về y thuật. Cho nên trước đó anh chỉ cần nhìn qua là cũng đã đoán sơ bộ được đây là loại bệnh gì. Điều khiến bọn họ cảm thấy nan giải là bởi vì loại bệnh này rất hiếm có. Hội chứng tự sinh rượu sao? Giang Uyển Quân hỏi bằng vẻ khó hiểu, có hội chứng như vậy sao? Có đấy, Trần Triệu Dương gật đầu khẳng định, người mắc phải bệnh này, ăn cơm sẽ như thể uống rượu. Những thứ ăn vào sẽ tự sinh rượu trong cơ thể người đó, cho nên bà ấy hay ở trong trạng thái say rượu, nồng độ cồn trong máu cũng thường rất cao. Anh đang tự bịa ra đấy à? Mã Thiên Tỉnh nói bằng vẻ không tin. Lúc này, mắt thầy Ôn sáng lên, ông ta kích động nói, tôi đã từng nghe tới căn bệnh này, chỉ là tôi nhất thời không nhớ. Ra, Trần Triệu Dương, lời nói của cậu thật sự đã đánh thức tôi từ trong cơn mê. Và căn bệnh này thuộc kiểu rối loạn đường ruột trong đông y, cho nên vừa rồi châm cứu, tôi chủ yếu là nhằm vào. Đường ruột, chỉ cần đường ruột bà ấy bình thường lại, thì cơ thể sẽ không còn tự sinh rượu nữa. Như vậy bà ấy sẽ có thể nhanh chóng tỉnh lại, Trần Triệu Dương giải thích. Giỏi, thật là quá giỏi rồi. Thầy Ôn nắm lấy tay của Trần Triệu Dương rồi kích động nói, Trần Triệu Dương, xem ra cậu cũng đã nghiên cứu rất nhiều về y thuật của nước ngoài, mới gặp lần đầu mà tôi cảm thấy như đã thân quen với cậu từ rất lâu vậy, chỉ bằng chúng a hãy tìm một nơi ngồi xuống và nói chuyện kỹ hơn nhé. Còn phải nói kỹ hơn về cả Thái Ất Thần Châm và Quỷ Môn Thập Tam Châm nữa. Thầy Ôn bất chấp hết tất cả mà kéo Trần Triệu Dương rời đi. Hở! Nhìn thấy thầy Ôn kéo Trần Triệu Dương đi như vậy, những người trong phòng bệnh đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng, chỉ là một cậu thanh niên lại có thể khiến cho thầy Ôn kính trọng như vậy. Tất cả đều đi làm việc cho tôi. Mã Thiên Tỉnh nhìn người trong phòng bệnh rồi nói bằng vẻ khó chịu. Hôm nay, hắn ta thật sự bẽ mặt, bác sĩ Mã. Lúc này, Giang Uyển Quân vừa cười vừa gọi. Toàn thân Mã Thiên Tinh cứng đơ lại rồi quay đầu cười vui vẻ nói, cô Giang có chuyện gì vậy? Không phải là anh đã quên vụ cược giữa chúng ta rồi chứ? Giang Uyển Quân cười nói. Mồ hôi trên trán Mã Thiên Tinh tuôn ra, hắn ta nở nụ cười lấy lòng rồi nói, cô Giang, chuyện này là lỗi của tôi, cô là người có tấm lòng rộng lượng, nên đừng so đo với tôi mà. Hay là như thế này, tôi mời cô ăn cơm để bồi thường nhé. Mã Thiên Tinh cảm thấy nếu mình cởi SA-CS trong bệnh viện thì thực sự sẽ mất hết thể diện. Hứ, nếu là người khác thì tôi còn có thể tha cho anh,
nhưng anh đã bắt nạt anh Dương thì tôi tuyệt đối không thể tha cho anh được. Giang Uyển Quân nghiến răng nói, nếu anh dám chơi bẩn thì đừng có trách tôi. Mã Thiên Tỉnh nghe thấy lời này, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Cô Giang, giữ lại một thứ được không? Mặt Mã Thiên Tỉnh khổ sở xin tha. Cho anh giữ lại một chiếc quần xịp. Giang Uyển Quân lạnh lùng nói, đó chính là hậu quả của việc dám bắt nạt anh Dương nhà tôi, mau chóng ra ngoài chạy đi. Khuôn mặt Mã Thiên Tinh đau khổ rồi rời khỏi. Khi Mã Thiên Tinh đi khỏi, Giang Uyển Quân nói vài câu với Hồ Tiểu Nhạc. Cô ấy bảo Hồ Tiểu Nhạc đừng lo lắng, rồi rời khỏi phòng bệnh. Hồ Tiểu Nhạc thấy Giang Uyển Quân rời khỏi thì khẽ cản đôi môi đỏ mọng. Cô ta phát hiện ra hình như mình không có bất cứ sức cạnh tranh nào. Thầy Ôn chỉ cần nói tới những vấn đề liên quan đến y thuật, thì có thể nói đến mức quên ăn quên ngủ. Ông ta nói chuyện với Trần Triệu Dương tới giữa trưa, đến khi bụng Trần Triệu Dương sôi sùng sục cả lên thì ông ta vẫn không có biểu hiện gì muốn dừng lại. Ây Ôn, anh Dương đói rồi, hay là con đưa anh ấy đi ăn chút gì nhé? Giang Uyển Quân đang ngồi nghe say sưa ở bên cạnh, nghe thấy âm thanh này liền nói với ông Ôn. À, phải rồi, cứ nói chuyện là quên cả thời gian. Thầy Ôn nói bằng vẻ áy náy. Trần Triệu Dương, chỉ bằng chúng ta cùng nhau tới căng in ăn cơm nhé, thầy Ôn mời. Thầy Ôn, con muốn đi ra ngoài ăn đồ ngon với anh Dương cơ. Giang Uyển Quân nói, vậy được thôi, mọi người đi đi. Thầy Ôn xua tay nói. Trần Triệu Dương, nếu cậu rảnh rỗi thì có thể tới tìm tôi nói chuyện bất cứ lúc nào. Khi Trần Triệu Dương rời khỏi, thầy Ôn liền nói với anh. Được, Trần Triệu Dương thẳng thản đồng ý. Anh cũng nhận ra thầy Ôn là một người rất yêu thích y học, hơn nữa cùng nói chuyện với ông ấy, Trần Triệu Dương cũng có thể học được không ít kinh nghiệm. Thầy Ôn, hay là chúng ta đi ăn cùng đi? Trần Triệu Dương hỏi. Hai người đi đi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu, thầy Ôn cười nói, không thì cô Giang sẽ trách tôi mất. Thầy Ôn, thầy nói linh tinh gì vậy? Mặt Giang Uyển Quân đỏ bừng rồi nói. Anh Dương, chúng ta đi thôi, em đưa anh đi ăn đồ ngon. Được thôi, Trần Triệu Dương đáp. Trần Triệu Dương cảm thấy nên để cho Giang Uyển Quân, nhìn thấy mặt xấu của mình từ đó khiến cho mộng tưởng của cô ấy bị dập tắt, như vậy thì cô ấy sẽ không còn dựa dẫm nhiều vào mình nữa. Ví dụ như lúc Trần Triệu Dương ăn cơm, luôn bị người ta chê trách. Anh nghĩ Giang Uyển Quân khi nhìn thấy tướng ăn của mình, nhất định sẽ không còn ấn tượng tốt với mình nữa. Giang Uyển Quân hưng phấn kéo Trần Triệu Dương bước ra ngoài. Cô ấy đưa anh tới bãi đỗ xe của bệnh viện rồi lấy chìa khóa ra mở cửa xe. Giang Uyển Quân vừa mở cửa xe ra thì đột nhiên có rất nhiều hoa tươi từ bên trong xe rơi ra ngoài. Ngay lúc này thì cốp xe cũng bật lên, có rất nhiều bóng bay bay ra từ bên trong. Hả? Thấy xe của mình như vậy, Giang Uyển Quân lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Chuyện quái gì vậy? Có người đã động tay vào xe của em ư? Giang Uyển Quân ngỡ ngàng khi nhìn thấy rất nhiều hoa tươi và bóng bay trong xe mình, còn được xếp theo biểu tượng của tình yêu. Chắc là kẻ điên cuồng nào si mê em nên muốn theo đuổi đấy thôi, Trần Triệu Dương cười nói. Cho dù là như vậy, cũng không cần phải làm xe em ra nông nỗi này chứ, Giang Uyển Quân phẫn nộ nói. Tuy vẫn luôn có người theo đuổi cô ấy, nhưng trước giờ chưa từng có người to gan đến mức khiến cho xe của cô ấy thành như vậy. Đã bảo là kẻ điên cuồng theo đuổi mà. Trần Triệu Dương nhìn qua rồi nói, có gì mà không thể làm được chứ? Nếu thực sự có người theo đuổi em như thế này, em cũng không thèm. Giang Uyển Quân nói bằng vẻ vô cùng kiên định, bịch, bịch. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một chuỗi tiếng động vô cùng có tiết tấu. Trần Triệu Dương và Giang Uyển Quân nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy một chiếc xe bán tải xuất hiện, phía trên đang chở hai chiếc loa lớn. Ở giữa có một cậu thanh niên ăn mặc khá loè loẹt. Là anh ta. Vẻ mặt Giang Uyển Quân khá khó chịu. Ai vậy? Là tên không biết xấu hổ tự xưng là cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải, Giang Uyển Quân nghiến răng nghiến lợi nói, tên của anh ta là Diệp Thiên Phàm. Cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải sao? Trần Triệu Dương liếc qua, nhìn có vẻ cũng không ngông cuồng lắm. Chiếc xe tiến lại gần, hắn ta liền cất tiếng hát một cách tràn trề cảm xúc, yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp. Bài hát thì rất da diết, nhưng lại hơi lạc giọng. Đủ rồi. Diệp Thiên Phàm, anh dừng lại ngay cho tôi. Giang Uyển Quân không chịu nổi sự ô nhiễm tiếng ồn này, cô ấy khó chịu hét lên. Uyển Quân nhà tôi không thích, mau tắt nhạc đi. Diệp Thiên Phàm lập tức hét lên. Hắn ta vừa hét xong, âm thanh lập tức dừng lại.
Diệp Thiên Phàm liền cầm một bó hoa rồi nhảy xuống từ trên xe bán tải. Lúc bước tới trước mặt Giang Uyển Quân, hẳn. A còn cố tình hất tóc lên. Diệp Thiên Phàm nhìn Giang Uyển Quân cười rồi nói, Uyển Quân, bất ngờ không? Em thích không? Diệp Thiên Phàm, tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào, anh đây là đang phá hoại xe của tôi đấy. Giang Uyển Quân vừa lườm đối phương vừa nói. Diệp Thiên Phàm không cho là vậy, vừa cười vừa nói, hỏng rồi thì cùng lắm là đền cho em một chiếc khác. Chỉ cần em thích, anh sẽ đền cho em một chiếc 1 triệu tệ. Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, nhà anh thiếu gì tiền? Giang Uyển Quân thật sự cạn lời. Cô ấy phát hiện ra rằng mình không thể tiếp tục nói chuyện được với tên Diệp Thiên Phàm này nữa. Không cần đâu, bây giờ, anh hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi đi, Giang Uyển Quân căn môi rồi nói. Diệp Thiên Phàm lại đắc ý, vừa cười vừa nói, phụ nữ đúng là giả dối, rõ ràng là thích, còn giả vờ là không thích. Nói xong Diệp Thiên Phàm liền bước tới trước mặt Giang Uyển Quân. Hắn ta quỳ một bên chân xuống rồi nói, Uyển Quân, anh thích em, hãy làm bạn gái anh nhé. Nếu em bằng lòng, cũng có thể làm vợ anh. Nhìn thấy động tác này của Diệp Thiên Phàm, Giang Uyển Quân cạn lời. Trần Triệu Dương cũng hiểu ra tại sao Giang Uyển Quân nhìn thấy hắn ta xuất hiện liền lộ vẻ khó chịu. Tên này đúng là kiểu người luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Tán gái như vậy, chỉ có thể tán được những cô nàng chưa trải đời mà thôi. Những người như Giang Uyển Quân, sẽ không quan tâm tới hẳn ta đâu. Quả nhiên, Giang Uyển Quân liền nói, Diệp Thiên Phàm, tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không thích anh đâu, anh hãy từ bỏ đi. Bây giờ, em không thích anh là vì chưa phát hiện ra được ưu điểm của anh thôi, Diệp Thiên Phàm cười đắc ý rồi nói, sau khi em biết được rồi, anh tin là em sẽ yêu anh đấy. Chị dâu, chị mau chóng đồng ý với anh Diệp đi. Anh Diệp chính là người đàn ông xuất sắc nhất Nam Hải. Cho dù là xét về gia thế hay thực lực, không một ai có thể so bì được với anh Diệp cả. Đám người đi cùng Diệp Thiên Phàm cũng nhốn nháo hết cả lên. Cả thành phố Nam Hải, chỉ có Giang Uyển Quân em mới xứng với anh thôi. Diệp Thiên Phàm lại nói bằng vẻ vô cùng ngông cuồng, cho nên em thuộc về anh. Giang Uyển Quân nhìn thấy biểu cảm tự luyến đó của Diệp Thiên Phàm, thì cảm thấy rất bất lực. Cô ấy biết rằng chỉ từ chối một cách đơn giản như thế này thì hoàn toàn không có tác dụng. Giang Uyển Quân liền túm lấy Trần Triệu Dương, sau đó kéo anh tới. Không được. Trần Triệu Dương thầm nghĩ, anh biết tiếp theo có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên trong lòng anh cự tuyệt. Thế nhưng Giang Uyển Quân đã túm chặt lấy anh. Diệp Thiên Phàm, tôi nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai rồi. Giang Uyển Quân khoác tay Trần Triệu Dương rồi nghiêm túc nói. Em có bạn trai rồi ư? Lúc này, Diệp Thiên Phàm mới chú ý tới Trần Triệu Dương bên cạnh Giang Uyển Quân. Đôi mắt hắn ta bừng lên ngọn lửa phẫn nộ rồi nói, ý em là anh ta. Không. Chụt. Trần Triệu Dương vừa định đáp là không phải, Giang Uyển Quân liền hôn lên mặt anh một cái. Đúng vậy. Giang Uyển Quân nói một cách khẳng định. Diệp Thiên Phàm nhìn thấy động tác này của Giang Uyển Quân liền phẫn nộ. Hắn ta tức giận lườm Trần Triệu Dương, ông đây là Diệp Thiên Phàm, còn mày là cái thá gì? Mày có tư cách gì mà dám cướp cô ấy với ông hả? Hả? Nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Thiên Phàm, Trần Triệu Dương cảm thấy bất lực. Lẽ nào những người họ Diệp, đều có tính hiếu thắng bẩm sinh sao? Hơn nữa ai cũng đều được di truyền từ Diệp Lương Thần hay sao? Vốn dĩ anh không định can dự vào chuyện này, suy cho cùng trong mắt anh, cách làm này của Diệp Thiên Phàm chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Có điều nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Thiên Phàm, Trần Triệu Dương liền quyết định chọc tức hẳn. Anh nheo mắt cười rồi nói, tôi là ai sao? Tôi là một người trẻ trung, có tài, đẹp. Trai không ai sánh bằng nhất trong lịch sử và là bảo vệ của một tập đoàn lớn nào đó. Lúc anh nói đoạn trước, đám người Diệp Thiên Phàm còn ngây ra, nhưng khi nghe tới bảo vệ, lúc này bọn chúng đều không kìm được mà cười nghiêng ngả. Một tên bảo vệ còn ra vẻ cái gì? Anh Diệp, em thấy chị dâu đang túm bừa một tên bảo vệ để thử thách tấm chân tình của anh dành cho chị ấy đấy. Anh Diệp, hay là bọn em giúp anh dạy dỗ tên bảo vệ quèn này nhé? Đám người bên cạnh vừa cười vừa nhao nhao cả lên. Bọn chúng nhìn Trần Triệu Dương, trong mắt chỉ toàn là sự khinh miệt và chê cười. Một tên bảo vệ quèn lại dám cướp người yêu với tao, bây giờ tao cho mày một cơ hội, biến mất khỏi tầm mắt của ông mày ngay lập tức. Diệp Thiên Phàm nói bằng vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, tôi chỉ là một bảo vệ quèn, nhưng cô Giang cũng thích tôi, chứ không hề thích cậu.
Tôi cũng cảm thấy rất bất lực à, Trần Triệu Dương bất lực nói, như vậy thì cậu còn không băng cả một tên bảo vệ quen nhỉ. Mẹ nó! Diệp Thiên Phàm nghe thấy lời này thì khó chịu, kích động chửi rủa. Uyển Quân, em đang thử thách anh đúng không? Em không thể nào thích một tên bảo vệ quen được. Diệp Thiên Phàm lại hỏi Giang Uyển Quân, chụt! Giang Uyển Quân lại hôn lên mặt Trần Triệu Dương một cái nữa. Ai thèm thử thách anh, Giang Uyển Quân khoác chặt tay Trần Triệu Dương, vừa cười vừa nói, tôi thích anh ấy đấy, thì sao nào? Hôn được Trần Triệu Dương hai lần, vẻ mặt Giang Uyển Quân hiện rõ sự vui sướng. Cô ấy cảm thấy mình đã tìm được lý do để tiếp cận Trần Triệu Dương rồi. Lúc này, nhịp tim cô ấy có chút loạn, hai má đỏ rực cả lên. Diệp Thiên Phàm nhìn thấy biểu cảm này của Giang Uyển Quân, liền cảm thấy có chút phẫn nộ. Biểu cảm e thẹn này của Giang Uyển Quân, không giống như là đang giả vờ. Dám cướp người phụ nữ của tao, tao sẽ giết chết mày. Diệp Thiên Phàm gào lên, lấy vũ khí ra đây. Diệp Thiên Phàm vừa ra lệnh thì đám đàn em phía sau lưng hắn liền chạy về chiếc xe bán tải, bọn chúng mang theo. Cờ lê các loại bao vây lấy anh. Tên bảo vệ chết tiệt kia, tao cảnh cáo mày, nếu mày biết điều thì mau cút khỏi đây cho tao. Diệp Thiên Phàm khó chịu nói. Giang Uyển Quân chắn ngay trước mặt Trần Triệu Dương rồi nói với hắn ta một cách nghiêm túc, Diệp Thiên Phàm, anh làm như vậy chỉ khiến tôi càng ngày càng chán ghét anh hơn mà thôi. Nếu anh dám đụng đến dù chỉ là một cọng lông của anh Dương thôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Không bỏ qua cho anh thì em định làm gì anh chứ? Diệp Thiên Phàm cười đắc ý. À, hắn ta vẫn còn đang luyên thuyên thì Giang Uyển Quân đột nhiên bước nhanh về trước, giơ chân lên đá thẳng vào giữa háng hẳn. Diệp Thiên Phàm bị đá như vậy thì cảm giác thốn đến tận óc. Không ngờ rằng Giang Uyển Quân sẽ ra tay nặng như vậy. Vào lúc này, hắn cảm thấy trứng của mình như sắp nát vụn ra rồi. Anh Dương, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Giang Uyển Quân liền kéo Trần Triệu Dương rời đi. Anh Diệp, anh không sao chứ? Anh Diệp, ở đây là bệnh viện, có cần đi kiểm tra một chút không? Đám đàn em của Diệp Thiên Phàm không ngừng nịnh hót hỏi han. Bọn chúng cũng không ngờ đến rằng Giang Uyển Quân lại dùng đến chiêu táo bạo như thế. Mau, đưa tao đi kiểm tra ngay lập tức. Diệp Thiên Phàm cần răng nói, tao cảm thấy nó sắp vỡ ra tới nơi rồi. Mau đưa tao vào bệnh viện ngay. Trần Triệu Dương rời khỏi bệnh viện cùng với Giang Uyển Quân. Ra đến đường lớn, anh không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Giang Uyển Quân thấy anh cứ nhìn mình như vậy thì không khỏi đỏ mặt nói, anh Dương, bình thường em không có như vậy đâu, thấy anh bị anh ta bắt nạt, em sợ anh sẽ bị thương nên mới làm vậy thôi. Anh hiểu mà, Trần Triệu Dương cười ha ha. Chỉ là sau này, bạn trai em cần phải chú ý một chút. Nếu không có ngày sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn mất. Cô ấy nghe Trần Triệu Dương nói như vậy thì khẽ nói, anh Dương, em không có vậy mà. Người ta sẽ không nỡ động tay động chân với anh đâu. Người ta thương anh còn không hết nữa là. Ha ha, chúng ta đi ăn gì vậy? Trần Triệu Dương cố tình lảng qua chuyện khác, phớt lờ lời nói gần như là tỏ tình của cô ấy. Tất nhiên là đưa anh đi ăn đồ ngon rồi. Giang Uyển Quân nhìn thấy anh không có biểu cảm gì thì có chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười nói. Vậy đi thôi. Trần Triệu Dương đồng ý. Sau khi ăn trưa xong thì bọn họ cùng nhau trở về bệnh viện. Vừa về đến bệnh viện thì Trần Triệu Dương lại bị thầy Ôn kéo đi thảo luận tiếp. Mãi cho đến khi sắp đến giờ tan ca buổi chiều, vì anh còn phải quay lại để hộ tống Nam Cung Yến về nhà, thì anh mới mở lời xin được về trước. Vốn Giang Uyển Quân muốn tiễn Trần Triệu Dương nhưng lại bị anh từ chối. Anh không muốn quá thân mật với cô ấy, càng không muốn làm hại đến cô thiếu nữ ngây thơ này. Trần Triệu Dương xuống đến sảnh lớn bệnh viện thì đi về hướng cổng sau. Anh nghĩ rằng cổng trước thường xuyên kẹt xe, nên đi cổng sau sẽ tốt hơn. Két! Có điều Trần Triệu Dương còn chưa đi tới cổng thì đã bị hai chiếc xe bán tải chặn ngay trước mặt mình. Vừa nhìn anh đã nhận ra chính là đám người của Diệp Thiên Phàm. Lúc này, Diệp Thiên Phàm nhảy xuống xe, hắn ta nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương cười đắc ý nói, tên bảo vệ quen, lần này chắc không có ai ra mặt giúp mày đâu nhỉ. Vậy cậu muốn thế nào đây? Trần Triệu Dương nhìn Diệp Thiên Phàm vừa cười vừa nói. Rất đơn giản, bây giờ, mày quỳ xuống xin lỗi ông đây rồi để ông đánh gãy một tay của mày, đồng thời sau này, mày nhớ tránh xa Giang Uyển Quân ra một chút, Diệp Thiên Phàm vênh váo nói, nếu như mày còn dám đến gần Uyển Quân. Ông sẽ khiến mày sống không bằng chết. Nghe rõ chưa, còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống xin lỗi anh Diệp đi.
mau lên. Đám đàn em của Diệp Thiên Phàm không ngừng la hét. Nếu như tôi không nghe lời cậu thì sao? Ngược lại, Trần Triệu Dương vô cùng ung dung nói. Trong mắt anh, bọn chúng chả là cái thá gì cả. Mày bị điếc sao? Diệp Thiên Phàm phách lối nói, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết ở cái đất Nam Hải này. Mày có biết anh Diệp của bọn tao là ai không hả? Cậu chủ ngông cuồng nhất Nam Hải đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn mà làm theo. Mấy tên nịnh hót lại hùa theo. Trần Triệu Dương nhìn một cái rồi lạnh lùng nói, Giang Uyển Quân thích ai, đó là quyền của em ấy. Cậu gây sự với tôi cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, tôi lười phải so đo với kẻ rốt nát ngạo mạn như cậu. Anh nói xong thì chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên Phàm thấy thái độ không phục tùng của anh như vậy thì nổi giận đùng đùng. Mẹ kiếp, dám xem thường lời ông nói. Đánh chết mẹ nó đi. Một tên bảo vệ quèn cũng dám lên giọng với ông đây. Diệp Thiên Phàm giận dữ chửi rủa. Hàn ta vừa dứt lời thì đám đàn em của mình liền xông lên ngay lập tức. Trần Triệu Dương cũng đã chuẩn bị xong tư thế ra tay. Bịch, bịch, nhưng đám người của hắn ta còn chưa đến trước mặt. Trần Triệu Dương thì từ bên cạnh đột nhiên có vài người xông đến đánh gục người của Diệp Thiên Phàm. Con mẹ nó, đến anh Dương mà mày cũng dám đánh, tao thấy mày chán sống lắm rồi phải không? Dám đụng đến anh Dương của bọn tao, tao cho chúng mày đẹp mặt trước. Vài người mặc đồ bảo vệ, thẳng tay đánh bọn chúng một trận tơi bời. Trần Triệu Dương nhận ra là đám người của Hồ Đại Quân. Mà lúc này, Hồ Đại Quân đi đến trước mặt Diệp Thiên Phàm, cậu ta nhặt một chiếc cờ lê lên chỉ thẳng vào Diệp Thiên Phàm nói, là mày cho người đánh anh Dương phải không? Là ông đây, thì sao chứ? Mày có biết ông là... Bốp! Diệp Thiên Phàm chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hồ Đại Quân cho một bạt tai vào mặt. Ông đây đếch cần biết mày là ai, nhưng dám đắc tội với anh Dương đây là không xong với ông đâu. Mẹ nó, tên bảo vệ thối này, mày dám đánh ông đây ư? Diệp Thiên Phàm bị Hồ Đại Quân đánh thì lập tức nổi cơn tam bành. Bốp, Hồ Đại Quân lại giáng thêm một bạt tai vào mặt hẳn. Đừng nói là một bạt tai, ông đây có đánh thêm vài cái nữa cũng không là vấn đề. Hồ Đại Quân định đánh thêm một cái nữa nhưng Trần Triệu Dương đã bước qua ngăn cậu ta lại. Đủ rồi, tất cả dừng tay lại. Lúc này, Trần Triệu Dương nói với Diệp Thiên Phàm, dẫn người của cậu cút ngay lập tức. Diệp Thiên Phàm bị đánh hai bạt tai vào mặt thì hắn chỉ vào đám người Trần Triệu Dương nói, dám đánh ông đây, các người hãy đợi đấy. Ông đây sẽ chờ, Hồ Đại Quân cười. Diệp Thiên Phàm, tất cả những chuyện này, đều do một tay tôi sắp đặt. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây, không liên quan đến bọn họ. Trần Triệu Dương nói với Diệp Thiên Phàm, tất cả bọn mày đều phải vênh váo. Diệp Thiên Phàm vẫn còn Trần Triệu Dương liền đạp một cái vào mông hẳn chửi, cút đi. Hừ, cứ chờ đó, chúng mày sẽ phải hối hận. Diệp Thiên Phàm để lại một câu rồi bọn chúng khởi động xe bỏ chạy. Chạy chậm một chút thì tao đánh què bọn mày, Hồ Đại Quân đắc ý nói. Trần Triệu Dương vỗ vai Hồ Đại Quân nói, cậu không nên ra tay với hắn. Hẳn dám đụng đến anh Dương, sao tôi có thể trơ mắt ra nhìn được chứ? Tôi còn thấy đánh chưa đủ nữa ấy chứ? Hồ Đại Quân nói, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đánh còn nhẹ ấy. Nếu không phải anh Dương kêu dừng, tôi vẫn còn muốn đánh tiếp. Trần Triệu Dương biết bọn họ coi trọng nghĩa khí, chỉ là Diệp Thiên Phàm không phải hạng người có thể dây vào được. Trần Triệu Dương chỉ hy vọng, Diệp Thiên Phàm sẽ tính tất cả ân oán lên người mình. Sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy? Vẫn còn chưa đến giờ tan làm mài. Đội trưởng Dương đã đồng ý cho mọi người đi chưa? Trần Triệu Dương chuyển chủ đề hỏi. Chúng tôi biết mẹ của đại quân đã khỏe rồi, nên muốn đến thăm hỏi. Đội trưởng Dương đã cho phép nghỉ. Anh Dương, chúng tôi phát hiện từ khi đội trưởng Dương ở chung một chỗ với anh thì càng ngày càng trở nên nữ tính rồi. Bây giờ lại còn cho chúng tôi tan làm sớm để đến đây nữa. Anh Dương, tôi nghe nói anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi rồi, thật sự rất biết ơn anh. Hồ Đại Quân túm lấy Trần Triệu Dương và nói, tôi và Tiểu Nhạc lo sốt vó vì chuyện này đấy. Bây giờ chữa khỏi bệnh rồi, tôi cũng được yên tâm. Anh Dương, tôi lại mang ơn anh nữa rồi. Đừng nói những chuyện đó, cậu lên với bọn họ đi, tôi còn phải về công ty. Trần Triệu Dương nói với Hồ Đại Quân, được. Hồ Đại Quân đáp lời. Phải rồi. Đám Hồ Đại Quân mới đi được mấy bước thì Trần Triệu Dương lại gọi bọn họ. Anh Dương, còn chuyện gì nữa à? Nhóm Hồ Đại Quân dừng lại hỏi. Gần đây cẩn thận một chút nhé. Tôi sợ tên đó sẽ trả thù.
Trần Triệu Dương nhắc nhở đám Hồ Đại Quân. Sợ cái quái gì? Ha ha, thằng đó dám tới là tôi sẵn sàng đánh nó. Đám Hồ Đại Quân không tán thành, bọn họ nói. Tóm lại các cậu cứ cẩn thận một chút là được. Trần Triệu Dương nhắc nhở. Bọn tôi biết rồi. Anh Dương, anh yên tâm đi. Đám Hồ Đại Quân đáp lại. Trần Triệu Dương tạm biệt bọn họ rồi bắt một chiếc taxi về công ty. Nhóm Hồ Đại Quân cùng vào phòng bệnh. Vào phòng bệnh, Hồ Đại Quân thấy Ngô Quế Hoa đang cầm tay Hồ Tiểu Nhạc nói, Tiểu Nhạc, đồng nghiệp đó của con là thần y thật à? Y thuật của cậu ấy giỏi như vậy, vì sao lại làm bảo vệ thế hả? Mẹ, anh Dương giỏi thế đấy, hơn nữa con cảm thấy anh Dương làm bảo vệ cho vui thôi. Vào phòng và nghe thấy vậy, Hồ Đại Quân đi tới nói, mẹ, con nói cho mẹ biết luôn nè, lúc ấy chủ tịch của bọn con còn nói cho anh Dương làm phó tổng giám đốc đấy, cơ mà anh ấy không chịu. Ngô Quế Hoa tỏ vẻ khiếp sợ, còn có chuyện như thế cơ á. Thật mà, lúc ấy cháu cũng ở đó. Bởi vì muốn làm cùng chúng cháu nên anh Dương còn không thèm làm phó tổng giám đốc luôn đấy. Nhưng bây giờ anh Dương tới bộ phận quan hệ xã hội rồi, nghe nói anh ấy được mọi người yêu quý lắm. Mà cháu còn nghe là anh Dương sắp lên làm trưởng phòng luôn rồi. Lúc này, đám Tiểu Mao khen lấy khen để. Nghe vậy, Ngô Quế Hoa túm lấy tay Hồ Tiểu Nhạc nói, cậu ấy có bạn gái chưa? Hình như chưa thì phải. Nhưng đội trưởng Dương của bọn cháu u mê anh ấy lắm. Đám Hồ Đại Quân nói, Tiểu Nhạc, một người đàn ông tốt như thế, con phải cố gắng mà theo đuổi. Ngô Quế Hoa hăng hái nói. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Tiểu Nhạc hơi ửng đỏ. Mẹ à, con. Chẳng lẽ con không thích cậu ấy sao? Ngô Quế Hoa hỏi. Không phải, Hồ Tiểu Nhạc lắc đầu. Thế là đúng rồi, Ngô Quế Hoa cười nói, ngày mai mẹ ra viện, con mời cậu ấy tới nhà chúng ta, tiếp đó con trổ tài nấu nướng, bắt lấy dạ dày của cậu ấy, cuối cùng là giành lấy trái tim cậu ấy. Con cũng tán thành vụ này. Hồ Đại Quân vui vẻ nói, nếu trở thành người nhà với anh Dương thì sớm muộn gì con cũng phất lên, ha ha. Tiếc là tôi không có em gái. Tiểu Nhạc phải cố lên nhé, có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm đấy. Đám Tiểu Mao đua nhau nói. Ngô Quế Hoa nghiêm túc nói, con gái, gặp được một chàng trai tốt thì nhất định phải bắt lấy cơ hội, đừng để cậu ấy chạy mất. Mẹ, chẳng phải mẹ coi thường bảo vệ sao? Hồ Tiểu Nhạc khẽ nói. Nhưng cậu bảo vệ này thì khác, Ngô Quế Hoa cười nói, mẹ đánh giá cao cậu ấy. Con cứ nghe lời mẹ, ngày mai mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm, biết chưa? Con sẽ cố gắng. Hồ Tiểu Nhạc nhẹ giọng đáp. Hôm sau, Trần Triệu Dương vẫn đưa Nam Cung Yến tới công ty như thường lệ. Lúc trở lại bộ phận quan hệ xã hội, Trần Triệu Dương bắt đầu nghĩ xem có nên chủ động ra tay với Tất Văn Bách không. Nhưng đến thời điểm này, Trần Triệu Dương vẫn chưa có đủ đồ. Và lại, loại người như Tất Văn Bách khác với đám Triệu Ngũ. Với Triệu Ngũ, anh có thể dùng đến bạo lực, nhưng với Tất Văn Bách, càng dùng bạo lực thì chưa biết chừng hắn ta sẽ càng phản kháng hăng hơn. Trong lúc Trần Triệu Dương tập trung suy nghĩ, bên tai anh vang lên một giọng nói trách móc. Nghĩ đến cô nào mà ngây người ra như thế? Nghe thấy giọng nói ấy, Trần Triệu Dương hoàn hồn lại. Anh thấy Hứa Mỹ Tình đang cua tay trước mặt mình, trên mặt hiện lên nét bất mãn. Chị Mỹ Tình, tôi đang nhớ chị mà. Trần Triệu Dương cười đáp. Ích, nói vớ vẩn. Nghe vậy, Hứa Mỹ Tình hài lòng nở nụ cười. Chị Mỹ Tình, chị tìm tôi làm gì? Trần Triệu Dương hỏi. Cậu đi theo tôi. Hứa Mỹ Tình nói với Trần Triệu Dương. Dứt lời, Hứa Mỹ Tình đi vào trong phòng làm việc. Trần Triệu Dương đi theo cô ấy. Chị Mỹ Tình, đây chẳng phải phòng làm việc của Trình Minh Viễn sao? Vào trong phòng làm việc, Trần Triệu Dương hỏi Hứa Mỹ Tình. Bây giờ là của tôi rồi. Hứa Mỹ Tình đóng cửa lại nói. Há, chị chuyển vào đây bao giờ vậy? Hôm qua, Hứa Mỹ Tình cười nói, nhờ cậu cả đấy. Cũng bởi vì cậu nên Trình Minh Viễn mới chủ động rời khỏi cuộc tranh đoạt chức trưởng phòng, sau đó anh ta đã tiến cử tôi. Bây giờ tôi đang làm trưởng phòng tạm thời, nếu làm tốt thì một tháng sau sẽ được nhậm chức chính thức. Chị Mỹ Tình, chúc mừng chị nhé. Trần Triệu Dương cười nói. Có gì mà phải chúc mừng, Hứa Mỹ Tình nhìn Trần Triệu Dương nói, nếu không có cậu thì tôi cũng chẳng được làm trưởng phòng. Ý chị là muốn cảm ơn tôi hả? Trần Triệu Dương cười gian, vậy chị định cảm ơn tôi thế? Nào đây, phải rồi, tối qua chị hứa cho tôi xem ảnh riêng tư mà chưa gửi đâu đấy. Chắc không phải chị định nuốt lời đấy chứ. Nếu chị muốn cảm ơn tôi thì gửi nhiều một chút,
tôi muốn xem ảnh chị Mỹ Tình chụp. Nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Triệu Dương, cô ấy dí ngón tay vào đầu Trần Triệu Dương, đồ háo sắc, suốt ngày chỉ nghĩ mấy cái chuyện bỉ ổi ấy. Chị Mỹ Tình, chị đang trách oan cho tôi rồi, tôi chỉ thưởng thức theo hướng nghệ thuật thôi. Hơn nữa chị Mỹ Tình xinh đẹp như thế, tôi cảm thấy ngắm nhiều thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Được Trần Triệu Dương khen như thế, nụ cười trên môi Hứa Mỹ Tình không thể giấu được. Không biết vì sao những người đàn ông khác khen, Hứa Mỹ Tình chẳng có một chút cảm xúc nào. Nhưng Trần Triệu Dương khen cô ấy là cô ấy có thể vui vẻ suốt một ngày. Tôi không gửi ảnh riêng tư cho cậu đâu, Hứa Mỹ Tình cười nói. Chị Mỹ Tình, chị đừng nuốt lời thế chứ, tôi sẽ mất ngủ đấy. Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt thất vọng, nhớ cậu gửi đi linh tinh thì sao, Hứa còn nữa, tôi đâu nói là không cho cậu. Hừ, tôi gửi cho C, Mỹ Tình hừ nhẹ rồi nói, xem. Chị Mỹ Tình, ý chị là... Trên mặt Trần Triệu Dương hiện lên nét mừng rỡ. Hôm nay cậu xem luôn trong phòng làm việc của tôi đi, Hứa Mỹ Tình ca cầm, như vậy thì cậu sẽ không để lộ ra ngoài được, cậu hài lòng chưa? Hài lòng chứ? Trần Triệu Dương sờ mũi cười. Nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Triệu Dương, Hứa Mỹ Tình cảnh cáo, nhưng lát nữa xem ảnh cậu không được nghĩ bậy bạ đâu đấy. Tất nhiên rồi. Trần Triệu Dương ưỡn ngực nói, tôi sẽ thưởng thức theo chiều hướng nghệ thuật mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.